Đường Nguyên Cực cau chặt lông mày, đã lập tức hiểu ý tứ của Vô Hồi Thánh Chủ. Bà nương này là đến khóc than. Có lầm hay không? Thế nhưng ngươi là tôn chủ, đại biểu cho Liên minh Thánh Địa Nam Bộ, vậy mà lại chạy đến trung vực khóc than nghèo. Vấn đề về người cũng không cần các ngươi an bài, tự chúng ta nghĩ cách giải quyết, nhưng dược liệu, đan dược, vũ khí, đều cần Tử Vi Thánh Địa duy trì. Ta thấy các ngươi nuôi kim viêm thánh tượng giống như không tệ, có thể xua tan hắc ám, trấn nhiếp ác linh, chuẩn bị cho ta 10 con. Năng lượng hắc ám trong đại hoang vô cùng cường đại, đại hoang thánh địa cũng cần thánh khí trấn thủ, hy vọng Tử Vi Thánh Địa có thể cung cấp. Nội dung viện trợ kỹ càng, ta hy vọng tới trong bảo khố các ngươi nhìn trước. Cho dù là Đường Nguyên Cực đã có chút chuẩn bị, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi. 10 con kim viêm thánh tượng. Còn muốn thánh khí trấn thủ. Còn tới bảo khố của mình chọn. Ta đều nghe không vô, vậy mà ngươi lại nói ra được. Đám người trấn thủ kim điện đứng trước mặt, càng là hai mặt nhìn nhau. Có phải nàng không biết giá trị của kim viêm thánh tượng hay không? Còn há miệng chính là 10 con, ngươi tới nơi này chọn xúc vật sao? Vô Hồi Thánh Chủ nói. Tha thứ ta nói thẳng, Tử Vi Thánh Địa quản thúc Liên minh Thánh Địa Nam Bộ. Có trách nhiệm càng có nghĩa hơn vụ đến đỡ Liên minh Thánh Địa Nam Bộ. Bây giờ Chủ Hoạch Kiến lập tân Thánh Địa, Tử Vi Thánh Địa không biểu hiện biểu thị, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Loại chuyện này vốn nên là dựa vào tự giác, không cần ta mở miệng, các ngươi nên chủ động đưa qua. Kết quả các ngươi thì thế nào, quên, hay là giả bộ hồ đồ? Ta tự mình tới, các ngươi xấu hổ sao? Ta xấu hổ cái rắm. Ngươi không xấu hổ sao? Đường Nguyên Cực chưa từng gặp được người nào không biết xấu hổ như thế này. Trách nhiệm của Tử Vi Thánh Địa là duy trì lực ảnh hưởng của Liên minh Thánh Địa Nam Bộ, sự vụ trong Liên minh cần do tôn chủ xử lý. Ta đây không phải đến giải quyết sao? Ngươi hẳn là nên nghĩ biện pháp tại Nam Bộ, nhiều cường tộc đại phái như vậy, tìm bọn hắn đi. Chuyện của Thánh Địa tại sao lại muốn tạo phiền phức cho người khác? Như thế chẳng phải lộ ra Tử Vi Thánh Địa các ngươi quá keo kiệt. Đến đỡ không đúng chỗ. Ta nói, việc không liên quan đến chúng ta. Nếu như ngươi có loại thái độ chơi xấu này, ta cần phải ở lại Tử Vi Thánh Địa thêm mấy ngày. Chờ Thánh Địa Thiên Hạ tụ tập, Tổ Sơn giáng lâm, ta vừa vặn mời bọn họ phân xử thử, chuyện này, Tử Vi Thánh Địa rốt cuộc là nên hay không nên giúp. Nếu như bọn hắn đều nói không nên giúp, ta mang theo người của ta, quay đầu bước đi. Nếu như bọn hắn nói hẳn là nên giúp, Tử Vi Thánh Địa đừng nghĩ chơi xấu. Ngươi, Đường Nguyên Cực tức giận đến mức mặt đỏ dần. Nương môn nhi này rõ ràng có chuẩn bị mà đến đây. Vốn là hắn muốn ở chỗ này ra oai phủ đầu nàng, kết quả bị nàng dọa dẫm bắt chẹt. Nếu như chờ Thánh Địa các phương tụ tập, nàng náo lớn ở trước mặt mọi người, Tử Vi Thánh Địa thực sự sẽ mất hết thể diện. Mà, nàng đều dám đến Tổ Sơn khóc lóc om sòm, nơi này đối với nàng mà nói quả thực là tràng diện nhỏ. Cái gì cũng đều làm được. Đến lúc đó những thế lực như Vạn Sơ Thánh Địa kia khẳng định sẽ chế giễu, thậm chí sẽ thừa cơ nổi lên, buộc bọn hắn lấy máu. Đám người trấn thủ bên trong kim điện đều nghiêm túc lên, lão nương môn này không phải tới bái phỏng, mà rõ ràng chính là đến ăn cướp, mà còn là công khai ăn cướp, không cho không được. Thời điểm Đường Nguyên Cực đang nhíu mày suy nghĩ, Vô Hồi Thánh Chủ lại bổ cho hắn một đao. Về phần nguyên nhân thứ hai ta tới đây, đương nhiên là các ngươi tự mình mời ta tới. Nhưng ta không có hứng thú gì đối với trận thịnh hội này, các ngươi thật giống như cũng không quá chào đón ta, sau khi ta lấy được đồ, lập tức đi ngay. Đường Nguyên Cực suýt chút nữa đã mắng chửi người. Tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ lệ thuộc vào Tử Vi Thánh Địa quản thúc, vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất của Tử Vi Thánh Địa, trực tiếp rời khỏi. Hắn dám khẳng định, chỉ cần Vô Hồi Thánh Địa đi, Ly Hỏa Thánh Địa khẳng định sẽ đi theo. Liền ngay cả Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa cũng đều có thể rời khỏi toàn bộ. Cái này lại càng biến thành nháo kịch để bọn hắn mất hết thể diện. Vô Hồi Thánh Chủ cười lạnh, lão nương ta ăn chắc các ngươi. Không cho ta ăn no, hầu hạ tốt, ta sẽ để cho các ngươi mất mặt ném đến quê quán. Thánh Chủ uy vũ thật. Chu Thanh Thọ ở bên cạnh đầy sùng bái, đây mới là lý tưởng, cô nàng hoang dã hoàn mỹ nhất. Đường Nguyên Cực đang muốn giằng co. Bỗng nhiên suy nghĩ đã hiểu. Rất có thể Vô Hồi Thánh Chủ không phải lấy danh nghĩa, trách nhiệm, đến, ăn cướp, mà là lấy danh nghĩa, ăn cướp, đến, báo thù.
Bởi vì thời điểm bọn hắn tuyên bố triệt để thanh lý đại hoang khi Kiều gia đã qua được, kỳ hạn 3 tháng, bất kỳ, người ngoài, nào cũng không được ở lại, thậm chí bọn hắn còn lấy việc điều tra đại hoang thâm uyên uy hiếp, bức bách Vô Hồi Thánh Chủ im miệng. Cuối cùng thành công bước đi Kiều gia, giữ gìn hình tượng thánh địa. Vô Hồi Thánh Chủ bây giờ tới, muốn đến đỡ, 89 phần 10 chính là nuốt không trôi cơn nóng giận kia, nghĩ đến báo thù. Lão nữ tử này thật mạnh lòng trả thù. Đường Nguyên Cực nghĩ tới đây liền cảnh cáo Vô Hồi Thánh Chủ, nói. Ta muốn đề cập với ngươi một việc để cho ngươi rõ, lần này Tử Vi Thánh Địa phụng mệnh Tổ Sơn hiệu triệu Thánh Địa thiên hạ tập kết, mục đích thực sự là khảo hạch Lãnh Văn Thanh. Qua tháng này, nàng không chỉ sẽ trở thành người canh giữ Tổ Sơn, sẽ còn quản khống Thánh Địa thiên hạ, là quản khống chân chính. Đến lúc đó, đừng nói Vô Hồi Thánh Chủ ngươi, ngay cả tất cả Thánh Chủ của Liên minh Thánh Địa Nam Bộ, đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, nàng muốn đi đâu thì đi đó, nàng muốn vị thánh chủ nào làm cái gì, vị thánh chủ kia liền phải làm cái đó, nàng muốn rút lui vị thánh chủ nào, liền sẽ rút lui hắn. Nếu như ta là ngươi, bây giờ nên lập tức có thái độ đoan chính, quản thúc thánh địa Nam Bộ của ngươi thật tốt, phối hợp Tử Vi thánh địa chúng ta hoàn thành lần thịnh hội này. Vô Hồi thánh chủ mang theo ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đang uy hiếp ta. Tử Vi Thánh Địa có trách nhiệm đến đỡ Thánh Địa Nam Bộ, các ngươi không những chơi xấu, còn công nhiên uy hiếp. Có biết xấu hổ hay không? Đường Nguyên Cực, nếu như ngươi có thái độ này, ta thực sự sẽ đợi tất cả mọi người đến, cùng các ngươi tính toán sổ sách, xin mời người canh giữ Tổ Sơn phân xử thử. Ngươi nghe không hiểu lời ta nói. Ta thấy ngươi mới là người nghe không hiểu lời ta nói. Vô Hồi Thánh Chủ, ta khuyên ngươi, không nên hình sảng khoái nhất thời. Rước lấy phiền phức về thân. Ngươi dọa ta. Vô Hồi Thánh Chủ cường thế rằng co với Đường Nguyên Cực, không sợ hãi. Đường Nguyên Cực cũng trừng tròng mắt, rằng co với Vô Hồi Thánh Chủ. Hắn tin tưởng Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định sẽ thỏa hiệp, bởi vì tình huống Lãnh Văn Thanh vẫn còn tại đó, tương lai Tổ Sơn chính là nhà bọn hắn. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ thật khôn khéo liền sẽ rõ ràng nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ không sợ Lãnh Văn Thanh kia thật. Bởi vì nàng là tôn chủ Nam Bộ, dựa theo quy củ trừ phi phạm vào sai lầm lớn không thể tha thứ, nếu không Tổ Sơn đều không có quyền lợi trực tiếp bãi miễn tôn chủ. Mà, Thánh Địa chỉ là liên minh trên danh nghĩa, mỗi nơi đều riêng mình bảo vệ một chỗ, các nơi có độ tự trị riêng. Gặp được đặc thù chuyện, có thể cùng nhau sưởi ấm, cùng tiến cùng lui, lúc khác, Tổ Sơn không quản được bọn hắn. Còn muốn xử lý liền xử lý. Nhìn ngươi ước muốn hoàn hảo kia. Ta cần xin chỉ thị thánh chủ, ngươi ở chỗ này chờ. 10 phút đồng hồ im ắng rằng co, cuối cùng Đường Nguyên Cực cũng thỏa hiệp, đụng phải loại bát phụ không sợ trời không sợ đất này, thật sự không biết nên đối phó thế nào. Ta đường xa mà đến, chờ ở tại đây. Ta là tôn chủ Nam Bộ, không phải con dân của thánh linh xâm lâm ngươi, ngươi coi ta nịnh nọt mới tới. Tử Vi Thánh Địa có một Lãnh Văn Thanh đã bành trướng thành như thế này, tìm không ra Nam Bắc. Không biết mình là cái gì rồi, có thể có chút tư thái hay không, làm cho mình như nhà giàu mới nổi, mất mặt xấu hổ. Mời vào bên trong. Đường Nguyên Cực chịu đựng tức giận, kiên trì mời. Chờ một lát, ta còn mang theo một vị khách tôn quý. Vô Hồi Thánh Chủ hướng đến trong Thánh Điện quát lên. Ra đi, Đường Túc Lão đã chuẩn bị tiếp đãi tốt. Khách quý gì, ngọa tào, khương phàm, cái này là kéo thành đoàn đến đánh cướp. Đường Nguyên Cực nhìn nam tử mặc áo bào trắng khoan thai đi ra, cũng không tiếp tục bình tĩnh được nữa. Trưởng lão tam đẳng của xí thiên giới, khương phàm, phụng lệnh giới chủ, chuyên tới để tiếp Tử Vi thánh địa. Khương phàm lung lay ngọc tiên trong tay, đây là giới chủ tự mình làm cho hắn. Chúng ta không có mời xí thiên giới. Khóe mắt Đường Nguyên Cực giật giật. Cái tên điên này cũng dám đường hoàng xuất hiện trước Tử Vi thánh địa của bọn hắn. Quá phách lối. Quá to gan. Không sợ nhân gian ngục nhận được tin tức, nhào tới xé sống hắn sao? 3 năm trước đây, bởi vì chuyện của Tác Ngọc Đường, xí thiên giới chúng ta cùng Tử Vi thánh địa đã phát sinh xung đột, huyên náo rất không thoải mái. Sau này Tác Ngọc Đường lại không tuân theo quy củ, ý đồ mạo phạm giới chủ, bị giới chủ xử tử. Sau đó giới chủ trả lại ly hỏa lô, trả lại đan thư Tác Ngọc Đường mang đi, cùng ly hỏa thánh địa,
liên minh thánh địa Nam Bộ đạt thành hòa giải. Lần này giới chủ mời ta tới là muốn cùng Tử Vi thánh địa hòa giải, khôi phục mối quan hệ. Khương Phàm nói, lại lấy ra một cái hộp gấm, mở ra xem, rõ ràng là đầu tác ngọc đường, chết không nhắm mắt, nhìn hằm hằm về phía trước. Một chút thành ý, xin hãy nhận lấy. Rất nhiều trưởng lão đệ tử Tử Vi thánh địa kinh sợ lui hai bước, dáng vẻ cái đầu này trừng mắt quá dọa người. Đường Nguyên Cực chau mày, muốn hạ lệnh đuổi đi, tại thời kỳ đặc thù này, sao có thể nhân vật nguy hiểm này đến thánh địa. Thế nhưng, thân phận Khương Phàm bây giờ đang không còn giống như lúc trước nữa, lại là phụng lấy lệnh giới chủ xí thiên giới mà tới, hắn không thể không thận trọng. Nhìn lại Vô Hồi thánh chủ ở bên cạnh với một bộ tư thế chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất kích, lời vừa tới miệng cũng cưỡng bức ép về yết hầu. Thành ý này không đủ sao? Rất xin lỗi, chỉ còn cái đầu, thân thể đã đưa về Ly Hỏa thánh địa. Khương Phàm nâng hộp gấm đưa đến trước mặt Đường Nguyên Cực. Đường Nguyên Cực trần chờ nhận lấy. Ngươi chờ ở chỗ này, ta đi xin phép thánh chủ. Vô Hồi thánh chủ nói. Quý khách đến cửa, có gì mà phải chờ? Xí thiên giới là hoàng tộc Nam Bộ, địa vị so với bốn đại thánh địa trung vực không thể cao hơn sao? Không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở Đường Túc lão, Tử Vi thánh địa đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Nơi này là Tử Vi thánh địa. Không phải Vô Hồi thánh địa, không đến lượt ngươi chỉ huy. Đường Nguyên Cực cảnh cáo, quản tốt chính ngươi đi. Chúng ta đi đến trước, Khương trưởng lão ở chỗ này chậm rãi chờ. Hiểu một chút, bây giờ bọn hắn rất bành trướng, không biết mình là người nào. Vô Hồi thánh chủ khẽ vuốt cằm với Khương Phàm, mang theo bọn người Ngụy Thiên Thu đi vào Tử Vi thánh địa. Chu Thanh Thọ, bọn người Hàn Ngạo đều đi theo, lấy thân phận đệ tử thánh địa, cho thánh chủ giữ thể diện. Khương Phàm, ngươi dám một mình đến Tử Vi thánh địa, Đường Minh Đạt ta thật bội phục ngươi. Sau khi Đường Nguyên Cực mang theo Vô Hồi thánh chủ rời khỏi, một nam tử mặt trắng phong độ nhẹ nhàng từ trong điện đi ra. Rất xin lỗi, ngươi là... Khương Phàm đánh giá nam tử, cố ý nói. Ngươi điếc sao? Rất nhiều thanh niên nam nữ đi theo phía sau hắn, bất mãn quát tháo. Rõ ràng đã nói là Đường Minh Đạt, ngươi không nghe thấy sao? Vị này là cháu trai của Túc lão Đường Nguyên Cực, Đường Minh Đạt. Chí tôn thánh phẩm linh văn, linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Một vị nữ tử nở nang mềm mại đáng yêu, hơi ngẩng đầu. Đường công tử hân hạnh, mới tới Tử Vi thánh địa, không phải hiểu rất rõ, xin hãy tha lỗi. Lúc đang trên đường tới Khương Phàm đã nghe thánh chủ giới thiệu kỹ càng qua. Đệ tử đương thời của Tử Vi thánh địa coi là nhóm ưu tú nhất trăm năm qua. Trừ nữ nhi của thánh chủ, Lãnh Văn Thanh đã thức tỉnh thiên phẩm linh văn ra, trưởng tử của thánh chủ, Lãnh Văn Đạo cũng là thánh phẩm linh văn. Cháu trai của Đường Nguyên Cực Túc lão, Đường Minh đã thức tỉnh chính là chí tôn thánh phẩm, thiên phú gần với Lãnh Văn Thanh. Ngoài ra còn có 6 vị thánh phẩm, có 3 người là mình bồi dưỡng, còn có 3 người là triệu tập từ trong bộ lạc. Tại thời khắc này mà ngươi lại đến Tử Vi thánh địa, có mục đích gì sao? Đường Minh Đạt đánh giá thiếu niên độc nhãn trước mặt, rất khó tưởng tượng được đây lại là Khương Phàm danh truyền thiên hạ. Không sợ hãi, phách lối cường thế, tính cách cực tàn nhẫn, nhiều loại danh hào treo ở trên thân, tạo nên một hình tượng luyện đan sư cực đoan khác loại. Thế nhưng, hắn rõ ràng đã trêu chọc quá nhiều kẻ địch, lại còn dám đường hoàng đi đến đại địa trung vực. Ta chỉ phụng mệnh giới chủ đến hòa giải cùng Tử Vi thánh địa. Kỳ thật ta cũng không nguyện ý đến. Là giới chủ cảm thấy ta thích hợp nhất. Ngươi cũng đã biết tình huống gần đây của Tử Vi thánh địa chúng ta. Trên đường tới đây ta mới biết, muốn làm đại hội thánh địa gì đó. Các ngươi yên tâm, ta được câu trả lời chắc chắn của Tử Vi thánh địa liền rời khỏi. Thật, Đường Minh Đạt hồ nghi nhìn Khương Phàm, nhắc lên nguy hiểm tới đây, lại chỉ vì một câu trả lời chắc chắn, lại chỉ là một mình. Ta không có hứng thú đối với chuyện của thánh địa các ngươi. Khương Phàm tùy ý ứng phó, ý thức đã lặng lẽ kích phát Sơn Hà Đại Táng. Không phải muốn mai táng ai, mà là muốn kích thích Lãnh Văn Thanh ở trong Tử Vi Thánh Địa chú ý. Vĩnh Hằng Lục Đạo cùng Chư Thiên Lục Táng mặc dù thuộc về hệ thống khác biệt, nhưng đều là đại đạo pháp tắc, bình thường không cảm ứng được, sau khi phóng thích thì lại có thể sinh ra ảnh hưởng. Nếu như thế, bây giờ ngươi có thể trở về. Gần đây Tử Vi Thánh Địa chúng ta đang triệu tập Thánh Địa Thiên Hạ tập kết. Là thịnh hội to lớn ngàn năm khó có được một lần, rất long trọng, cũng rất nghiêm túc, không tiện tiếp đãi người ngoài. Ý kiến của ngươi, chúng ta nhận,
Nếu như Tử Vi Thánh Địa nguyện ý cùng hòa giải, đợi lần thịnh hội này hoàn thành, tất sẽ mình tiếp xí thiên giới. Đường Minh Đạt cảm giác rất có thể Khương Phàm không có có ý tốt. Nhân vật nguy hiểm như vậy càng không nên đi đến Tử Vi Thánh Địa, lại còn đi cùng với Vô Hồi Thánh Chủ. Một kẻ bát phụ, một tên con buôn chiến tranh, có thể an phận trung thực mới là lạ. Khương Phàm cười nhạt nói. Tha thứ ta nói thẳng, đây là việc lớn liên quan đến Tử Vi Thánh Địa cùng xí thiên giới, không phải loại đệ tử bình thường này như ngươi há miệng liền có thể đại biểu. Lập tức có đệ tử bất mãn. Thật đúng là phách lối, lời đồn nói quả không sai một chút nào. Cái gì gọi là, đệ tử bình thường, chỉ cần Đường Minh Đạt sư huynh chúng ta tiến vào niết bàn cảnh, chính là một trưởng lão, tương lai càng là túc lão. Tương lai lại nói chuyện tương lai, bây giờ, chỉ là đệ tử. Người đây tính toán là cái gì? Trưởng lão tam đẳng, mới tam đẳng. Ha ha, người không biết không ngoan. Trưởng lão tam đẳng của xí thiên giới là đẳng cấp đan thánh, xí thiên giới càng là một trong những hoàng tộc mạnh nhất. Thân phận của ta trực tiếp nói chuyện cùng túc lão các ngươi đều không chút quá đáng nào. Ngươi, đám người á khẩu không trả lời được, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như vậy. Ta không phải đến ồn ào cùng các ngươi, ta tới gặp thánh chủ các ngươi. Khương Phàm thuận miệng nói, tiếp tục khuếch tán Sơn Hà Đại Táng. Đường Minh Đạt mặc dù biết tính cách của Khương Phàm, nhưng coi thường hắn như vậy, vẫn để hắn có chút tức giận. Hắn quan sát tỉ mỉ Khương Phàm nhìn cũng không nhìn hắn một lát, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn lại là sinh tử cảnh rồi. Tiến vào sinh tử cảnh còn dám nghênh ngang đi ra, thật đúng là không sợ chết. Chiêm sư huynh, sinh tử cảnh. Đường Minh Đạt nháy mắt cùng nam tử hùng tráng bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. Chiêm sư huynh hiểu ý, bẻ bẻ cổ, nhún vai, đi đến trước mặt Khương Phàm, thân thể thẳng tắp khôi ngô, cao to giống như thiết tháp. Khương Phàm trưởng lão tuổi còn trẻ đã vang danh thiên hạ, thật sự là để chiêm hồng bội phục. Thánh phẩm tiến vào thiên phẩm, càng sáng tạo ra kỳ tích hiếm thấy. Không biết ta có cơ hội lĩnh giáo Khương Phàm trưởng lão mấy chiêu hay không? Chiêm sư huynh ngươi điên rồi. Hắn là thiên phẩm. Sắc mặt chúng đệ tử đột nhiên biến đổi. Lĩnh giáo mấy chiêu mà thôi, không đủ. Ngươi cứ nói đi, Khương Phàm trưởng lão. Đường Minh Đạt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tình huống của ta đặc biệt, không tiện động thủ. Ha ha, luận bàn mấy chiêu mà thôi. Xin mời. Chiêm Hồng đưa tay, cũng gấp 5 ngón tay ngả vào trước mặt Khương Phàm, cơ hồ muốn đụng phải con mắt. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa, ta chỉ là khách, nếu như náo ra mạng người, không tốt lắm, thôi được rồi. Là ta mời, đơn giản mấy chiêu, để cho ta lĩnh giáo năng lượng thiên phẩm. Chiêm Hồng lung lay đầu ngón tay, cố ý kích thích Khương Phàm. Sinh tử cảnh quá yếu đuối, không nên chiến đấu, càng không nên tức giận, năng lượng cùng cảm xúc kịch liệt ba động đều rất nguy hiểm. Chỉ mấy chiêu? Khương Phàm dương mắt nhìn hắn một chút. Chỉ mấy chiêu? Làm sao so? Tấn công lẫn nhau, ba hiệp phân thắng thua. Bắt đầu ngay bây giờ. Mở. Chiêm Hồng vừa muốn lui lại kéo dài khoảng cách, tại lúc hắn há mồm nói, mở, trong chốc lát, Khương Phàm đã nâng một chân, thẳng đến đầu gối Chiêm Hồng. Bành, răng rắc, lực lượng vượt qua mấy triệu cực cảnh nhanh nhẹn dũng mãnh giống như là lôi chùy, đầu gối trong nháy mắt giòn nứt, chân trái trắng kiện của Chiêm Hồng bị hất về phía sau, quỳ ở trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm ra tay như điện, một tay đè lại đầu của hắn, ngay sau đó lại đánh xuống đầu gối. Răng rắc, cái mũi của Chiêm Hồng sụp đổ, máu tươi như bão táp, thân thể vừa mới quỳ xuống liền ngửa mặt bay ra ngoài. A! À. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong rừng rậm, Chiêm Hồng một tay che mũi một tay ôm chân, đau lăn lộn trên đất. Khương Phàm, người đang làm gì? Đám người bỗng nhiên biến sắc, căm tức nhìn Khương Phàm. Cũng không cân nhắc một chút mình có bao nhiêu sức, gà chó cũng xứng gây với rồng hổ. Khương Phàm khinh thường hừ lạnh, ý thức khẽ nhúc nhích, phạm vi mặt đất hơn 10 dặm ầm vang sụp đổ, vết nứt cuồng dã lan tràn, bụi mù ngập trời, bao phủ lấy rừng rậm xung quanh. Ngay cả pho tượng trắng trước mặt đều ù ù lắc lư. Làm càn. Cường giả trấn thủ trong đại điện lao ra trước tiên, mang theo khí thế cường đại uy hiếp Khương Phàm. Khương Phàm chỉ hù dọa bọn hắn một chút, rất nhanh đã tản ra bí thuật đại táng, đứng trong phế tích bừa bộn thản nhiên nói. Ta đại biểu xí thiên giới, cũng là chủ động tới giao hảo. Nếu như Tử Vi Thánh Địa không biết tốt xấu,
ta cũng có thể đại biểu xí thiên giới, cùng Tử Vi Thánh Địa chính thức đoạn tuyệt qua lại. Đường Minh Đạt, người gánh chịu nổi trách nhiệm này. Đường Minh Đạt an ủi đệ tử xung quanh, nói với Khương Phàm. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu mà thôi. Khương Phàm khinh thường hừ lạnh. Ta từ Nam đến Bắc, từ Bắc đến Nam, giết người so với người ăn thịt đều nhiều, người với chút tâm tư này, cũng xứng khoe khoang cùng ta. Ngươi! Đường Minh Đạt đang muốn giằng co, núi lớn ở trung bộ của Tử Vi Thánh Địa vang lên tiếng tượng minh to rõ. Một kim viêm thánh tượng giống như mặt trời bay lên không, đạp trên liệt diễm cuồn cuộn, cường quan chói mắt, đi tới chỗ bọn hắn nơi này. Văn Thanh sư muội. Đường Minh Đạt khẽ nhíu mày, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng khi nhíu mày nhìn ra xa một lát, rất nhanh đã xác định được. Bởi vì toàn thân con thánh tượng kia đều là màu vàng óng, là thánh tượng thuần huyết sinh ra trong tộc thánh tượng, mà còn là sinh ra tại thời điểm Lãnh Văn Thanh thức tỉnh thiên phẩm linh văn. Đó là một sự trùng hợp mỹ lệ, cũng làm cho rất nhiều người tin tưởng thánh tượng thuần huyết chính là vì Lãnh Văn Thanh mà sinh. Sao Văn Thanh sư muội lại ra làm gì? Một đám đệ tử nhao nhao nghiêm túc, sớm hành lễ về phía xa, cung kính chờ đợi. Đan Hoàng ở trong đầu Khương Phàm nhắc nhở. Tổ Sơn giống như thái cổ thần miếu, đều truyền thừa đã lâu, có khả năng bọn hắn có ghi chép rất nhiều bí mật cổ lão. Thánh địa có thể truyền ra xưng hô, đứa con của trời, cũng đủ để chứng minh bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn đang chờ đợi người như vậy, chờ đợi vĩnh hằng lục đạo truyền thừa. Trước khi ta tìm kiếm nàng là chỉ biết mình bị đã được ông trời chọn, đã thức tỉnh năng lượng phi phàm, mà còn đã biết bí mật của vĩnh hằng lục đạo, chư thiên lục táng. Nếu như không biết, ngươi xử lý như thế nào? Nếu như biết, ngươi lại xử lý thế nào? Nếu như nàng không biết, ta có thể dần dần tiết lộ bí mật, khiến cho nàng hiếu kỳ, tiếp cận nàng, khống chế nàng. Nếu như nàng biết, vậy sẽ phải khai thác biện pháp quyết liệt hơn. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa, nơi này sắp hội tụ tất cả thánh địa của Thương Huyền. Cho nên nơi này mới là cơ hội cuối cùng của ta. Nếu như Lãnh Văn Thanh đi đến Tổ Sơn, vậy ta thật sự không có cơ hội nữa. Ngươi đã nghĩ rõ ràng hậu quả chưa? Tổ Sơn rất coi trọng nàng, ngươi giết nàng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn làm kẻ địch cùng chúng sinh Thương Huyền sao? Sư phụ, điểm ấy ngài thật đúng là đã nghĩ sai rồi. Tổ Sơn coi trọng không phải nàng, là truyền thừa nàng lấy được. Nếu như ta thật có thể đạt được truyền thừa, Tổ Sơn coi trọng sẽ là ta. Bọn hắn càng coi trọng truyền thừa này, tương lai sẽ càng dễ dàng thỏa hiệp, còn có thể phụng ta làm người canh giữ Tổ Sơn, thống lĩnh thánh địa Thương Huyền. Đây đều là suy đoán của ngươi, chúng ta cũng không hiểu rõ Lãnh Văn Thanh, càng không hiểu rõ thái độ của Tổ Sơn. Cho nên, ta mới muốn thăm dò, mới muốn mạo hiểm. Sư phụ, ta đã hiểu ngài lo lắng tình cảnh bây giờ của ta, phiền phức ta trêu đến đã nhiều rồi, sợ ta gánh không được, nhưng ảnh hưởng của thánh địa quá lớn. Nếu như bọn hắn thật biết bí mật của Vĩnh Hằng Lục Đạo, tương lai Lãnh Văn Thanh không chỉ là pháp lệnh Thương Huyền, rất có thể là tất cả thánh địa Cửu Châu. Nàng tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của ta, nếu không di hoạn vô tận. Nếu như ta có thể có được truyền thừa, ta có thể có cơ hội khống chế thánh địa thiên hạ, dù chỉ là 1% hy vọng, ta cũng muốn tóm chặt lấy. Đột nhiên xuất hiện, thương sinh tạo hóa, này đã mang đến cho Khương Phàm kích thích cực lớn. Trong phần kích thích này có nguy cơ mãnh liệt, cũng có cơ hội rất tàn nhẫn như kiếp trước của hắn. Nguy cơ, nhất định phải diệt trừ. Cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Lãnh Văn Thanh, nhất định phải xử tử. Lần này, ai cũng ngăn không được hắn. Nếu ngươi thật sự đã có quyết định, cũng đừng lo lắng. Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, không còn kiên trì. Khả năng đây chính là tư tưởng kinh ngạc của Đan Hoàng cùng Thần Hoàng. Hắn là luyện đan sư. Khương Phàm là kiêu hùng. Hắn luyện đan coi trọng bình ổn, an toàn. Khương Phàm hoành đồ bá nghiệp là mạo hiểm, chinh phục. Hắn chỉ nguyện một bước này, Khương Phàm có thể đi đúng, không được xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không, đắc tội thánh địa, không chỉ đắc tội thánh địa Thương Huyền, thánh địa thiên hạ, còn có vô số bằng hữu mà bọn hắn kết giao, cùng ảnh hưởng đến hàng trăm triệu vạn con dân. Khương Phàm. Đường Minh Đạt bỗng nhiên nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Người tới là Lãnh Văn Thanh, là người trấn thủ tương lai Tổ Sơn, ngươi hãy tôn trọng một chút cho ta, nếu như dám mạo phạm, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tôn trọng chút, cúi đầu. Những đệ tử thánh địa khác cũng đều nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm.
một nữ tử mỹ lệ thanh ngạo động lòng người, cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng tới đây. Kim Viêm Thánh Tượng thần tuấn tôn quý, toàn thân màu vàng, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Cùng chủ nhân của nó cũng là hơi vểnh mặt lên, vô cùng kiêu ngạo. Văn Thanh sư muội, sao muội lại tới đây? Đường Minh Đạt lộ ra nụ cười cởi mở, nhiệt tình nghênh đón, bất luận là khi trước hay sau này, từ trước tới giờ hắn đều không che giấu sự mê luyến ái mộ đối với Lãnh Văn Thanh. Hắn là ai? Lãnh Văn Thanh bị một loại ba động kỳ diệu hấp mang theo. Ba động rất yếu ớt, lại đưa tới tạo hóa truyền thừa của nàng có cảm ứng. Trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới, Khương Phàm, gặp qua Lãnh Văn Thanh cô nương. Khương Phàm mang theo nụ cười thản nhiên trên mặt, chủ động cho thấy thân phận. Khương Phàm. Lãnh Văn Thanh hơi nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn lại, người này sao lại tới đây? Hắn đưa đầu Tát Ngọc Đường tới, nói là muốn điều giải hiểu lầm của hai bên. Lãnh Văn Thanh đưa đôi mắt sáng tỏ, lặp đi lặp lại đánh giá Khương Phàm, cũng chú ý đến hỗn loạn xung quanh. Ba động trước đó đến từ Khương Phàm, hay là năng lượng khác nào đó? Khương Phàm nhìn chằm chằm mắt Lãnh Văn Thanh, quan sát đến ánh mắt của nàng. Mặc dù cách mạng che mặt, cách kim viêm thiêu đốt, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trần trờ, mê hoặc của Lãnh Văn Thanh. Nói cách khác, nàng không biết vĩnh hằng lục đạo, chỉ ít bây giờ còn không biết. Lãnh Văn Thanh cũng đón nhận ánh mắt Khương Phàm, cái ánh mắt trực câu câu này chỉ là đang thưởng thức nàng, hay là có thâm ý gì sao? Bọn hắn ở chỗ này, mắt lớn chừng mắt nhỏ, thâm tình chậm rãi, Đường Minh Đạt không vui. Bởi vì từ khi Lãnh Văn Thanh thức tỉnh thiên phẩm linh văn đến bây giờ, ánh mắt đã không còn dừng lại ở trên người hắn vượt qua 3 giây, bây giờ lại nhìn Khương Phàm. Khụ khụ. Đường Minh Đạt ngăn ở giữa Lãnh Văn Thanh cùng Khương Phàm. Văn Thanh sư muội, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý là được rồi, muội vẫn nên về tu luyện trước đi. Lãnh Văn Thanh đang quan sát Khương Phàm, thình lình bị ngăn lại, sắc mặt lạnh lùng. Sư huynh, ta không cần ngươi đến chỉ đạo. Khóe mắt Đường Minh Đạt có chút co rúm, xấu hổ nhưng không có tức giận, ngược lại cười bồi nói. Ta chỉ quan tâm sư muội, thanh danh của người này, muội cũng rõ ràng, quá ác liệt. Mà Vô Hồi Thánh Chủ đến, thái độ nói rõ muốn gây sự, ta sợ Khương Phàm cũng có mục đích đặc biệt. Vô Hồi Thánh Chủ muốn gây chuyện. Đúng vậy, quá phách lối, quả thực là đến ăn cướp. Nàng đến nơi này liền chơi xấu, để cho chúng ta đến đỡ Đại Hoang Thánh Địa kiến thiết. Nếu như không đồng ý, liền phải chờ thánh địa các phương tập kết, đứng ở trước mặt mọi người xin mời Tổ Sơn chủ trì công đạo. Làm càn, nơi này là nơi nàng có thể hồ nháo sao? Vô Hồi Thánh Chủ cũng dám chạy đến Tổ Sơn khóc giống, còn quan tâm nơi này. Đường Túc Lão xử trí thế nào? Lãnh Văn Thanh không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là có người gây sự, vậy mà Vô Hồi Thánh Chủ lại trắng trợn tới gây sự, lẽ nào lại như vậy? Gia gia của ta muốn đuổi nàng đi, nhưng nếu như Vô Hồi Thánh Chủ rời khỏi, cũng sẽ mang theo Ly Hỏa Thánh Địa và các thánh địa Nam Bộ, toàn bộ rời khỏi. Đến lúc đó thánh địa thiên hạ tập kết, duy chỉ có thiếu mỗi Nam Bộ, mà Nam Bộ lại do chúng ta quản khống, chẳng phải làm cho tất cả mọi người đều biết, Tử Vi Thánh Địa chúng ta vô lực quản thúc Nam Bộ. Cho nên, gia gia đi xin phép Thánh Chủ, nếu như không có cách tốt, chỉ có thể trấn an. Trấn an. Nàng có thể ngoan ngoãn phối hợp. Ánh mắt Lãnh Văn Thanh vượt qua Đường Minh Đạt, nhìn về hướng Khương Phàm, trong lòng đột nhiên hiện lên một kế hoạch. Ta tin tưởng Thánh Chủ hẳn có thể khống chế lại cục diện, Văn Thanh sư muội cũng đừng có quá lo lắng. Đường Minh Đạt nhìn thấy Lãnh Văn Thanh lại đang nhìn Khương Phàm, trong lòng bất mãn, xê dịch sang bên cạnh, lần nữa ngăn trở ánh mắt. Khương Phàm trưởng lão ở xa tới là khách, sao có thể đứng ở chỗ này? Mời đi. Tới trong thánh địa ngồi một chút, sư huynh, chiêu đãi cho thật tốt. Sau khi Lãnh Văn Thanh chủ động mời, nàng cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng rời khỏi. Đường Minh Đạt sững sờ, đến bên trong ngồi một chút. Còn để hắn tự mình tiếp đãi. Rõ ràng Khương Phàm không có có ý tốt, sao có thể mời đến trong thánh địa. Nếu Văn Thanh cô nương đã mời, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Phàm cười khẽ hai tiếng liền muốn đi lên phía trước. Dừng lại, ai bảo ngươi đi. Đường Minh Đạt lập tức ngăn lại. Văn Thanh cô nương. Im miệng, Văn Thanh là ngươi kêu. Đường Minh Đạt không thoải mái. Lãnh cô nương vừa mới mời ta, ngươi không nghe thấy. Nàng chỉ là khách khí, không có để cho ngươi đi đến thật.
Người cũng là trưởng lão, chút ý tứ ấy đều không nhận ra được. Đường Minh Đạt cản ở trước mặt Khương Phàm, cảnh cáo nói. Ta mặc kệ ngươi ở nơi khác có vị trí gì, nhưng nơi này là Tử Vi Thánh Địa, là một trong tứ đại thánh địa trung vực, nơi này coi trọng nhất chính là một cái chữ, lễ. Thời điểm nam tử đang nhìn nữ tử, không cần luôn luôn nhìn chằm chằm mặt. Lần đầu gặp mặt liền nhìn chằm chằm ngực không quá phù hợp hả? Làm càn. Các đệ tử thánh địa giận dữ quát tháo. Khương Phàm, nơi này không ai đùa giỡn với ngươi, ngươi tốt nhất nên an phận chút. Trong lòng Đường Minh Đạt có một cơn lửa nóng, vô cùng không thoải mái. Văn Thanh sư muội lại nhìn chằm chằm Khương Phàm nhìn, còn mời hắn đi đến. Chuyện khác, hắn cũng không đáng kể, nhưng chuyện này, hắn nhịn không được. Nhìn bộ dáng ghen tị này của ngươi xem. Khương Phàm lắc đầu, cười nói. Có phải ngươi rất thích Lãnh Văn Thanh hay không? Ta dạy cho ngươi một cách, cường thế chút, phách lối chút, đừng quá hèn mọn. Ta không cần đến ngươi đến dạy ta, thành thành thật thật đợi đó cho ta. Đáng tiếc, nàng phải đi Tổ Sơn, đời này ngươi chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Im miệng, còn không cho nói, ngươi không chiếm được nàng, nàng càng chướng mắt ngươi. Ta nói, im miệng. Đường Minh Đạt giận đến tím mặt, mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn bị đâm tròn đến chỗ đau nhức rồi. Trước khi Lãnh Văn Thanh đánh ra sát sinh tiễn 200 dặm, gây nên Tổ Sơn chú ý, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn coi Lãnh Văn Thanh là nữ tử của mình. Mặc dù Lãnh Văn Thanh là thiên phẩm, nhưng muốn cạnh tranh người canh giữ Tổ Sơn, độ khó cực lớn. Chỉ cần thất bại, cũng chỉ có thể ở lại trong thánh địa. Lãnh Văn Thanh lại là thân nữ nhi, khẳng định phải kết hôn. Hắn là người mạnh nhất trong đời mới này, lại là thanh mai trúc mã. Hoàn toàn xứng đáng với nàng. Ca ca Lãnh Văn Thanh muốn lung lạc đường ra bọn hắn, cũng cần thông ra. Lãnh Văn Thanh là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Hắn hơn 30 tuổi đều không có đụng đến nữ hài tử khác, chính là đang chứng minh với thánh chủ, hắn thực lòng với Lãnh Văn Thanh. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Lãnh Văn Thanh đột nhiên kinh động đến Tổ Sơn, còn muốn làm đại hội thánh địa gì đó, còn đặc biệt bổ nhiệm làm người canh giữ. Hắn mới biết được hắn đã sắp mất đi Lãnh Văn Thanh. Đừng nói là có được, sau này gặp mặt cũng khó khăn. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Diệp Trục Thiên đứng ở trên vách đá đằng xa, tinh thần lấp lóe trong đôi mắt, ngắm nhìn Khương Phàm. Khương Phàm tới đây làm gì? Diệp Trục Thiên truy theo tinh thần kiếm, vậy mà lại thấy được Khương Phàm. Tử Vi Thánh Địa triệu tập tất cả Thánh Địa Thương Huyền tụ tập, hẳn là có xảy ra chuyện đặc biệt gì đó. Nam tử đi cùng quan tâm cái này hơn. Cho tới bây giờ thánh địa thiên hạ đều là tự thủ một phương, không can dự lẫn nhau, nhiều nhất đều là gặp nhau trong liên minh, chưa từng nghe qua chuyện tất cả thánh địa thương huyền lại tập hợp, còn không phải tụ tập ở Tổ Sơn, mà là Tử Vi thánh địa. Các thánh địa thương huyền tụ tập, nhất định có chuyện lớn phát sinh. Khương Phàm tới làm gì, tham gia náo nhiệt sao? Diệp Trục Thiên nhếch miệng bôi lên nụ cười nhạt ý. Tinh thần kiếm, Khương Phàm. Đây đều là con mồi của hắn, vậy thì gom lại cùng nhau. Ông trời thật chiếu cố hắn, không uổng công hắn khổ sở đợi chờ lâu như vậy. Làm như thế nào để dẫn bọn hắn ra đây? Là đánh tan từng kẻ, hay là một mẻ hốt gọn? Thánh địa tập kết, không phải thời cơ động thủ cướp đoạt tinh thần kiếm, chúng ta vẫn nên trở về đi. Nam tử nhắc nhở Diệp Trục Thiên lần nữa. Ngươi về trước đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ tự mình trở về. Diệp Trục Thiên đang muốn thoát khỏi nam tử này nữa đây. Bí mật đại táng chỉ thuộc về hắn, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết. Sứ mệnh của ta chính là bảo hộ ngươi, làm sao có thể tự mình trở về. Nam tử quả quyết cự tuyệt. Hắn đã phát giác được, rất có thể Diệp Trục Thiên có chuyện giấu giếm hắn. Tử Vi Thánh Địa. Phụ thân, an bài Vô Hồi Thánh Chủ thế nào? Lãnh Văn Thanh trở lại Thánh Địa, trực tiếp tìm tới Lãnh Thanh Phong. Nàng mặc dù nhìn điêu ngoa mạnh mẽ, kỳ thật so với ai khác đều khôn khéo. Nàng chỉ là thừa cơ đến đòi đỡ, cho nàng là được. Lãnh Thanh Phong vừa mới bị lường gạt một bút, tâm tình vô cùng hỏng bét. Nếu như không phải là vì nữ nhi, hắn đường đường là thánh chủ thánh địa trung ương, sao có thể chịu loại ủy khuất này? Nàng cam đoan không nháo chuyện. Nàng không dám gây sự, nếu không sau đó cái gì cũng không chiếm được, càng đừng nghĩ rời khỏi Tử Vi thánh địa được. Ngài cứ như vậy mà đồng ý nâng đỡ cho nàng, không có bàn bạc điều kiện khác. Nữ nhi,
còn chưa có tiếp xúc qua lão nữ tử kia. Ai, một lời khó nói hết. Nếu chúng ta cho đồ, vậy thì phải để nàng bỏ ra chút giá. Vẫn là đừng chọc, miễn cho biến khéo thành vụng. Lãnh Thanh Phong vẫn lắc đầu. Chỉ có trải qua mới biết được, nữ tử kia thật không thể trêu vào. Ý của ta là, ngài hẳn là để nàng đồng ý, sau khi thánh địa các phương trình diện, phải chủ động phối hợp với chúng ta, cho chúng ta kiếm đủ mặt mũi. Phải để tất cả người chuẩn bị chế giễu, đều biết chúng ta còn có thể quản thúc liên minh thánh địa phương Nam, liên minh thánh địa phương Nam cũng sẽ ở trường hợp công khai, cho chúng ta tôn trọng. Lãnh Thanh Phong khẽ nhíu mày, đúng vậy, làm sao không nghĩ tới chuyện này? Không đúng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, chỉ cần hắn lại đi đàm phán, Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định sẽ về một câu, thêm tiền. Lãnh Văn Thanh nói, ngài đi đàm phán cùng Vô Hồi Thánh Chủ, có thể lại cho nhiều thêm vài thứ, để bọn hắn cam đoan phải tôn trọng chúng ta, phối hợp với chúng ta. Chờ thánh địa các phương đến gần như đầy đủ, ngài tuyên bố tổ chức một trận đại hội luận võ, còn phải để Vô Hồi Thánh Địa tự mình chủ trì. Không phải con không muốn gây quá loạn sao? Sau khi thánh địa các phương tới, rất có thể sẽ nhằm vào chúng ta ở khắp nơi, nhất là Thụ Vạn Sơ thánh địa quản thúc liên minh thánh địa phương Bắc. Thay vì khẩn trương chờ đợi, ứng phó, còn không bằng do chúng ta chủ động khống chế, chỉ dẫn bọn hắn. Lãnh Thanh Phong đột nhiên đã hiểu. Con muốn lợi dụng Khương Phàm. Không sai, Khương Phàm đi đến đâu đều sẽ trở thành tiêu điểm, huống chi là đại hội thánh địa của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nói Khương Phàm ở đây, bọn hắn sẽ dục dịch. Đến lúc đó chúng ta thiết chí thi đấu khiêu chiến, bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách kích thích Khương Phàm lộ diện. Vô Hồi Thánh Địa làm chủ trì, nếu như không ngừng ngăn cản liền sẽ khiến cho nhiều người tức giận, cũng sẽ khiến cho các phương khiêu chiến bọn hắn. Nếu như Khương Phàm lên đài, các phương càng sẽ không tha cho hắn. Cứ như vậy, chúng ta có thể biến thành người đứng xem, không đếm xỉa đến, nhìn bọn hắn đấu đá. Lãnh Thanh Phong cởi mở cười to. Hay, vẫn là nữ nhi của ta thông minh, con có thể trở thành người canh giữ Tổ Sơn, không chỉ là vinh quang của Tử Vi Thánh Địa chúng ta, cũng là phúc phận của Tổ Sơn. Có thể đánh ép Vô Hồi Thánh Địa, cũng có thể kiềm chế lực chú ý của các phương, một công nhiều việc, nhưng ngàn vạn lần phải khống chế cục diện, không được biến khéo thành vụng. Con yên tâm, ta sẽ an bài Đường Nguyên Cực tự mình tọa chấn. Phụ thân, lúc nào người canh giữ Tổ Sơn đến? Lãnh Văn Thanh không vẫn quên được cảm giác kỳ diệu trước đó, nàng cần thỉnh giáo người canh giữ Tổ Sơn. Có thể bọn họ muốn đợi đến sau khi các toàn bộ phương trình diện mới đến, không chỉ có người canh giữ sẽ tới, còn có rất nhiều nhân vật cấp lão tổ đều sẽ trình diện. Bọn hắn sẽ đích thân áp trận cho con cứ việc yên tâm hiện ra thực lực. Lãnh Thanh Phong cười tươi, đã không kịp chờ đợi nghênh đón thời khắc tỏa sáng trong nhân sinh của mình. Đường Nguyên Cực tự mình mời mọc, Khương Phàm đi tới Tử Vi Thánh Địa. Số lượng lớn đệ tử Tử Vi Thánh Địa đứng tại cửa vào Nam Bộ. Hắn chính là Khương Phàm, thật đúng là có một mắt thôi. Hắn dám đến nơi này một mình, lá gan không nhỏ thật. Bây giờ hắn đã ghê gớm rồi, rời khỏi Thánh Địa, ôm vào cây đại thụ hoàng tộc Xí Thiên Giới kia. Ta nghĩ mãi mà không rõ, làm sao Xí Thiên Giới lại tiếp nhận hắn vậy? Còn cho hắn thân phận trưởng lão tam đẳng, chẳng lẽ cũng bởi vì lần hắn luyện đan tại Bắc Bộ kia? Hay là bởi vì trong tay hắn có trường sinh đan? Tên điên này đều đã tiến vào Xí Thiên Giới còn không an phận, vậy mà lại cùng nhân gian ngục đánh nhau. Các ngươi nói xem, nếu như nhân gian ngục biết Khương Phàm ở đây, có thể phái sát thủ đuổi tới hay không? Đâu chỉ nhân gian ngục, tất cả kẻ thù của hắn đều sẽ như sói ngửi được máu mà nhào tới. Các đệ tử Tử Vi Thánh Địa đều tràn đầy phấn khởi đánh giá Khương Phàm, nghị luận vị nhân vật phong vân này. Đường Minh Đạt theo ở phía sau, tâm tình khó chịu. Ra ra, rốt cuộc thánh chủ nghĩ thế nào, không sợ Khương Phàm có mục đích gì. Qua mấy ngày nữa ngươi sẽ hiểu. Đường Nguyên Cực biết kế hoạch của thánh chủ, xác thực rất khéo. Lập tức có thể chuyển rời lực chú ý của các phương đến trên thân Khương Phàm cùng Vô Hồi thánh chủ, còn có thể mượn tay các phương, hung hăng giáo huấn bọn hắn. Cần ta giáo huấn hắn một chút trước không? Hắn là sinh tử cảnh, không dám dùng linh lực linh tinh, hắn không phải đối thủ của ta. Qua mấy ngày nữa sẽ có người giáo huấn hắn. Đường Nguyên Cực quay đầu nhắc nhở hắn. Nhịn đi, không nên gấp gáp. Người đó, thiên phú rất mạnh, nhưng quá cảm xúc, có cơ hội nên học cùng Văn Thanh nhiều một chút.
ta ngược lại thật ra muốn ở bên cạnh Văn Thanh lâu thêm, nhưng nàng. Ngài có ý gì, là Văn Thanh mời hắn vào. Sắc mặt Đường Minh Đạt lại lạnh hơn mấy phần, rốt cuộc Văn Thanh sư muội có ý gì, cố ý chọc giận ta sao? Khương Phàm ở phía sau hỏi. Đường Túc Lão, Lãnh Văn Thanh cô nương ở nơi nào? Là trên ngọn núi lớn ở giữa kia à? Đường Nguyên Cực lạnh lùng nói. Đối với người ngoài các ngươi mà nói, nơi đó là cấm địa của Tử Vi Thánh Địa. Ánh mắt Đường Minh Đạt lăng lệ, còn dám tìm hiểu chỗ ở của Văn Thanh. Không dứt sao? Khương Phàm nói. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Minh Đạt, đưa Khương trưởng lão đến khu tân khách, an bài đến chỗ Vô Hồi Thánh Địa nơi đó. Mời đi. Đường Minh Đạt hừ một tiếng. Minh Đạt huynh, có thể mang ta đi dạo khắp nơi hay không? Tiến vào Thánh Địa liền phải tuân thủ quy củ. Nhưng ta ngưỡng mộ Tử Vi Thánh Địa đã lâu, khó có được tới một lần, cũng không thể. Ta nói, tuân thủ quy củ. Đường Minh Đạt mang theo Khương Phàm đi đến ngọn núi lớn thứ 5. Nơi này là nơi Tử Vi Thánh Địa tiếp đãi tân khách, sau khi trải qua hợp quy tắc, phân chia thành các khu vực khác nhau, các khu phân biệt tiếp đãi các thánh địa đến từ khác biệt. Thành thành thật thật đợi, nếu như dám đi lung tung, lập tức đánh ngươi ra ngoài. Đường Minh Đạt sau khi cảnh cáo Khương Phàm thì liền rời khỏi. Khương Phàm, tới đây. Chu Thanh Thọ nhìn thấy Khương Phàm tiến đến, lập tức chào hỏi. Nhưng Khương Phàm quay đầu liền chui vào rừng, biến mất không còn bóng dáng. Chu Thanh Thọ cùng những người khác hai mặt nhìn nhau. Hắn đi đâu? Khương Phàm nương tựa theo cảm ứng Sơn Hà, tránh khỏi trưởng lão đệ tử tuần sát các nơi, thẳng đến núi cao trung bộ. Sau khi tìm tới một nơi không ai ẩn nấp, hắn ngồi xuống bắt đầu minh tưởng, cảm ngộ Sơn Hà đại táng, kích thích Lãnh Văn Thanh. Lãnh Văn Thanh về tới chỗ ở của nàng. Vừa mới bắt đầu cảm ngộ thương sinh tạo hóa đã lập tức liền nhận ra ba động kỳ diệu. Lần này so với lần đầu tiên còn rõ ràng hơn, càng cường liệt hơn. Giống như là ở gần đó. Lãnh Văn Thanh rời khỏi sân nhỏ, lần theo cảm giác đi tới chân núi. Khương Phàm. Lãnh cô nương. Khương Phàm đứng trong cánh rừng, mặt mỉm cười nhìn nữ tử thanh lãnh đi tới. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lãnh Văn Thanh hồ nghi đánh giá Khương Phàm. Càng tin tưởng Khương Phàm có liên quan cùng loại ba động vi diệu kia. Ta ngưỡng mộ Tử Vi Thánh Địa đã lâu, khó có mới được tiến đến, nên đi nhìn bốn chỗ. Không ai nhắc nhở ngươi, không thể tùy ý đi lại, càng không thể tới gần ngọn núi này. Ta chỉ đi qua nơi này, tùy tiện nhìn, không nghĩ tới lại đụng phải Lãnh cô nương. Giữa chúng ta, ha ha, còn giống như rất có duyên phận. Là ngươi dẫn ta đi ra. Ánh mắt Lãnh Văn Thanh dần dần lăng lệ. Một lần thì có thể là trùng hợp, hai lần tuyệt đối là mưu kế. Thế nhưng, sao Khương Phàm có thể khiến cho truyền thừa của nàng cảm ứng? Nàng là đứa con được trời chọn trong miệng sứ giả Tổ Sơn, gánh vác sứ mệnh tôn quý. Khương Phàm chỉ là một tên cuồng đồ ngang ngược càn rỡ, làm sao lại có liên quan với nàng? Thật sao? Khương Phàm quanh co vài tiếng, nói. Ta chỉ cảm giác nơi này giống như có cái gì đó đang hấp dẫn ta. Cái gì hấp dẫn ngươi? Nói rõ ràng. Có thể là ta cảm giác sai, cáo từ. Dừng lại, ta bảo ngươi nói rõ ràng, cảm giác gì? Chính là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như có. Nói như thế nào đây, giống như có khí vận dân chúng chiếm cứ ở chỗ này. Sắc mặt Lãnh Văn Thanh sau mạng che mặt hơi đổi. Hắn có thể cảm nhận được khí vận dân chúng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ... Lãnh Văn Thanh đột nhiên toát ra một ý nghĩ kỳ quái, đứa con của trời còn có thể có hai người sao? Ta, cùng Khương Phàm. Ta sao có thể cùng Khương Phàm? Lãnh cô nương, người có loại cảm giác kỳ diệu đó sao? Khương Phàm quan sát đến vẻ mặt Lãnh Văn Thanh, càng xác định nàng còn không có hiểu rõ vĩnh hằng lục đạo. Xem ra Tổ Sơn muốn chờ sau khi người canh giữ cùng chư vị nhân vật cấp lão tổ tới toàn bộ, mới nói thẳng tất cả bí mật với nàng. Không có. Lãnh Văn Thanh vẫn rất khó tiếp nhận. Nàng tôn quý thanh ngạo, mỹ lệ như thế, sao có thể cùng loại người lỗ mãng này cùng nhau cảm nhận khí vận tạo hóa? Chẳng phải là nói sau này hai người phải hợp tác lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau. Nàng ngẫm lại lại có một sự mâu thuẫn không cách nào nói rõ, thậm chí là chán ghét. Kỳ lạ. Khương Phàm lắc đầu, quay người muốn rời khỏi. Khiến cho nàng chú ý, sau đó chính là kích thích.
Chúng ta, ban đêm gặp lại. Chờ một chút, ta rất hiếu kỳ cảm giác của ngươi. Ngươi là tới đây mới có cảm giác, hay là trước đây đã có rồi? Sự chán ghét của Lãnh Văn Thanh qua đi, đột nhiên lại có nghi ngờ. Chẳng lẽ Khương Phàm chỉ có cảm giác đặc biệt, mà không có đạt được truyền thừa? Hay là cũng đã nhận được truyền thừa, đang cố ý giấu giếm? Ha ha! Khương Phàm chỉ cười cười, cố ý câu lên lòng hiếu kỳ của nàng, quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng, Khương Phàm, sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Minh Đạt đang muốn đi tìm Lãnh Văn Thanh, không nghĩ tới liền gặp tại dưới chân núi này, còn ở cùng một chỗ với tên hỗn đản Khương Phàm này. Ta tùy tiện đi một chút thôi. Không phải ta đã cảnh cáo ngươi sao? Thành thành thật thật đợi, đừng đi loạn khắp nơi, càng không thể tới đây. Đã cảnh cáo sao? Đừng giả ngu với ta. Đường Minh Đạt thật sự rất tức giận. Trước đó ở bên ngoài hai người liền, mắt đi mày lại, một hồi không gặp vậy mà lại vụng trộm, hẹn hò. Có thể nhẫn nại nhưng lại không thể nhẫn nhục. Lãnh Văn Thanh nhìn Khương Phàm, trong lòng khẽ động, đột nhiên tới một câu. Minh Đạt sư huynh, hắn nói, có cảm giác đối với ta. Khương Phàm, ngươi chán sống. Đường Minh Đạt giận tím mặt, có cảm giác. Mẹ kiếp, ngươi là đến bày tỏ sao? Có xấu hổ hay không? Coi ta là cái gì? Còn có cảm giác, thật uổng cho ngươi nói ra miệng. Ta càng có cảm giác của ta đều có hơn 30 năm, lại bắt đầu từ lúc phát dục. Khóe miệng Lãnh Văn Thanh sau mạng che mặt có chút cong lên, liền biết Đường Minh Đạt chịu không được loại kích thích này. Đánh đi! Hung hăng giáo huấn Khương Phàm. Bức Khương Phàm sử dụng toàn lực. Nàng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, dò xét tình huống Khương Phàm, cảm nhận loại ba động vi diệu kia. Khương Phàm liếc mắt Lãnh Văn Thanh, đã hiểu ý đồ của nàng. Khương Phàm, ta khiêu chiến ngươi. Đường Minh Đạt quả nhiên đã bị kích thích. Mắt hắn đầy giấy hung quang, đằng đằng sát khí, muốn hung hăng giáo huấn Khương Phàm, để hắn hiểu được đây là nơi nào, nên tuân thủ quy củ gì. Khương Phàm lắc đầu từ chối. Ta là sinh tử cảnh, không thích hợp chiến đấu. Sinh tử cảnh chỉ là không thích hợp, không phải là không thể. Đường Minh Đạt giật thắt lưng gấm trên trán xuống, lộ ra linh văn đặc biệt, là con mắt màu tím đang nộ trừng. Bình tĩnh một chút, giữa chúng ta không cần thiết phải quyết đấu. Khương Phàm lui lại mấy bước, nắm chặt nắm đấm. Có cần thiết hay không, không phải ngươi nói, Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Toàn thân Đường Minh Đạt dâng lên hào quang màu tím, ngưng tụ thành lít nha lít nhít cây giáo sắc bén, tấn mãnh cường thế, giống như lôi chiều vô tận xuyên thủng không gian. Tử khí cuồn cuộn, gào thét lên uy thế phi phàm đánh vào trên thân Khương Phàm. Khương Phàm đụng đổ liên miên cánh rừng, đập vào trên núi. Toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ngang, đau đớn không chịu nổi. Nhưng, ảo giác, ta không thể nào không có chút uy lực chống đỡ. Khương Phàm ý thức hoảng hốt, bỗng nhiên bừng tỉnh. Quả nhiên, hắn vẫn đứng tại chỗ, không có bị thương tổn. Nhưng, Đường Minh Đạt lợi dụng cơ hội hắn hoảng hốt đã ngưng tụ thành một cây giáo màu tím, cứng rắn sắc bén, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại mang theo sát khí chấn động tâm hồn, giống như tuyệt thế binh khí giáng lâm, lao thẳng đến lồng ngực Khương Phàm. Thời điểm Khương Phàm thức tỉnh, cây giáo đã tới gần ngực, muốn chặn đường đã tới không kịp. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, bát hoang chiến trụ hộ tâm giáp đã nhanh chóng ngưng tụ. Phốc phốc, keng, cây giáo đâm xuyên ngực, cưỡng bức dừng lại trước khi đến trái tim, cây giáo mạnh mẽ bộc phát lực lượng, hung hăng đánh Khương Phàm ra. Sắc mặt Khương Phàm đột nhiên lạnh lại, cháu trai này làm thật. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, một thương này đủ để đánh xuyên qua hắn. Một chút ghen ghét vậy mà có thể mất đi lý trí. Đây là quá ngu, hay là quá yêu? Thương thương thương, Đường Minh Đạt phung cây giáo lên. Mạnh mẽ trùng kích, phong mang sắc bén giống như mưa rơi bao phủ Khương Phàm, ép Khương Phàm liên tiếp lui về phía sau. Bành! Khương Phàm cường thế ổn định, một tay nắm chặt cây giáo. Đường Minh Đạt quả quyết buông tay, dẫn bạo cây giáo, hóa thành năng lượng dâng lên như thủy triều, hung tàn đẩy lui Khương Phàm. Linh văn, thiên tướng! Khí chất Đường Minh Đạt hoàn toàn thay đổi, hiển thị rõ bá thế, vung lên trọng quyền đánh về phía Khương Phàm. Một tiếng oanh minh, nắm đấm tăng vọt, tiếp tục bành trướng hơn 10 lần, giống như là một mảnh thiên thạch màu tím, đánh tới Khương Phàm. Biết cái gì là bát bộ thánh quyền không?
Đây là một trong bát bộ, thiên tướng thánh quyền. Thiên tướng thánh quyền. Khương Phàm ngưng tụ ánh mắt, quả quyết phung lên nắm đấm, kích phát huyết mạch, cường thế chặn đường. Ầm ầm. Khẩn thiết đối kích, giống như hai ngọn núi cao va chạm vào nhau, oanh minh kịch liệt, khí lãng cuồn cuộn. Khương Phàm vững như bàn thạch, mấy triệu cực cảnh cưỡng ép gánh vác nắm đấm, lại cảm nhận được uy thế cường đại thẩm thấu vào cơ thể, trùng kích huyết khí toàn thân, chấn động linh hồn chu tước. Bát bộ thánh quyền. Khương Phàm rất rõ ý nghĩa bốn chữ này, bởi vì Tu La đã từng tu luyện qua. Bát bộ thánh quyền là quyền pháp cường đại danh chấn cổ kim, phân biệt thiên, đà, chân, linh, u, cốt, ma, thần. Độ khó tu luyện cực lớn, yêu cầu đối với linh văn lại càng cao hơn. Nhất định phải là thể chất đặc biệt, linh văn đặc biệt, mới có thể tu luyện một trong số đó. Bình thường mà nói, chỉ có thể thiên phẩm tu luyện, nhưng chí tôn thánh phẩm vẫn có thể tìm hiểu ra một chút gia lông. Chỉ là gia lông, cũng có thể trấn áp đồng cấp. Ông, thiên tướng linh văn nở rộ tia sáng yêu dị, không cần nhìn thẳng mắt Khương Phàm liền có thể ảnh hưởng đến linh hồn, để ý thức của hắn không phân rõ hiện thực hay hư ảo. Đường Minh đã tăng vào chiến ý, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm, hai tay phồng lên thật khổng lồ, bò đầy đường vân thần bí phức tạp, phát ra uy thế kinh khủng. Bọn chúng giống như trọng chùy màu tím, cuồng lực vô song, chấn động đến mức không gian đều vặn vẹo, một loại khí thế cực kỳ bá đạo chấn động rừng rậm. Ý thức Khương Phàm hỗn loạn, thứ hắn nhìn thấy chính là thế công như chiều cường tràn ngập đất trời, cây giáo bạo kích phía trước, gió lốc kéo tới phía sau nữa là cuồng phong màu tím đang gào thét, mà Đường Minh Đạt vẫn còn đứng ở nơi xa thi triển võ pháp. Nếu như là người khác, có khả năng đã lâm vào trong đó, bắt đầu chặn đánh những thế công này. Nhưng Khương Phàm biết, trên thực tế Đường Minh Đạt không ở phía xa, mà là đã giết tới. Võ pháp nhìn cuồn cuộn cũng không tồn tại. Thứ chào hỏi hắn nhất định là thiên tướng thánh quyền. Ầm ầm, Đường Minh Đạt giết tới, trọng quyền oanh kích, như vạn quân như núi lớn, như cuồng long. Thánh uy ngập trời, bá đạo tuyệt luân. Khương Phàm lù lù bất động, liệt diễm toàn thân sôi trào nổ tung, quét sạch bốn phương tám hướng. Một loại tình thế liệt diễm cường thịnh chấn động hoắc loạn thiên địa. Đường Minh Đạt bao phủ bên trong liệt diễm, bị nhiệt độ nóng rực đốt cháy. Bị hoắc loạn bóp méo vén lui. Khương Phàm bằng vào liệt diễm cảm ứng, khóa chặt Đường Minh Đạt, hành động trong nháy mắt, dậm chân phóng tới, mấy triệu cực cảnh chấn động không gian. Đường Minh Đạt cưỡng ép ổn định thân thể, toàn thân tăng vọt tử quang, một loại uy thế sâu không lường được đột nhiên bị phóng thích ra, cứ như đã thức tỉnh một loại thiên uy nào đó, cuồn cuộn cuồn cuộn, hội tụ ở hai tay, nhấc lên quyền uy kinh thế, thẳng đến Khương Phàm. Ầm ầm. Khương Phàm ngửa mặt tung bay, khí huyết sôi trào, linh hồn đau nhói. Nhận kích thích liên tiếp, cảnh giới của hắn đột nhiên ba động trên phạm vi lớn, bắt đầu tiếp tục tăng vọt. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Khương Phàm nhanh chóng bình phục cảm xúc, áp chế huyết mạch, khống chế khí hải, để tránh thực lực mất khống chế. Khương Phàm, người tài giỏi thì sẽ có người tài rơi hơi, ngươi là thiên phẩm thì như thế nào? Ta là thiên tướng thánh văn, không kém ngươi. Đường Minh Đạt dùng sức khép kín linh văn, bây giờ bỗng nhiên mở ra, một mảng liệt diễm yêu dị xuyên thủng ánh sáng, không nhìn không gian, đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng rút lui, nhưng ánh sáng nhận khống chế thuận thế xoay chuyển, đuổi kịp Khương Phàm, từ phía sau đánh xuyên tới. Trong chớp mắt, Khương Phàm cảm giác cảnh tượng xung quanh đang lay động, giống như thay đổi, lại hình như không thay đổi. Giết! Đường Minh Đạt từ phía sau giết tới. Uy thế cường đại kinh hồn nhiếp phách cứ dâng lên. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, theo bản năng lại muốn phản kích, nhưng, hắn suy đoán Đường Minh Đạt phía sau là giả, uy hiếp thật sự là ở những hướng khác. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, liệt diễm được nhấc lên, ngưng tụ hơn ngàn sợi hỏa vũ, nhanh chóng bạo kích. Tử khí vần quanh toàn thân, Đường Minh Đạt, giống như áo giáp trọi cứng lửa cháy bạo kích, sau giết tới từ phía, quyền uy cường đại gào thét mà tới. Rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân Khương Phàm. Biết rất rõ ràng đây là giả, là ý thức bị ảnh hưởng. Nhưng cảm giác quá chân thực. Xương cốt đứt gãy, huyết thủy phun tung tóe, thân thể đều giống như bị tung bay ra ngoài. Khương Phàm hoảng hốt, thiên tướng thánh văn thật bá đạo, cho dù là đang cảnh giác, nhưng ảnh hưởng vẫn rõ ràng mãnh liệt như thế. Đổi thành những người khác, chỉ sợ đã hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đúng vào lúc này,
Đường Minh Đạt chân chính đã giết tới gần Khương Phàm, loại uy thế sâu không lường được kia lại lần nữa bộc phát, trọng quyền phồng lên, lớn hơn mấy lần, như sóng lớn lao thẳng đến Khương Phàm. So với Linh Văn sinh ra ảnh hưởng tới ý thức, uy lực thiên tướng thánh quyền càng kinh khủng hơn. Nhưng, Khương Phàm đột nhiên đứng vững, tỉnh lại linh hồn chu tước, đuổi đi ảnh hưởng thiên tướng, hắn cưỡng ép tránh thoát khỏi từ trong ý thức hỗn loạn, gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt đã phóng lên. Đường vân chu tước lấp lóe tại lòng bàn tay, trùng kích huyết mạch, kích thích thần uy. Chu tước bác thiên thuật, cường thế phóng thích. Tại sinh tử cảnh điều động huyết mạch là vô cùng nguy hiểm, nhưng Khương Phàm cũng không thể tùy ý để Đường Minh Đạt ức hiếp. Móng vuốt bạo kích trọng quyền. Chu tước truyền thừa, nghênh kích thiên tướng thánh quyền. Bành, răng rắc. Sau khi Khương Phàm lui lại hai, ba bước, thì hai tay Đường Minh Đạt đã vỡ vụn, hắn kêu thảm tung bay ra ngoài. Thánh phẩm, trung quy vẫn thánh phẩm, người vẫn không thể phát huy ra uy lực thiên tướng thánh quyền chân chính. Ánh mắt Khương Phàm lạnh lẽo. Thiên tướng thánh quyền tu la thi triển trong trí nhớ của mới thật sự là kinh hãi thế tục, bá tuyệt thiên hạ. Người có thể tỉnh táo lại. Đường Minh Đạt đứng ở đằng xa, hai tay be bét máu thịt. Vừa rồi thức tỉnh quá đột nhiên, làm thế nào Khương Phàm làm được? Mặc dù Khương Phàm là thiên phẩm, nhưng ý thức tại sinh tử cảnh rất yếu đuối, cũng rất khó khống chế bản thân, chớ nói chi là tránh thoát. Người rất may mắn, gặp được ta bây giờ. Khương Phàm rõ ràng cảm nhận được, lực bất tòng tâm, sinh tử cảnh quá khó tiếp thu rồi. Người cũng rất may mắn, không có gặp được ta ở bên ngoài. Ta coi ngươi là khách, không tiện dùng toàn lực. Đường Minh Đạt hừ lạnh. Văn Thanh cô nương, chúng ta hôm nào lại nói chuyện tiếp. Khương Phàm sửa sang lại y phục, rời khỏi cánh rừng. Đường Minh Đạt khép lại hai tay, nói với Lãnh Văn Thanh. Sư muội, muội không cần để ý hắn. Trước khi muội biểu hiện ra thực lực, ta sẽ dạy dỗ hắn tuân thủ quy củ. Lãnh Văn Thanh nhìn bóng lưng Khương Phàm rời khỏi, âm thầm kỳ quái. Vậy mà không có loại ba đồng kỳ diệu kia. Sư phụ, sinh tử cảnh có đường tắt đặc biệt, bình ổn vượt qua hay không? Khương Phàm trở lại chỗ ở, yên lặng điều dưỡng, cố gắng bình phục thực lực chập trùng. Kiếp trước ngươi nhịn bao lâu? 2 năm. Sinh tử cảnh là giai đoạn mở ra thân thể bảo tàng đặc biệt, là thức tỉnh, là biến đổi, giai đoạn này rất nguy hiểm, nhưng cũng rất quan trọng. Người đó, không thể quá nóng nảy. Ta không nghĩ tới sẽ tiến vào sinh tử cảnh nhanh như vậy. Khương Phàm lắc đầu. Tác Ngọc Đường thật sự đã hại hắn rất thảm, loại trạng thái hỏng bét này, làm sao xâm nhập trung vực, làm sao đi cửu tiêu thiên. Người đã dùng thiên nhân đan, tại lúc cao giai linh hồn cảnh cũng đã làm đủ chuẩn bị, hẳn là có thể thuận lợi vượt qua, từ từ chịu đi. Có cái đan dược gì, có thể làm cho ta tại thời điểm cần thiết, thỏa thích phóng thích thực lực. Không có. Ngài có. Ta không có. Nếu như ngài thật không có, sẽ giải thích cặn kẽ không có nguyên nhân, ngài nói thẳng không có, khẳng định chính là có. Đan Hoàng nhất thời nghẹn lời. Có phải có nguy hại hay không? Khương Phàm càng khẳng định Đan Hoàng có cách, lập tức nhấc lên tinh thần hỏi thăm. Ta vẫn hy vọng ngươi có thể bế quan tu luyện bình thường. Ta không chậm trễ tu luyện, tinh lực chủ yếu vẫn mở ra thân thể bảo tàng. Ta chỉ là muốn tại thời điểm cần thiết, không thể quá uất ức. Ngươi về xí thiên giới bế quan 2 năm liền không có thời điểm cần. Sư phụ, ta thật sự đợi không được 2 năm. Đan Hoàng liên tục suy nghĩ, vẫn mở miệng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người đều nghiên cứu qua sinh tử cảnh, nhưng thành công rất ít, lưu truyền xuống càng ít. Kiếp trước của ta siêu tập được 2 cái. Một cái là đan dược, một cái là tâm quyết. Có thể ứng phó tình huống sinh tử cảnh thực lực kịch liệt chập trùng. Có nguy hại. Khương Phàm rung động, không hổ là Đan Hoàng, thật đúng là cái gì cũng có. Trước đó ta đã giải thích qua, thực lực sinh tử cảnh chập trùng đơn giản mà nói là chính thân thể đang mở ra bảo tàng. Nếu như áp chế quá phận, thân thể bảo tàng ngươi mở ra sẽ chịu ảnh hưởng. Giao cho ta không tùy tiện dùng. Khương Phàm vẫn còn có chút lòng tin đối với việc mình thức tỉnh. Không quan tâm 3, 5 lần ảnh hưởng. Đan Hoàng tin tưởng tiềm lực của Khương Phàm, nhất là 3 lần đột phá linh hồn cao giai cơ hồ hoàn mỹ. Điều hắn lo lắng chính là tính cách của Khương Phàm, nói với hắn không có cách, hắn còn có thể thành thành thật thật, cẩn thận từng ly từng tí, một khi có phương thức áp chế, chẳng khác nào Khương Phàm không có lo lắng, làm việc to gan hơn,
càng cản ý làm bậy. Bây giờ cam đoan không tùy tiện dùng, thời điểm tương lai có thể sử dụng khẳng định sẽ không chút mập mờ nào. Thế nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, Đan Hoàng vẫn thỏa hiệp. Một chiêu kia của Tác Ngọc Đường quá độc ác, bây giờ Khương Phàm cũng là đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Đan dược là đan dược thánh phẩm, có thể khiến cho người ta trong thời gian rất ngắn nhanh chóng vượt qua sinh tử cảnh, bước lên niết bàn cảnh. Nhưng dược lý là triệt để ngăn chặn thân thể mở ra bảo tàng, cưỡng ép thăng hoa cảnh giới. Nói cách khác, ngươi không cần kẻ tại linh hồn cảnh cửu trọng thiên, có thể trở nên mạnh hơn, ngươi cũng không cần chết tại sinh tử cảnh, nhưng sau khi tiến vào niết bàn cảnh, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là nhất trọng thiên, lại không có mở ra thân thể bảo tàng nhất trọng thiên, chỉ là mạnh hơn một chút so với linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Mà đan dược dù sao cũng chỉ là đan dược, tỷ lệ có thể áp chế thân thể, cưỡng ép thăng hoa cảnh giới cũng chỉ có 5 phần. Loại thứ hai là tâm quyết, một lần khởi động, có thể ổn định cảnh giới một thời gian, ngắn thì mấy giờ, lâu là mấy ngày. Nhưng mỗi lần vận dụng đều là cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế thân thể, không nên tấp nập sử dụng, nếu không có thể ảnh hưởng đến thân thể mở ra bảo tàng, ảnh hưởng đến tỷ lệ ngươi vượt qua sinh tử cảnh. Ta chọn tâm quyết. Ta có thể dạy ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi số lần quy định. Tạ ơn sư phụ. 10 lần, ngươi có thể phóng túng 10 lần, nhiều nhất 10 lần. Nếu như ngươi dùng nhiều hơn 1 lần, ta yên lặng 1 năm, dùng nhiều 2 lần, ta yên lặng 3 năm. Đan Hoàng vì muốn tốt cho Khương Phàm, nhất định phải hạn chế số lần, nếu không Khương Phàm rất dễ dàng không hiểu tiết chế. Nếu như hắn bởi vì tâm quyết, cuối cùng không thể vượt qua sinh tử cảnh, hắn nhưng không cách nào bàn giao cho chính mình, càng không cách nào bàn giao cùng anh Linh Thần Triều. Khương Phàm ở lại trong phòng bế quan tu luyện. Tất cả thánh địa thì lần lượt đến Tử Vi Thánh Địa, đầu tiên là Đại Diễn Thánh Địa làm chủ Liên Minh Thánh Địa Tây Bộ, sau đó lại là Thiên Lân Thánh Địa làm chủ Liên Minh Thánh Địa Bắc Bộ, tiếp đó là Chân Nguyên Thánh Địa làm chủ Liên Minh Thánh Địa Đông Bộ. Ly Hỏa Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa cũng đến trong lúc này. Vạn Sơ Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Địa, Hạo Thương Thánh Địa, Tam Đại Thánh Địa Trung ương thì cố ý kéo dài thời gian, còn từ từ đi tới. Nhưng bất luận là Đại Diễn Thánh Địa, Thiên Lân Thánh Địa, hay là Chân Nguyên Thánh Địa đều được Thánh Địa Trung ương bí mật liên hệ, yêu cầu bọn hắn khiêu chiến Tử Vi Thánh Địa. Tuy nhiên, không chờ bọn hắn bắt đầu gây sự, Tử Vi Thánh Địa đã cao điệu tuyên bố. Thánh Địa tề tụ, anh tài hội tụ, cơ hội tốt khó có được, đặc biệt thiết lập giải thi đấu luận võ. Hiện ra linh văn, luận bàn võ pháp, do tôn chủ Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ, Vô Hồi Thánh Chủ, tự mình phụ trách. Một lời tuyên cáo, đẩy Vô Hồi Thánh Chủ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng phụ trách chủ trì liền phải đứng mũi chịu sào tiếp nhận các phương khiêu chiến. Các phương vừa vặn nguyện ý thử thực lực Thánh Địa Nam Bộ một chút. Nhất là sau khi Tử Vi Thánh Địa biểu thị Khương Phàm đang ở chỗ này, nhiệt tình của bọn hắn càng thêm tăng vọt. Tại ngày thứ ba Khương Phàm bế quan, diễn võ trường tại khu tân khách náo nhiệt lên. Chu Thanh Thọ lên đài đầu tiên, hiện ra uy lực tinh thần, chiến thắng liên tiếp 3 trận, cuộc chiến thứ tư thua với đại thừa thánh phẩm của Đông Bộ. Sau đó Hàn Ngạo lên đài, bằng vào cải tạo lực lượng huyết mạch, 5 trận chiến toàn thắng, chấn kinh thánh địa các phương. Đây là kết quả mà bọn hắn khắc chế, dù sao Hỗn Thiên Linh Bảo cũng quá đặc thù, không thể nào biểu hiện ra dưới loại tình huống này. Khương Phàm bế quan khổ tu 5 ngày, xuất quan tại đêm khuya, phải thừa dịp lấy bóng đêm chạy đi. Trời đều đã tối, ngươi đi làm cái gì? Chu Thanh Thọ ngăn Khương Phàm lại. Có việc phải xử lý, đừng lộ ra. Khương Phàm vỗ vỗ bả vai hắn liền muốn rời khỏi. Tất cả thánh địa đều lần lượt đến, ngươi không gặp gỡ bọn hắn. Chuyện thánh địa các ngươi, ta không xen vào. Ngươi không muốn xen vào, nhưng bọn hắn đều muốn để cho ngươi xen vào. Không hứng thú. Khương Uyển Nhi đã bị thương. Cái gì? Khương Phàm vừa chạy qua chỗ ngoặt, lại chạy về tới. Bọn họ cũng đều biết ngươi ở chỗ này, muốn nhìn, sống, một chút, thánh chủ một mực đang đè ép, nhưng không biết là ai suy nghĩ cái chủ ý ngu ngốc, vậy mà tại thời điểm khiêu chiến Khương Uyển Nhi, đánh nàng trọng thương. Các ngươi thấy thế nào? Không ngăn lại sao? Khương Phàm sầm mặt lại. Chuyện đột nhiên xảy ra, vũ khí của thằng danh con kia có gì đó quái lạ, đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại, suýt chút nữa đánh phế Khương Uyển Nhi. Ai làm? Thánh địa Bắc Bộ, Tuyết Bộc Thánh Địa. Tên: Phương Dung.
Còn sống. Bị Na Yêu nhà ta dạy dỗ. Ngày mai đi qua thu thập bọn họ. Khương Phàm quay người biến mất trong màn đêm. Sau 2 giờ, Khương Phàm đi tới 300 dặm bên ngoài Tử Vi Thánh Địa, tìm một chỗ bí ẩn, cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng, câu dẫn, Lãnh Văn Thanh. Nếu như thuận lợi, đêm nay hắn muốn bắt lấy Lãnh Văn Thanh. Không thể chờ đến khi nàng đi Tổ Sơn, thậm chí cũng không thể chờ đến khi người canh giữ Tổ Sơn tới. Nếu như không thuận lợi, nghĩ biện pháp khác. Lãnh Văn Thanh không có để hắn đợi quá lâu, tại nửa đêm đến rạng sáng đã tìm được Khương Phàm. Lại là ngươi. À, Lãnh cô nương, thật là đúng dịp nha. Khương Phàm nhìn dáng vẻ Lãnh Văn Thanh, quả quyết từ bỏ. Hợp sao, ban ngày đúng dịp, đêm nay cũng khéo rồi. Lãnh Văn Thanh không phải tới lẻ loi một mình, mà là cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng, nắm lấy vũ khí không gian vặn vẹo trong tay, trong bóng tối xa xa, còn giống như có, bóng dáng, đi theo. Chúng ta xem ra vẫn rất có duyên phận. Khương Phàm thầm nghĩ đáng tiếc, phải nghĩ cách nói sang chuyện khác, không thể để cho Lãnh Văn Thanh sinh ra cảnh giác đối với hắn, nếu không, muốn dẫn đi ra liền khó khăn. Nơi này không có người khác, nói cảm giác của ngươi một chút. Ngươi là có cảm giác lúc nào, có cảm giác gì? Lãnh Văn Thanh rất cảnh giác, một mực nắm bảo khí không gian trong tay. Tại thời điểm ta nhìn thấy cô mới có cảm giác. Tâm tư Khương Phàm nhanh quay ngược trở lại, cố gắng kiếm cớ. Nói rõ ràng chút, ta cảm thấy chúng ta rất xứng đôi. Cái gì? Ta nhìn thấy cô liền có cảm giác, rất loại cảm giác mãnh liệt kia. Ngươi đang cầu dẫn ta. Cô có nghĩ tới hay không? Mang nhiều thêm một cái thân phận tiến đến Tổ Sơn. Thân phận gì? Nữ tử của Đan Thánh Xí Thiên Giới tương lai. Cái này có thể tạo thế cho cô, để cho thân phận của cô càng đặc biệt, càng được nhận tôn trọng. Ngươi là đang nhục nhã ta sao? Ta còn cần dùng ngươi đến tạo thế. Dệt hoa trên gấm. Ngươi vừa cưới nữ tử Hoa Lâu, bây giờ lại bàn bạc thông gia với ta. Ngươi xem Lãnh Văn Thanh ta là cái gì? Ta chỉ dũng cảm thể hiện ý nghĩ của mình. Nếu như cô không nguyện ý thì coi như xong. Cáo từ. Dừng lại, ngươi xem ta là đồ đần sao? Hôm nay ngươi không nói xong chuyện ban ngày thì đừng mơ tưởng về lại Tử Vi Thánh Địa. Ban ngày nói cái gì rồi? À, cô nói loại cảm giác đặc biệt kia, giống như không có liên quan gì cùng cô cả. Có liên quan hay không, chính ngươi rõ ràng nhất. Lãnh Văn Thanh rất muốn biết rõ ràng, rốt cuộc Khương Phàm có đạt được truyền thừa hay không? Khương Phàm cố ý do dự một lát, có chút hé miệng, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn. Hình như ta đã đạt được một cái truyền thừa. Truyền thừa gì? Lãnh Văn Thanh ngưng tụ con ngươi, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Truyền thừa. Hắn thật sự đã đạt được rồi. Loại truyền thừa này lại có thể giáng lâm đến trên thân hai người. Liên quan tới khí vận dân chúng cùng tạo hóa, quả thực không dám giấu giếm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu sau khi ta nhận được đến tin tức nên mới cùng theo thánh chủ tới đây. Khương Phàm đi bước cờ hiểm. Khí vận tạo hóa. Sắc mặt Lãnh Văn Thanh nghiêm túc hẳn lên. Sứ giả Tổ Sơn đã nói qua, đây là truyền thừa thần bí đã biến mất vài vạn năm. Liên quan tới dân chúng, liên quan đến tới thế giới. Là bí mật bên trong bí mật. Mặc dù sứ giả Tổ Sơn đã giấu rất kỹ càng, nhưng Lãnh Văn Thanh có thể đoán được. Bí mật như thế này hẳn không có mấy người biết. Vậy mà Khương Phàm lại có thể nói ra được, có thể là thật, huống chi còn có thể gây nên phản ứng vi diệu. Lãnh Văn Thanh nhìn Khương Phàm, tâm tình phức tạp. Nếu như sử giả Tổ Sơn biết, có thể cùng đưa hắn đến Tổ Sơn hay không? Người như vậy, làm sao phối khống chế khí vận dân chúng được? Người như vậy, làm sao phối với nàng cùng hưởng Tổ Sơn được? Mà Khương Phàm lại khống chế lực lượng Kiều gia. Càng có Xí Thiên Giới làm bối cảnh, Tổ Sơn có thể lấy Khương Phàm làm chủ hay không? Rất có thể. Lãnh Văn Thanh càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng cảnh giác. Trong ánh mắt lấp lóe của nàng, chạy không khỏi Khương Phàm kinh nghiệm lão đạo. Thành công. Khương Phàm cơ hồ có thể tưởng tượng ra ý nghĩ tại thời khắc này trong đầu Lãnh Văn Thanh, cũng có thể suy đoán ra nàng sắp động sát ý. Lãnh Văn Thanh vô ý thức nắm chặt bàn tay ngọc mảnh khảnh. Một cái truyền thừa, sao có thể giáng lâm đến trên thân hai người? Nàng có thể đoạt lại hay không? Cứ như vậy, nàng không cần cùng Khương Phàm cùng đi Tổ Sơn, còn có thể tăng cường lực lượng truyền thừa của nàng. Thử một chút không? Vì sao không?
Nơi này là lãnh địa của nàng, nàng hoàn toàn có điều kiện thử một chút. Nhưng nhất định phải tại trước khi sử giả Tổ Sơn tới đây, mà nhất định phải một lần công thành, không kinh động đến bất cứ kẻ nào. Văn Thanh cô nương, ta đã thẳng thắn bí mật của ta, có phải cô cũng nên bày tỏ một chút hay không? Vì sao ta có thể cảm nhận được khí vận từ cô, lại vì sao cô có thể tìm tới chỗ ta? Giọng Khương Phàm vang lên làm cho Lãnh Văn Thanh tỉnh lại từ trong suy tư. Lãnh Văn Thanh nhìn chằm chằm Khương Phàm, ngữ khí bình thản. Ta cần suy nghĩ một chút, như vậy đi, 3 ngày sau, chúng ta gặp mặt ở nơi này. Lãnh cô nương làm là như vậy không phải không quá công bằng. Giữa nam nữ, không có công bằng, ta nói 3 ngày liền 3 ngày, đến lúc đó ngươi nguyện ý đến, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ, không nguyện ý đến, cũng tùy ngươi thôi. Lãnh Văn Thanh muốn trở về bàn bạc cùng phụ thân, thần không biết quỷ không hay, bí mật bắt lấy Khương Phàm. Nếu như có thể cướp đoạt là tốt nhất. Không thể nào cướp đoạt, thử qua, cũng không hối hận, sau đó sẽ nghĩ những cách khác áp chế Khương Phàm. Tóm lại, hoặc là diệt trừ Khương Phàm, hoặc là để Khương Phàm nghe theo lệnh của nàng. Dù sao bọn hắn muốn khống chế khí vận khắp thiên hạ, là muốn đi đến đỉnh cao của thế giới, là muốn hưởng thụ vinh quang vô tận. Khương Phàm nhìn Lãnh Văn Thanh biến mất tại trong cánh rừng, nhếch miệng lên một đường cong. 3 ngày. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem ai là con mồi, ai là thợ săn. Uyển Nhi. Khương Phàm đẩy cửa phòng Khương Uyển Nhi ra, lông mày lập tức nhíu lại. Trong phòng khắp nơi đều có vải trắng xoa máu, nhìn thấy mà giật mình. Ca ca, muội không sao. Khương Uyển Nhi nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cố gắng tươi cười. Đừng lo lắng, tình huống đã ổn định. Bọn người Khương Hồng Võ đều tụ tập ở trong phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Phàm không nghĩ tới tình huống của Uyển Nhi lại nghiêm trọng như vậy. Yến Khinh Vũ trầm mặt nói. Tuyết Bộc Thánh Địa chủ động khiêu chiến Uyển Nhi, thái độ rất tốt, nhiều lần biểu thị luận bàn làm chủ, thế nhưng đánh không có mấy hiệp, tiện nhân kia đột nhiên lộ ra vũ khí, trực tiếp dẫn nổ. Khương Hồng Võ tự trách lắc đầu. Chúng ta cũng đã quá chủ quan. Ngụy Thiên Thu nhắc nhở Khương Phàm. Mục đích của Liên minh Bắc Bộ là muốn kích thích ngươi xuất hiện, ngươi không nên manh động. Chúng ta có thể ứng phó. Khương Phàm ngồi vào chỗ đầu giường Uyển Nhi, nắm tay của nàng dò xét khí tức. Bọn hắn có thể hèn hạ một lần liền sẽ còn hèn hạ lần thứ hai. Lần này Uyển Nhi may mắn, lần sau liền có thể phế đi ai. Khương Hồng Võ nói. Lần này là chủ quan, lần sau sẽ không, ngươi là sinh tử cảnh, không nên ra tay, giao cho chúng ta. Mọi người yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy. Khương Phàm càng dò xét, sắc mặt càng khó coi, tâm mạch Uyển Nhi lộn xộn, khí tức suy yếu, thương thế rất nặng. Vì sao bị thương luôn luôn người nhà của hắn? Chẳng lẽ hung danh của hắn còn chưa đủ lớn? Xem ra còn phải lập uy. Hung hăng lập uy. Để tất cả những người muốn tổn thương người nhà hắn, đều biết hậu quả nghiêm trọng khi làm như thế. Ca ca, muội thật sự không sao cả. Khương Uyển Nhi rất tự trách, luôn luôn liên lụy ca ca. Khương Phàm nhẹ giọng an ủi. Chúng ta đã không còn là chúng ta ở Bạch Hổ Quan, chúng ta đã qua cái thời bị người khác khi dễ. Ai dám tổn thương chúng ta sẽ hoàn trả gấp bội. Sắc trời vừa tảng sáng, tất cả đệ tử Thánh Địa liền lần lượt đuổi tới diễn võ trường. Bọn hắn dâng cao chiến ý, nhiệt huyết dâng trào. Đây là hội nghị Thánh Địa khó có được, bọn hắn đều muốn hiện ra linh văn của chính mình, đều muốn chứng minh Thánh Địa của mình càng mạnh. Tất cả liên minh thánh địa cũng còn bão đoàn, liên thủ hiếm thấy. Tuy nhiên, trước mắt, nhiệt tình chủ yếu vẫn là khi dễ liên minh thánh địa Nam Bộ đang ở đầu ngọn gió. Khi dễ liên minh thánh địa Nam Bộ, cũng chính là khi dễ Tử Vi thánh địa, đây cũng là một trong những mục đích bọn hắn tới nơi này. Nếu quả thật có thể Khương Phàm kích thích đi ra, khi dễ thật tốt, vậy thì càng hoàn mỹ. Tới, đến rồi. Vô Hồi Thánh Chủ mang theo Thánh Địa Nam Bộ đi đến diễn võ trường, không khí náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều rơi xuống trên thân Vô Hồi Thánh Địa. Các đệ tử Thiên Lân Thánh Địa và các liên minh Thánh Địa Bắc Bộ đánh ánh mắt với nhau, lần lượt đi tới phía trước. Uyển Nhi cô nương lại tới, khôi phục không tệ chứ. Không hổ là đệ tử Thánh Địa đan dược, các loại đan dược tùy tiện dùng, khôi phục thật là nhanh. Uyển Nhi cô nương, có hứng thú lại so một trận hay không? Lần này chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình,
nhiều nhất là để cho ngươi chảy chút máu, sẽ không giống như hôm qua, chiến đấu đứng không yên. Hừ hừ, vẫn đừng dựng nàng lên, một chút ngoài ý muốn đều gánh không được, thật yếu, nếu như hôm qua chết trên lôi đài, chẳng phải chúng ta còn phải bồi thường. Đúng đấy, chưa đánh với nàng, ta còn tưởng rằng nàng cũng mạnh như tên ca ca phách lối kia của nàng, kết quả. Quá thất vọng rồi. Các đệ tử Liên minh Thánh địa Bắc Bộ liền bắt đầu kêu gào, có chủ động khiêu chiến, có cố ý khích tướng. Dù sao cũng chính là kích thích Khương Uyển Nhi lên đài, lại hung hăng giáo huấn. Mục đích cuối cùng của bọn hắn chính là muốn dẫn Khương Phàm ra. Rõ ràng là các ngươi giở trò lừa bịp. Khương Uyển Nhi tức giận. Minh bất hiếm trá, ca của ngươi không dạy qua ngươi. Tuyết Bộc Thánh địa cười lạnh. Các ngươi nói đó là lừa dối. Đó là hèn hạ. Cái gì gọi là hèn hạ, cái gì gọi là lừa dối. Ngươi phân rõ sao? Ta cùng ngươi so. Hừ hừ, ngươi thua không nổi, không so với ngươi. Ai thua không nổi, đến đây, ta cùng ngươi so. Thua không nổi liền thua không nổi, còn không thừa nhận, thật buồn cười. Đều là một cái đức hạnh như tên ca ca kia của ngươi, mang kiều ra từ cổ Hoa Hoàng Thành đi, vậy mà sợ hãi, vứt xuống bọn hắn đối mặt với vây bắt, tự mình chạy đến xí thiên giới ẩn nấp rồi. Không cho phép ngươi nói ca ca ta như thế. Hắn cũng dám làm, còn không cho người nói rồi. Hèn nhát, con rùa giấu đầu lộ đuôi. Phương Vinh nói xong cũng nháy mắt mấy cái với các sư huynh đệ ở hai bên, thế nào, ta mắng có trình độ chưa? Thế nhưng, các sư huynh đệ Tuyết Bộc Thánh địa đang muốn lộ ra nụ cười, lại đều lần lượt cứng đờ. Các đệ tử Thiên Lân Thánh địa và các Thánh địa Bắc Bộ cũng đều có chút nhíu mày, tập trung vào phía trước. Thế nào? Phương Vinh kỳ quái nhìn bọn hắn, vừa nhìn về đội ngũ Vô Hồi Thánh địa. Một người từ góc rẽ đi tới, nhìn diễn võ trường náo nhiệt một chút. Ánh mắt lạnh lùng, đi tới phía đội ngũ Vô Hồi Thánh địa. Khương Phàm, hắn lại đi ra. Thái Long và các đệ tử Thánh địa Nam Bộ đều mang theo ánh mắt phức tạp nhìn nam tử đi tới. Từ biệt tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, đảo mắt đã 10 năm. Đối với bọn hắn mà nói, 10 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, tuy nhiên đều là tu luyện ngày qua ngày. Đối với Khương Phàm mà nói, lại thay đổi nhân sinh trong oanh oanh liệt liệt. Mặc kệ thanh danh như thế nào, chí ít hắn đã vang danh thiên hạ, đưa thân đến hoàng tộc, tay cầm cường binh. Thái Long còn nhớ mang máng lần đầu tiên lúc hắn gặp mặt cùng Khương Phàm, Khương Phàm chỉ vào hắn nói câu kia cản rỡ nói, không có thánh địa, ngươi tính cái gì? Rời khỏi thánh địa, ngươi lại có thể đi ra bao xa? Khương Phàm. Bọn người Tô Triệt nhìn Khương Phàm đi tới, vẻ mặt cũng rất phức tạp. Trước đó đều coi là Khương Phàm sẽ chết tại đại hoang. Không nghĩ tới lại một thân bái phỏng xí thiên giới, còn thắng được giới chủ tin cậy, diệt trừ Tác Ngọc Đường, chống đỡ sự uy hiếp của vạn đạo thần giáo. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, hắn nghịch chuyển nhân sinh của mình. Bọn hắn đã từng cho rằng, thành tựu của Khương Phàm hẳn là dừng bước ở đây, nhưng hôm nay bọn hắn lại cảm giác, thành tựu của Khương Phàm không chỉ có như thế. Hắn chính là Khương Phàm. Hắn là đến báo thù thay muội muội của hắn. Ha ha. Thánh địa phương Bắc dùng chiêu này mặc dù ám muội, nhưng xác thực có hiệu quả nhỉ. Đối phó loại người cực đoan này, chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Tử Vi Thánh địa nói hắn là sinh tử cảnh rồi. Sinh tử cảnh còn dám chạy loạn khắp nơi, thật đúng là tên cuồng nhân. Sinh tử cảnh tựa như lão hổ không có răng, nhìn uy phong lẫm liệt, kỳ thật không có bao nhiêu uy hiếp. Trò hay bắt đầu, liền nhìn Liên minh Thánh địa phương Bắc chơi như thế nào. Sau khi diễn võ trường rộng lớn hơi an tĩnh, đã nhanh chóng náo nhiệt lên. Chuyện mong đợi nhất sốt cuộc cũng đã xảy ra. Các đệ tử Thánh địa phương Bắc tập thể đi về phía trước mấy bước, ánh mắt lăng lệ. Quan giữa bọn hắn cùng Cổ Hoa Hoàng Thành vô cùng thân mật. Bọn hắn ủng hộ tư thái trung lập của Cổ Hoa khẳng định lực ảnh hưởng của bọn hắn. Hợp tác lẫn nhau, ỷ vào lẫn nhau. Kết quả Khương Phàm náo loạn một trận loạn cả phương Bắc. Cũng làm cho Cổ Hoa tổn thất nặng nề. Bọn hắn là thánh địa, lúc đầu không có cơ hội hỗ trợ, không nghĩ tới lại đụng phải ở chỗ này. Nếu như thế, bọn hắn không để ý thay Cổ Hoa giáo huấn Khương Phàm một chút. Ca ca, cơ thể của huynh có thể được không? Khương Uyển Nhi vẫn rất lo lắng. Nhìn cho thật kỹ, sau khi xem xong, muội phải hiểu được một chút, Khương Uyển Nhi muội cái gì cũng đều không cần sợ, ai cũng không cần sợ, bởi vì muội có một ca ca. Tên Khương Phàm.
Khương Phàm đi đến trên đài diễn võ, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Phương Vinh. Hôm qua là ngươi hãm hại muội muội ta. Phương Dung bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đến mức trong lòng lắc một cái, muốn phản bác, nhưng bờ môi chỉ nhúc nhích, vậy mà nói không ra lời. Loại cảm giác này tựa như bị mãnh thú tập trung vào người. Sao có thể nói là hãm hại, luận bàn cùng cảnh giới, ai thua thì chính tài nghệ người đó là không bằng người. Nam tử bên cạnh Phương Dung đứng trước mặt nàng, có chút ngẩng đầu, rằng co với Khương Phàm đang đứng ở trên đài. Trước khi nói chuyện, hãy tự giới thiệu đi. Tuyết Bộc Thánh Địa, Lương Hạo, mặc dù không bằng thiên phẩm thánh văn ngươi, nhưng cũng là đại thừa thánh phẩm. Nàng hãm hại muội muội ta, hôm nay ta đến thay muội muội ta chủ trì công đạo. Ta nói, không phải hãm hại, chúng ta đều là đệ tử thánh địa cao quý, làm việc quang minh lỗi lạc, cũng đều giữ quy củ, không giống với loại này người dã man như ngươi. Tốt thay cho một câu quang minh lỗi lạc, thật không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Nơi này là thánh địa hội nghị, không phải do một tên tội phạm truy nã như ngươi đến làm càn. Đừng ra vẻ đạo mạo dối trá, không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Ta tiếp, ngươi, kẻ đầu tiên. Người của thánh địa Bắc Bộ trao đổi ánh mắt, liền dễ dàng tiếp nhận khiêu chiến như vậy. Còn tưởng rằng muốn phí chút miệng lưỡi. Nếu đã như thế này, bọn hắn cũng không khách khí. Đã ngươi muốn khiêu chiến đệ tử thánh địa chúng ta liền thành toàn ngươi. Lương Hạo leo lên lôi đài. Liên minh Thánh Phương Bắc của bọn hắn sớm đã âm thầm chọn lựa 6 người khiêu chiến, đều là thánh văn, đều là linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Để khi Khương Phàm xuất hiện, khởi xướng khiêu chiến. Uyển Nhi ở bên cạnh nhìn. Khương Phàm đi đến giữa lôi đài. So thế nào? Lương Hạo đứng trước Khương Phàm cách 20 mét. Luận võ công bằng, luận bàn làm chủ, chạm đến là thôi. Nói nhảm coi như xong. Tính thắng thua thế nào? Ánh mắt Khương Phàm lăng lệ, nắm chặt nắm đấm. Chúng ta chỉ là luận bàn, chỉ cần một bên nhận thua, tranh tài coi như kết thúc. Nói rõ, chỉ cần nhận thua, coi như kết thúc. Chỉ cần hô lên hai chữ nhận thua, coi như kết thúc. Lương Hạo mang theo nụ cười tà ác trên mặt. Mặc dù linh hồn cảnh cửu trọng thiên cùng sinh tử cảnh là cảnh giới khác biệt, thế nhưng thực lực sinh tử cảnh lơ lửng không cố định. Thời điểm yếu đi còn không bằng linh hồn cảnh bình thường, thời điểm mạnh lên thì rất dễ dàng mất khống chế. Nếu như trạng thái của Khương Phàm mệt mỏi, hắn sẽ hung hăng ngược đối phương. Nếu như trạng thái Khương Phàm là cường thịnh, hắn liền chống cự, dùng lời nói để kích thích, để Khương Phàm mất khống chế. Cái này không phải khiêu chiến, đây là thuần thú, ha ha. Lương Hạo sư huynh, hung hăng đánh, để hắn lĩnh giáo thực lực thánh địa phương Bắc chúng ta. Lương Hạo sư huynh, chúng ta chờ mong biểu hiện đặc sắc của huynh, ta vì huynh mà kiêu ngạo. Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa cao giọng la lên. Lương Hạo là người có linh văn mạnh nhất trong đời mới bọn hắn, cái phần cường hãn kia đã xâm nhập đến bên trong linh hồn của bọn hắn tin tưởng Lương Hạo có thể khống chế ở tràng diệt, hung hăng giáo huấn Khương Phàm. Xin mời mở ra bình chướng bảo vệ, chỉ cần không có kết thúc, ai cũng không được phép nhúng tay. Khương Phàm ra hiệu với Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ đi hướng lôi đài, tự mình tọa chấn. Chúng ta nói rõ quy tắc, luận bàn giữa thánh địa, hữu nghị đầu tiên, luận võ thứ hai, thắng bại toàn bằng thực lực, sau khi xuống đài không mang thù không trả thù, tất cả thánh địa càng không thể bởi vậy mà truy cứu trách nhiệm. Thánh chủ liên minh thánh địa phương Bắc theo thứ tự gật đầu. Lương Hạo lui lại, kéo dài khoảng cách cùng Khương Phàm, tiếp tục đâm kích Khương Phàm. Ta muốn không chỉ là ta, thánh địa phương Bắc chúng ta, thậm chí tất cả thánh địa Thương Huyền, đều rất hiếu kỳ đối với ngươi. Hiếu kỳ thực lực của ngươi, hiếu kỳ linh văn của ngươi, hiếu kỳ võ pháp của ngươi. Nếu ngươi đã tới, vậy thì hãy thỏa mãn chúng ta. Đánh xong trận này, mặc kệ thắng thua, cũng cho đệ tử khác một cơ hội. Còn có ai muốn khiêu chiến? Khương Phàm liếc mắt nhìn liên minh thánh địa phương Bắc. Chúng ta đều muốn lĩnh giáo thực lực của ngươi. Năm đệ tử được tuyển chọn khác đi tới phía trước, đều là thánh phẩm linh văn nổi tiếng trong, ngoài thánh địa phương Bắc. Đứng ở nơi đó đừng động, các ngươi rất nhanh có thể được thỏa mãn nguyện vọng. Chúng ta đang mong đợi. Bọn hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, sinh tử cảnh còn cuồng như thế, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Lương Hạo mở ra hai tay, ra hiệu toàn trường, vẻ mặt nghiêm một chút, tập trung vào Khương Phàm.
Vô hồi thánh chủ bay lên không, tự mình bố trí bình chướng, bao phủ lôi đài cỡ lớn rộng 500 mét. Ta là sinh tử cảnh, ngươi bắt đầu trước. Khương Phàm đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn Lương Hạo phách lối. Ngươi là sinh tử cảnh, ta không khi dễ ngươi, ngươi bắt đầu trước. Lương Hạo sẵn sàng trận địa đón quân địch, làm xong phòng ngự. Ngươi bắt đầu trước, nếu không ngươi ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Ha ha, ha ha. Lương Hạo cười to vài tiếng, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi xem thường đại thừa thánh văn ta, đừng trách ta không khách khí. Một cơn gió lớn kéo lên, cuốn sạch băng tinh chói mắt, nhanh chóng quét sạch 500 mét lôi đài. Nhiệt độ trên lôi đài hạ xuống kịch liệt. Cuồng phong gào thét, càng ngày càng mãnh liệt, kéo loạn đầy trời. Băng tinh dày đặc, tốc độ tăng nhanh, giống như là lôi điện tàn phá bừa bãi toàn trường, phảng phất có thể phá hủy toàn bộ sinh linh bên trong phạm vi của nó. Lực khống chế của Đại Thừa Thánh Văn, lập tức được đệ tử Thánh Địa toàn trường tán dương gật đầu. Khương Phàm lù lù bất động, mặc cho cuồng phong xé rách, băng tinh bạo kích. Chỉ thế này, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Lương Hạo sáng tỏ hai mắt, thấu phát ánh sáng giá lạnh, hai tay cuồng vũ, khống chế cuồng phong cùng băng tinh táo bạo. Uy lực cuồng phong cuồng dã có thể phá hủy núi cao. Băng tinh rét lạnh thấu xương có thể đông kết thịt xương. Tại vùng đất cực Bắc mênh mông, hắn chính là chúa tể cánh đồng tuyết. Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa nhao nhao ngẩng đầu, đây là kiêu ngạo của Thánh Địa bọn hắn. Đệ tử Thánh Địa các phương đều định thần chú ý, đánh giá thực lực vị thiên tài phương Bắc này, càng đang mong đợi Khương Phàm phản kháng. Giống. A. À. Sâu trong cuồng phong gào thét, hiện ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giống như là tiếng gió, lại như là ác hồn vô tận đang thét gào. Trong chốc lát, cuồng phong tăng vọt, tốc độ tăng đến cực hạn. Băng tinh bên trong va chạm kịch liệt. Cuồng phong giống như là bàn tay của trời, đang nhanh chóng tạo nên băng tinh, hình thành trọng quyền to lớn. Ầm ầm, trọng quyền bạo kích, lôi tràng rung chuyển. 100.000 băng tinh ngưng tụ, không có chút khe hở nào, trình độ cứng cáp vượt qua thép đen gấp trăm lần. Nhiệt độ lạnh đến cực hạn, càng có thể tại lúc va chạm mục tiêu, đồng thời triệt để đóng băng ngay lập tức. Cuồng phong gào thét. Càng giao phó tốc độ cùng lực lượng vô địch cho trọng quyền. Đây là sát chiêu cường đại hắn dùng để oanh sát cự thú tại cánh đồng tuyết. Hoa! Số lượng lớn đệ tử thánh địa có phản ứng, uy lực của một quyền này xác thực cường đại. Tô Triệt thì chậm rãi lắc đầu. Biểu hiện phong cách quá dày đặc, hẳn là không có trải qua khiêu chiến sinh tử. Người chủ quan! Linh văn của Lương Hạo nở rộ cường quang, đại thừa thánh văn cường thế khống chế. Toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm, chân phải lui về phía sau một bước, trầm ổn hạ người, tay phải nắm chặt, văn ấn chu tước tại lòng bàn tay phát sáng. Ầm ầm, trọng quyền băng tinh giống như thiên thạch gào thét lên cường thế giáng lâm, khí lạnh mãnh liệt, quyền uy cuồn cuộn, đập vào mặt Khương Phàm. Khương Phàm không lùi không tránh, vọt lên một quyền, đối mặt phản kích. Cuồng ngạo, Lương Hạo vừa cười lạnh, lôi chàng lại nổ lên tiếng vang trầm muộn. Trọng quyền băng tinh theo đó mà dừng, lít nha lít nhít vết nứt, từ chỗ va chạm, dâng trào, lên, quét sạch băng tinh. Ầm ầm, tiếng bạo hưởng thứ hai vang vọng lôi tràng, trọng quyền băng tinh sụp đổ toàn diện, đảo loạn cuồng phong, tàn phá toàn trường. Đỡ được rồi, nhẹ nhàng như vậy. Toàn trường bạo động, không dám tin vào mắt mình. Không phải thực lực tại sinh tử cảnh lơ lửng không cố định sao, thời điểm yếu thì rất yếu, thời điểm mạnh thì rất sao động. Khương Phàm đây là có chuyện gì? Rốt cuộc hắn có phải sinh tử cảnh hay không? Rất nhiều túc lão thánh địa đều tiếp cận Khương Phàm, một lần nữa xem kỹ lại. Không thể nào, sao ngươi có thể chống đỡ băng quyền của ta? Lương Hạo khó có thể tin, hắn rõ ràng uy lực võ pháp của hắn nhất, đừng nói Khương Phàm, xem như cả một ngọn núi nguy nga cũng đều có thể tùy tiện vỡ nát. Tới phiên ta, kim viêm toàn thân Khương Phàm đột nhiên bạo động, răng rắc một tiếng. Mặt đất vỡ nát, Khương Phàm nhào ra ngoài nhanh như thiểm điện. Oanh, oanh, oanh. Khương Phàm bạo động 3 lần liệt diễm, tốc độ tăng vọt 3 lần, trong tiếng kinh hô tại toàn trường, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Lương Hạo. Tấn mãnh, cường thế. Ngươi. Lương Hạo bỗng nhiên biến sắc, quả quyết né tránh về sau, cổ tay nhoáng một cái, một thanh đại đao băng tinh bang vào tay. Đây là sát khí của hắn, bên trong ẩn chứa khí tức cực lạnh đặc biệt.
là chuyên môn chuẩn bị để chống cự với Khương Phàm. Nhưng, tốc độ Khương Phàm quá nhanh, lúc đang áp sát, trong chốc lát, tốc độ lại tăng vọt lần thứ tư. Bành, răng rắc. Khương Phàm vung trọng quyền lên, thẳng đến miệng Lương Hạo. Xương quai hàm vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Cái cổ của Lương Hạo lay động mãnh liệt, suýt chút nữa đầu đã bị bẻ gãy, thân thể cũng cứ thế mà bay lên khỏi mặt đất. Khương Phàm đưa một tay nắm chặt cổ chân của hắn, toàn bộ kéo đứng lên. Cổ tay lắc lư, cuồng lực cuồn cuộn, bỗng nhiên đập xuống mặt đất. Bành! Lương Hạo chạm đất, xương vỡ vụn, thanh đại đao rời khỏi tay. Lương Hạo sư huynh! Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa bừng tỉnh, nhao nhao phóng tới lôi đài. Không chịu nổi một kích. Khương Phàm vung Lương Hạo lên, giống như là bao tải, đập loạn bành bành lên mặt đất. Lực lượng bộc phát, tốc độ kinh người. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần. Bành bành bành. Huyết thủy phun tung tóe, hài cốt vỡ vụn, từ thân thể đến đầu, rách mướp. Không đợi Lương Hạo làm ra phản kích liền bị triệt để ngây người, miệng vỡ vụn, càng không phát ra được thanh âm nào, đầu vỡ vụn, ý thức hỗn loạn. Dừng tay. Mau dừng tay. Chúng ta nhận thua. Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa lo lắng la lên, dùng sức đụng chạm bình chướng. Toàn trường bạo động, khiếp sợ tràng diện đầy máu trên lôi đài, rất nhiều nữ đệ tử đều bị dọa đến tái nhợt sắc mặt, không đành lòng lại nhìn tiếp. Nhận thua chưa? Khương Phàm tiếp tục đập Lương Hạo, cao giọng la lên. Trong tay có một khắc không nhàn rỗi, cứ liên tục đập Lương Hạo xuống đất, máu phun tung tóe. Nhận thua sao? Tại sao không nói chuyện? Tốt, đủ kiên cường, thành toàn cho ngươi. Bành bành bành. Còn không nhận thua, ta đánh giá thấp ý chí của ngươi rồi. Lại đến. Bành bành bành. Khương Phàm một bên nện, một bên hỏi. Tên hỗn đản ngươi, hắn sắp chết rồi. Cả người hắn đều muốn nát, hắn nói cái rắm. Chúng ta nhận thua, chúng ta thay hắn nói. Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa chửi ầm lên. Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi đang làm cái gì? Tranh tài đã kết thúc. Thánh chủ Tuyết Bộc Thánh Địa cao giọng quát tháo. Kết thúc rồi à? Vô Hồi Thánh Chủ một mặt lãnh đạm. Ngươi không nhìn thấy sao? Hắn đều đã sắp chết. Ta chỉ nhận quy củ, không nhìn sống chết. Hắn không hô nhận thua, không coi là kết thúc. Bành bành bành. Khương Phàm liên tục đập Lương Hạo đến be bét máu thịt, một chút lại một cái đấm vào lôi đài. Tiếng va chạm trầm muộn, máu tươi phun tung tóe. Âm thanh xương cốt vỡ vụn, quả thực đã dọa đám đệ tử Thánh Địa sống an nhàn sung sướng sợ hãi. Bành bành bành. Khương Phàm đập dòng dã 180 lần lần, rốt cuộc cũng ngừng lại. Đang lúc mọi người coi là lúc kết thúc, Khương Phàm lại lung lay cánh tay, đổi thành tay trái, bắt lấy Lương Hạo rách dưới không còn hình dáng kéo đứng lên. Dừng tay, ta nói dừng tay. Thánh chủ Tuyết Bộc Thánh Địa vò tới trước mặt lôi đài, nhìn hằm hằm Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ mặt không biểu tình. Nói nhỏ chút, lão nương ta không có điếc. Tuyết Bộc Thánh Chủ giận dữ mắng mỏ. Hắn đã sắp chết rồi, tản bình chướng ra cho ta. Ta, chỉ nhận quy củ. Hắn không nhận thua, thì phải tiếp tục. Hắn đều đã chết, hắn hô cái rắm. Hắn sống hay chết, không liên quan gì tới ta. Ta, chỉ nhận quy củ. Ngươi, Tuyết Bộc Thánh Chủ tức giận đến mức không kiềm chế được, hận không thể xé mở bình chướng. Thế nhưng khí thế Vô Hồi Thánh Chủ tán phát lại vượt xa hắn. Vô Hồi Thánh Chủ, có chừng có mực đi. Hắn đã không thể nào hô nhận thua, chúng ta thay hắn nhận. Thánh chủ Thiên Lân Thánh Địa đi đến phía trước, các thánh chủ thánh địa phương Bắc khác cũng đều đuổi theo. Sắc mặt bọn hắn khó coi, ai cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Các ngươi là đang bảo ta làm trái với quy tắc, vậy không được, ta là người nói nguyên tắc. Tử Vi Thánh Địa an bài ta chủ trì giải thi đấu luận võ, là tín nhiệm đối với ta, sao có ta thể phụ lòng phần tín nhiệm này? Nếu như hắn chết thì sao? Ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Nếu như Lương Hạo chết, toàn bộ Tuyết Bộc Thánh Địa rời khỏi tranh tài, Liên minh Thánh Địa phương Bắc tập thể cảnh cáo một lần. Cái gì? Thiên Lân Thánh Chủ đều khẽ giật mình, Tuyết Bộc Thánh Địa rời khỏi. Chúng ta ghi tội. Lương Hạo khăng khăng không hô nhận thua. Để đại hội luận võ xuất hiện sự kiện, tử vong, đương nhiên phải gánh chịu trách nhiệm. Ngươi! Huyết khí Thiên Lân Thánh Chủ dâng trào, suýt chút nữa ngất đi. Bọn Thánh Chủ Thánh Địa Bắc Bộ thở hồng hộc, miệng mở rộng cũng không biết nên nói cái gì. Quá vô sỉ!
Quá vô sỉ. Tất cả các thánh chủ và các túc lão liên minh thánh địa đông bộ, đều hai mặt nhìn nhau, đây là lời một thánh chủ nói ra. Đại diễn thánh chủ lắc đầu, lão cô nương này vẫn không thay đổi. Hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh địa đều tập thể trầm mặc, bọn hắn ngậm chặt miệng. Đối với việc vô hồi thánh chủ ngang ngược vô lý, bọn hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhất là làm cho người khác không thể làm gì cả, nàng còn luôn có thể đứng được lý lẽ. Rõ ràng là nàng đang khi dễ người khác, kết quả người ta còn phải chủ động xin lỗi. Tựa như là nàng quất người một bàn tay, người phải hỏi một chút tay nàng có đau hay không, làm không tốt còn phải bồi tiền thuốc men. Bành! Khương Phàm tay trái đập 100 cái, rốt cuộc cũng ngừng lại. Lương Hạo máu thịt be bét nằm dạp trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít, hấp hối. Khương Phàm ngồi xổm ở trước mặt Lương Hạo, vỗ vỗ khuôn mặt rách dưới của hắn. Đừng giả bộ chết, nhận thua không, hay là vẫn tiếp tục đánh. Ngọa tào ngươi! Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa suýt chút nữa điên lên. Khốn kiếp, đang hỏi nhận thua sao, khinh người quá đáng. Khương Phàm bóp lấy cổ Lương Hạo nhấc lên, hỏi vô hồi thánh chủ ở không trung. Loại không thể nhận thua giống hắn đây, nên tính thế nào? Chúng ta nhận thua. Tuyết Bộc Thánh Chủ giận dữ mắng mỏ, con mắt đều bò đầy tơ máu. Thánh địa cao ngạo đã lúc nào nhận qua loại trêu tức nhục nhã này? Khương Phàm nói. Vậy không được, lôi chàng có quy củ của lôi chàng, không phải là người bên ngoài các ngươi định đoạt. Thánh chủ, ngài là người chủ trì lôi chàng, ngài đến bình phán. Vô hồi thánh chủ làm bộ tự định giá một lát, nói. Thánh địa chúng ta luận võ, coi trọng luận bàn, coi trọng tinh thần võ đạo. Như vậy đi, ngoại trừ chủ động nhận thua, còn có thể cúi người chào. Khương Phàm bóp lấy Lương Hạo, loay hoay tư thế, để Lương Hạo quỳ xuống trước muội muội Khương Uyển Nhi. Xoay người, dập đầu. Không vội vã, làm lại làm. Hỗn đản. Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa nghiến răng nghiến lợi. Sỉ nhục thật. Mỗi cái thể hiện, mỗi cái động tác của Khương Phàm đều là đang nhục nhã Tuyết Bộc Thánh Địa bọn hắn. Thánh Địa đông bộ thể hiện phức tạp, rốt cuộc cũng lĩnh giáo được sự điên cuồng của đứa con rơi Thánh Địa này. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, bọn hắn quả thật là đã cảm nhận được. Người này, trong lòng lộ ra dã tính, trong máu chảy xuôi tàn nhẫn. Người này, xác thực không thích hợp với thánh địa. Vô hồi thánh chủ cố ý trì hoãn vài phút, mới tuyên cáo. Tranh tài kết thúc, Khương Phàm thắng, Lương Hạo thua. Cứu người! Tuyết Bộc Thánh chủ hô to. Các túc lão của Tuyết Bộc Thánh Địa xông lên lôi đài, ôm Lương Hạo sắp chết lao xuống dưới. Kế tiếp, ai đến? Khương Phàm nhìn về các đệ tử thánh địa phương Bắc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trước đó. Năm vị đệ tử thánh văn run rẩy khóe mắt, đều lúng túng trầm mặc. Đến cái gì mà đến, bọn hắn còn không có sống đủ. Tình huống của Khương Phàm không có hỏng bét như bọn hắn tưởng tượng, giống như hoàn toàn không bị sinh tử cảnh ảnh hưởng. Không thể so. Thiên Lân Thánh chủ động nhận thua. Chờ một chút, không phải các ngươi đang đợi ta sao? Không phải muốn khiêu chiến ta sao, cứ như vậy mà kết thúc. Ta cho các người một cơ hội, 5 người cùng tiến lên. Cùng tiến lên. 5 người đồng loạt tiếp cận Khương Phàm, nhấc lên chiến ý. Nếu như không đủ, lại cho các người thêm mấy tên. Giọng Khương Phàm không lớn, nhưng thái độ lại rất phách lối. Thành toàn cho ngươi. 5 vị thánh văn trao đổi ánh mắt, đều đi lên lôi đài. Các thánh chủ Bắc Bộ không tiếp tục ngăn cản. Bất kể Khương Phàm cuồng như thế nào, dù sao cũng là sinh tử cảnh, 5 người vây chiến, hẳn là có thể ứng phó. Đều đánh thật tốt cho ta. Tất cả túc lão các thánh địa nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn. Vừa rồi quá mất mặt, nhất định phải cứu lại danh dự. Đánh thật tốt chính là hung hăng đánh. Tất cả các tinh anh thánh địa đều chăm chú quan sát, nghị luận với nhau. Mặc dù Khương Phàm là thiên văn, nhưng sinh tử cảnh không thể nào điều động quá nhiều năng lượng. Thực lực hắn lúc bình thường không bằng 1/5. Cảnh giới của Khương Phàm bây giờ rất ổn, không nên liều mạng. Lúc này lấy phòng ngự là chính, dây dưa làm phụ. Bọn hắn chỉ cần phối hợp thỏa đáng, cuốn lấy Khương Phàm liền có thể để cảm xúc Khương Phàm thay đổi. Chỉ cần tâm tình chập chờn liền sẽ liên lụy đến thực lực. Nếu như thực lực của Khương Phàm yếu bớt, bọn hắn có thể hoàn ngược hắn. Nếu như thực lực tăng cao, bọn hắn phòng thủ mà không chiến có thể để Khương Phàm mất khống chế.
không nên lạc quan như vậy, nếu như bọn hắn vừa mới bắt đầu liền phối hợp lại, bị Khương Phàm bắt lấy cơ hội, người thua chính là bọn họ. Tất cả đệ tử thánh địa nghị luận, còn thỉnh giáo các túc lão. Ngay cả Tô Triệt đều đang suy đoán Khương Phàm sẽ ứng phó 5 vị thánh văn liên thủ như thế nào. 5 vị thánh văn đứng trên lôi đài, ra hiệu với nhau, an bài tốt người nào chịu trách nhiệm quấy nhiễu, người nào chịu trách nhiệm kiềm chế, ai cứu người tại thời khắc đặc thù. Mặc dù bọn hắn muốn dạy dỗ Khương Phàm, nhưng đều không có chủ quan. Nhiều thánh địa nhìn như vậy, bọn hắn nhất định phải thắng, còn phải thắng cho thật đẹp, để Khương Phàm quỳ trên mặt đất, cầu xin bọn hắn tha thứ. Khương Phàm, đây là nơi thánh địa hội nghị, đứa con rơi của thánh địa như ngươi, đứng ở trên đài không cảm thấy xấu hổ sao? Thánh văn của Thiên Lân thánh địa, Tôn Nghĩa Đức đang bước về phía Khương Phàm, tiếp tục kích thích. Hắn là chí tôn thánh văn, viên mãn bảo bình, có thể hóa thế công của kẻ địch thành năng lượng để thôn nạp. Hắn phụ trách chống cự Khương Phàm. Hắn xấu hổ, nếu là da mặt hắn mỏng, có thể đi đến một bước như ngày hôm nay. Kiều gia đi theo hắn chạy đến Nam Bộ, kết quả hắn nhìn thấy tình thế không ổn đã tự mình chạy đến Xí Thiên Giới, cũng không biết đã dùng thủ đoạn nịnh nọt gì mà lại có thể được giới chủ tin tưởng. Nếu như không phải bởi vì hắn là nam, ta cũng hoài nghi hắn đã hiến thân. Thánh văn của Cổ Dương Thánh Địa, Nhậm Tự Cường vây quanh phía sau Khương Phàm, tháo thắt lưng gấm, lộ ra địa long linh văn. Đầu thành hắn vặn vẹo, biến thành đầu địa long dữ tợn, thân thể căng cứng. Tùy thời chuẩn bị hóa thân yêu thú. Ba thánh văn khác phân tán đến xung quanh, phóng thích linh văn, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Chuẩn bị xong. Khương Phàm không hề bị lay động, lạnh lùng đứng tại chỗ. Chúng ta sẽ là đối thủ của ngươi. Tôn Nghĩa Đức kích hoạt linh văn, toàn thân dâng lên ánh sáng giống như ánh trăng, làm nổi bật hắn giống như là thần tử tôn quý. Dưới chân sen lẫn phù văn, nhẹ nhàng nhấc hắn lên, đỉnh đầu sen lẫn ánh trăng. Ngưng tụ bảo bình trong suốt. Giống. Nhậm Tự Cường phát ra tiếng long ngâm to rõ, hài cốt toàn thân vặn vẹo, nhanh chóng bành trướng, hóa thành địa long to lớn cứng rắn, đập xuống trên lôi tràng, chấn động đến 500 mét lôi tràng đều đang lay động. Ba thánh văn khác liên tiếp phóng thích linh văn. Một tên vung lên đàn phượng vũ, đầu ngón tay đặt nhẹ, tạo nên tầng tầng gợn sóng, hình thành thế công M3 có thể so sánh với lôi đình. Một người huy động lôi chiều, ngưng tụ 9 viên lôi châu, giống như là 9 ngôi sao bao quanh hắn, phát ra uy lực và năng lượng kinh người. Một người cầm trọng phủ trong tay, thổ khí cuồn cuộn, ngưng tụ ở sau lưng, giống như là sóng lớn tích xúc, tùy thời chuẩn bị đánh đi ra. Hữu nghị đầu tiên, luận võ thứ hai, thắng bại toàn bằng thực lực. Mở lời nhận thua, hoặc là cúi người chào, đều coi là thất bại. Tranh tài chính thức bắt đầu. Vô Hồi Thánh Chủ chống lên bình chướng. Cao giọng tuyên cáo. Bắt đầu. Bầu không khí toàn trường tăng vọt, ánh mắt của tất cả mọi người sáng rực, đang mong đợi trận quyết đấu đặc sắc. Nhưng, ầm ầm, bạo động mãnh liệt chấn động diễn võ trường, liệt diễm cuồn cuộn từ trên thân Khương Phàm lao ra, giống như là dòng lũ lớn, nhanh chóng che mất lôi tràng. Oanh oanh liệt liệt, trùng điệp. 500 mét lôi tràng trong nháy mắt đã biến thành biển lửa dung chuyển. Sinh tử cảnh, thiên linh văn. Bất luận là số lượng linh lực dự trữ hay là tốc độ thả ra, đều đủ để nghiền ép toàn trường. Tất cả mọi người coi là Khương Phàm không dám tùy tiện phóng thích linh lực, hắn trực tiếp rộng mở khí hải, phóng thích hơn phân nửa. Cường quang hừng hực, chiếu thấu quảng trường, rất nhiều người đều mở mắt không ra. Chu Tước Yêu Hỏa dung hợp số lượng lớn thánh hỏa, nhiệt độ càng là dung thực không gian mãnh liệt. A, à, bọn người Tôn Nghĩa Đức vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị liệt diễm lao nhanh bao phủ, bị nhiệt độ cao khủng bố thôn phệ. Ổn định, hắn đang phóng thích năng lượng, lúc nào hắn cũng có thể mất khống chế. Nắm lấy cơ hội, chuẩn bị phản kích. Người bên ngoài lo lắng hô to, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cách bình chướng, bọn hắn đều có thể cảm nhận được uy lực kim viêm. Vốn là diễn võ trường, bây giờ lại đột nhiên giống như biến thành địa ngục, muốn thiêu chết người ở bên trong. Tất cả các đệ tử thánh địa khẽ nhíu mày, Khương Phàm lại chủ động phóng thích năng lượng, không sợ mất khống chế sao? Hay là đi đánh cược một lần, khống chế tràng diện trước? Ổn định. Tôn Nghĩa Đức gian nan phóng thích linh lực, hình thành chiến y bảo vệ, khống chế bảo bình hút liệt diễm lao nhanh vào. Hắn đã dừng lại tại cửu trọng thiên 5 năm, lại là chí tôn thánh văn, thực lực vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh.
Liệt Diễm lập tức nhận dẫn dắt, không ngừng liên tục lao nhanh về Bảo Bình. Như là trăm con sông đổ về biển cả, cơ hồ khống chế gần phân nửa Liệt Diễm trên lôi tràng. Chịu đựng. Nhậm Tự Cường cũng khàn giọng hô to, thân hình khổng lồ 30 mét run run, khí lãng cường đại sôi trào lên giống như đất rung núi chuyển, nương tựa theo áo giáp cứng rắn, tiến đến phía Khương Phàm. Ba người khác cũng chật vật lui lại, gian nan chống cự. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Sau khi Khương Phàm ngưng tụ biển lửa, 276 loại thú ấn trong ý thức toàn bộ thức tỉnh lại. Lúc hắn ở xí thiên giới cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ nghiên cứu Sơn Hà Đại Táng, Chu Tước truyền thừa, cũng đang tu luyện thú ấn. Đến nay đã tiếp cận 300 loại. Hống hống hống. Hơn 200 loại mãnh thú, tính cả đàn sói, bầy ong các loại, đã có tới ngàn con. Bọn chúng liên tiếp thành hình, hình thái khác nhau, sinh động như thật, tương thông cùng ý thức Khương Phàm, bao phủ bọn người Tôn Nghĩa Đức. Soạt, toàn trường bạo động, vô số người bỗng nhiên biến sắc. Quá rung động, mấy ngàn con hỏa thú xuất hiện, giống như là dị độ không gian bị mở ra, chất đầy trên lôi tràng. Chân thực, nóng nảy, dã man, cường thế. Đây là võ pháp sao? Đây chính là lực khống chế của thiên phẩm linh văn sao? Bọn hắn nhìn mà rung động, càng tê cả da đầu. Thế nhưng, Khương Phàm cũng dám tùy ý phóng thích linh lực như thế, chẳng lẽ hắn không quan tâm thực lực biến động sao? Giống. Nhậm Tự Cường hét lớn, tiếng long ngâm to rõ, thổ lãng cuồn cuộn, nó dùng thân thể địa long hơn 30 mét cường thế nghênh chiến. Liệt Diễm mãnh hổ nhanh chóng phóng tới. Địa long bỗng nhiên nhấc cái móng vuốt khổng lồ nặng đến mấy chục vạn tấn lên, đánh thẳng đến mãnh hổ đầu. Ầm ầm. Mãnh hổ cuồng dã, nổ nát vụn. Địa long tràn đầy tự tin, nhưng móng vuốt rơi xuống lại bị hung hăng hất lên. Nhậm Tự Cường khó có thể tin. Hắn là địa long cơ mà. Ngay sau đó, tiếng tượng minh to rõ, cự tượng phóng tới, châu ọ một ngạt, man nghiêu điên cuồng tấn công, mười mấy con mãnh thú từ trong Liệt Diễm lao ra, liên tiếp đánh tới địa long vừa mới bị nhấc thân thể lên. Bọn chúng cũng không phải chỉ có hình thái mãnh thú, mà là có uy thế của riêng mình, còn có linh hồn Chu Tước khống chế. Ầm ầm, cùng với những trận va chạm bạo tạc oanh oanh liệt liệt, địa long nặng nề ngửa mặt lộn ra ngoài, bụng be bét máu thịt, máu tươi chảy ngang. Mấy trăm con hỏa phong tràn ngập đất trời bao phủ xuống. Hỏa hồ, hỏa lang các loại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng nhào về phía địa long đang giãy giụa. Địa long bị mãnh thú nuốt hết, bị liệt diễm đốt cháy, hắn điên cuồng giãy giụa, móng vuốt chợt vỗ, thân thể quay cuồng, cái đuôi quét ngang. Thổ khí cuồn cuộn càng là hình thành võ pháp mênh mông, nhưng không làm nên chuyện gì. Khương Phàm bắt đầu dùng tâm quyết, ổn định lại cảnh giới, thi triển uy lực linh hồn cảnh cửu trọng thiên viễn siêu, huống chi lại còn là Chu Tước yêu hỏa. Nhậm Tự Cường rất nhanh đã bị be bét. Tôn Nghĩa Đức chân đạp phù văn, khống chế ba cái bảo bình, gian nan nuốt luyện hỏa diễm cùng hỏa thú, nhưng liệt diễm vẫn không ngừng liên tục cuồn cuộn lên. Hắn lo lắng gào thét. Điên cuồng thôi động. Nhưng, ầm ầm, bảo bình liên tiếp nổ nát vụn, hỏa thú kéo thành đàn bao phủ lại. Hai người bọn họ coi như kiên trì được một lát, ba người khác thì rất nhanh đã sụp đổ, đang thê lương giãy giụa ở trong liệt diễm. Trước mặt Khương Phàm đang thực lực ổn định, bọn hắn yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Nhận, một người muốn nhận thua, lại bị hỏa thú đánh bay, máu thịt be bét, ngã xuống đất hôn mê. Hắn không phải sinh tử cảnh. Chúng ta nhận thua. Các thánh chủ thánh địa phương Bắc lập tức hô to. Nhận thua, nhanh nhận thua. Các túc lão nhanh chóng hô to. Nhưng đã chậm, mãnh thú Khương Phàm thả ra đã nuốt hết 5 vị thánh văn, lít nha lít nhít bạo tạc, đánh bọn hắn máu me đầm đìa, toàn bộ đều hôn mê. Máu tươi đang đốt cháy y phục, áo giáp, càng đốt cháy da thịt của bọn hắn. Thật giống như muốn hỏa táng bọn hắn. Vô hồi thánh chủ, các ngươi chơi xấu, hắn không phải sinh tử cảnh. Thánh chủ Thiên Lân Thánh Địa cũng không còn cách nào giữ vững được vẻ bình tĩnh nho nhã như bình thường nữa, chỉ vào vô hồi thánh chủ giận dữ la mắng. Đều là tôn chủ, chú ý dáng vẻ, tuổi rất cao, làm tức chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Vô hồi thánh chủ hừ lạnh một tiếng, nàng nhấc ngón tay trắng nõn tinh tế lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đầu tiên, hắn có nói mình là sinh tử cảnh sao? Có nói qua không phải sinh tử cảnh sao? Hắn là sinh tử cảnh cũng tốt,
cửu trọng thiên cũng được, đều có 5 người vây công, còn hô to chơi xấu, người muốn chút mặt mo không? Thứ hai, cái gì gọi là chúng ta chơi xấu? Hắn đã không phải là đệ tử thánh địa của ta nữa, cũng không phải ta mời hắn đi ra khiêu chiến. Là các ngươi không nên ép đi ra, còn muốn đứng xếp hàng khiêu chiến, một bộ sức lực muốn mà không được thỏa mãn. Ta chỉ nhận lời Tử Vi thánh địa mời, chủ trì lôi đài luận võ, chỉ thế thôi. Thiên Lân thánh chủ há hốc mồm, lại nói không nên được lời phản bác. Ngươi, vậy ngươi làm chuyện nên làm, lập tức. Ta nên làm chuyện gì? Chủ trì công chính. Không công chính sao? Bọn hắn đã sắp bị thiêu chết. Bọn hắn không hô ngừng, sao ta có thể nhúng tay? Ta, phải chủ trì công chính. Vô Hồi thánh chủ, đừng khinh người quá đáng. Nếu như ngươi không ngăn cản, đừng trách chúng ta tự mình động thủ, đến lúc đó bị thương ai, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Bị thương ai, ngươi thử một chút xem, đến lúc đó nhìn xem kẻ nào chết ở bên trong. Ngươi, đừng ồn ào, nói xin lỗi ta trước. Ta nói xin lỗi ngươi cái gì? Cùng là tôn chủ, ngươi giống như không tôn trọng ta. Ngươi, xin lỗi. Ta xin lỗi. Thái độ không thành khẩn. Ta trịnh trọng, xin lỗi ngươi, được rồi chứ, nhanh kết thúc. Không cần nôn nóng. Ta, ngươi vừa mới nói ta cùng Khương Phàm hãm hại ngươi, cái này có chút xâm phạm danh dự của ta, xin lỗi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ngươi nhanh kết thúc tranh tài. Bộ dáng Thiên Lân thánh chủ tức đến hổn hển lo lắng, để tất cả các thánh chủ đều âm thầm nhếch miệng. Điệu bộ này, là muốn điên rồi. Vị tôn chủ Bắc Bộ cao ngạo tôn quý này, chỉ sợ sống nửa đời người đều không có kích động qua như vậy. Vô Hồi thánh chủ rũ cục mí mắt, lạnh lùng nhìn Thiên Lân thánh chủ, không hề có ý chấm dứt. Lần đầu tiên trong Thiên Lân thánh chủ đời sinh ra xúc động muốn mắng chửi người khác. Ngươi nên kết thúc đi chứ. Các thánh chủ Bắc Bộ khác cũng đều lo lắng tức giận, hận không thể xé mở bình chướng, đẩy người ra ngoài, lại sợ Vô Hồi thánh chủ cường thế ngăn cản, khiến cho năng lượng quá độ va chạm, hại chết đệ tử ở bên trong. Vô Hồi thánh chủ không nhanh không chậm mà nói. Ta phải cùng ngươi nói rõ, đây là tranh tài công bằng, không có người chơi xấu, thua chính là tài nghệ không bằng người, cái này tựa như là Lương Hạo các ngươi nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, cho nên. Thiên Lân thánh chủ tức giận đến mức không kiềm chế được. Chúng ta thừa nhận thua, chúng ta không truy cứu trách nhiệm Khương Phàm, ngươi nhanh kết thúc. Giống cái gì mà giống, chỉ giọng ngươi lớn sao? Đường đường là tôn chủ, không có định lực như thế. Ngươi là bát phụ. Tản bình chướng ra cho ta. Ngươi nói cái gì, lão cẩu, nơi này không phải Bắc Bộ, không ai nuông chiều ngươi. Vô Hồi thánh chủ quay người đi đến bình chướng, hai tay giơ cao, mênh mông năng lượng bao phủ lôi tràng, tiếp tục ra cố pháp trận. Ta xem hôm nay ai dám kết thúc luận võ. Ngươi, các thánh chủ Bắc Bộ lên cơn giận dữ, liên tiếp kích hoạt linh văn, hiện ra võ pháp, khóa chặt Vô Hồi thánh chủ. Vô Hồi thánh chủ, kết thúc luận võ. Đường Nguyên Cực không thể lại trốn tránh, nếu thật là thiêu chết 5 vị thánh văn, đại hội luận võ mà bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị coi như phế đi. Ngươi muốn ta trái với quy củ. Vô Hồi thánh chủ mặt không thay đổi liếc nhìn hắn một cái. Thánh chủ có thể thay người tranh tài nhận thua. Các ngươi là phía chủ sự, các ngươi định đoạt. Tuy nhiên, ta thấy bọn hắn rất kích động, nếu như sau đó trả thù thì sao? Tử Vi thánh địa sẽ xử trí công chính. Vô Hồi thánh chủ lúc này mới gật gật đầu, tản ra năng lượng, giải trừ bình chướng. Khương Phàm tản liệt diễm ra, để lại 5 khúc than cốc. Hắn một mực tại khống chế hỏa hầu, để lại hơi thở, tuy nhiên đã hoàn toàn phế đi, coi như có thể còn sống sót, cũng không có gì quá lo ngại. Nhanh cứu người. Bọn người Thiên Lân thánh chủ tự mình xông lên lôi đài, nhìn than cốc cứng ngắc vặn vẹo, bọn hắn tức giận đến không kiềm chế được, suýt chút nữa giết trước mặt Khương Phàm. Bồi dưỡng thứ rác rưởi gì, thật mất mặt xấu hổ. Khương Phàm thản nhiên một câu, đi đến bên lôi đài. Uyển Nhi, nhìn thấy không, ai dám khi dễ chúng ta, đây chính là kết quả. Tuyên ngôn bá đạo để cảm xúc bọn người Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ chập trùng, lại làm cho những người chuẩn bị khiêu chiến khác cảm nhận được sự lạnh lẽo. Còn có ai muốn khiêu chiến không? Bỏ qua hôm nay, ta cũng không hầu hạ nữa. Khương Phàm đảo ánh mắt bén nhọn qua toàn trường. Toàn trường trầm mặc, lặng ngắt như tờ,
không có người nào dám đụng đến ý lạnh trong độc nhãn kia của Khương Phàm. Khương Phàm rời khỏi, không khí tại diễn võ trường vẫn ngột ngạt, cũng không có ai lại lên đài khiêu chiến. Còn phải tiếp tục luận võ không? Vô Hồi Thánh Chủ hỏi Đường Nguyên Cực. Khương Phàm không thuộc về thánh địa, đây chỉ là ngoài ý muốn. Tất cả thánh địa có thể tiếp tục biểu hiện ra linh văn, luận bàn võ pháp, nhưng phải nhớ kỹ, không được lại có thương vong. Đường Nguyên Cực đương nhiên muốn tiếp tục, nếu không tất cả thánh địa liền phải nhắm ánh mắt ngay Tử Vi thánh địa. Có phải xin mời đệ tử Tử Vi thánh địa, cũng đi ra phơi bày một ít hay không? Ta muốn tất cả thánh địa thật sự vẫn luôn rất ngạc nhiên đối với thực lực thánh địa trung ương. Vô Hồi Thánh Chủ sao có thể không biết ý đồ của bọn hắn, nhưng bọn hắn đã phạm vào hai cái sai lầm, một là giao quyền chủ động đến trên tay nàng, một là đánh giá thấp sự hung ác cùng thực lực của Khương Phàm. Khi tất cả thánh địa cũng không dám lại khiêu chiến Khương Phàm, nàng có thể tùy tiện chỉ dẫn lực chú ý, toàn bộ nhắm ngay Tử Vi thánh địa. Đường Nguyên Cực lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo Vô Hồi Thánh Chủ. Vạn Sơ, Hạo Thương, Thái Huyền, chẳng mấy chốc ba đại thánh địa sẽ đến, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chuyện tiếp đãi các trưởng lão có thể phụ trách, đệ tử không cần tham dự. Hay là nói, đệ tử liên minh xung quanh chúng ta, còn chưa có tư cách khiêu chiến đệ tử thánh địa trung ương. Một câu của Vô Hồi Thánh Chủ, lập tức nốt lên nhiệt tình khắp diễn võ trường. Tất cả thánh chủ nhao nhao để đệ tử mở miệng khiêu chiến. Nhất là thánh địa Tây Bộ, được đại diễn thánh chủ ra hiệu, liên tiếp đi đến phía trước, tuyên bố muốn khiêu chiến đệ tử Tử Vi thánh địa. Đường Nguyên Cực bất đắc dĩ, sau khi hung hăng trà sát mắt nhìn Vô Hồi Thánh Chủ, hắn cũng đã phải sắp xếp người đi mời bọn người Đường Minh Đạt chạy tới nghênh chiến. Ba ngày sau, Vạn Sơ thánh địa dẫn đầu đến Tử Vi thánh địa. Trên danh nghĩa là thánh địa mạnh nhất, cũng là nơi người canh giữ Tổ Sơn đương đại ra đời, tại Trung Vực, Vạn Sơ thánh địa có được địa vị cực cao. Tử Vi thánh chủ tự mình dẫn người nghênh đón. Bầu không khí náo nhiệt. Khương Phàm trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vạn Sơ thánh địa, Diêu Chính Lâm, chuyên tới để tiếp. Khi Vạn Sơ thánh địa đi đến Tử Vi thánh địa không lâu, một vị nam tử hùng tráng liền đi thẳng đến nơi ở của Vô Hồi thánh địa. Các đệ tử thánh địa của khu tân khách nhao nhao kinh động, cùng đi theo đến nơi đây. Hắn chính là Diêu Chính Lâm. Truyền nhân thiên phẩm của Vạn Sơ thánh địa, người mạnh nhất cạnh tranh cho vị trí người canh giữ Tổ Sơn. Diêu Chính Lâm dũng mãnh hiếu chiến, tư thái cường thế, từng lấy danh nghĩa truyền nhân thánh địa, khiêu chiến qua số lượng lớn truyền nhân hoàng tộc, danh chấn đại địa Trung Bắc. Sao hắn lại tới tìm Khương Phàm, là muốn khiêu chiến sao? Nếu như Khương Phàm có thể cùng hắn đánh một trận, khẳng định vô cùng đặc sắc. Chờ mong thật, ta còn không biết linh văn của Khương Phàm là gì nữa. Tất cả các đệ tử thánh địa hiếu kỳ đánh giá Diêu Chính Lâm oai hùng cao lớn, cũng suy đoán mục đích hắn tới nơi này. Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ chạy đến, gom lại trong viện Khương Phàm, khẩn trương lấy khí thế ép người giằng co với nam tử. Khương Phàm đẩy cửa phòng ra. Ngươi là đến ước chiến, hai ngày sau lại đến. Đôi mắt Diêu Chính Lâm phát quang như mắt hổ, sáng rực đánh giá Khương Phàm. Sinh tử cảnh không thích hợp chiến đấu, không phát huy ra thực lực chân chính. Ta không phải đến khiêu chiến với ngươi, ta là tới chúc mừng ngươi. Vì cái gì? Ngươi có biết Thiên Kiêu Bảng? Chưa từng nghe qua. Thiên Kiêu Bảng là bảng xếp hạng lực ảnh hưởng lớn nhất Thương Huyền, cũng là bài vị bảng được quan tâm nhất. Chính là để Thiên Kiêu nhân kiệt bày ra thiên phú lớn nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất, tiềm lực lớn nhất Thương Huyền. Tất cả đều là thiên phẩm linh văn 50 tuổi trở xuống. Bày ra hết thảy trăm vị. Trình tự vị trí, tư cách lên bảng, đều nhận kiểm tra nghiêm ngặt. Bình thường mà nói, thiên kiêu bên trong phạm vi trung vực lại càng dễ lên bảng, kiểm tra xung quanh cương vực càng khắc nghiệt. Ta là tới thông báo ngươi, ngươi bởi vì biểu hiện đặc sắc gần nửa năm nay, ngươi đã được xếp vào thiên kiêu bảng, đứng ở vị trí 97. Thiên kiêu bảng. Tất cả các đệ tử thánh địa trao đổi ánh mắt, đều rất lạ lẫm. Tô Triệt và số ít người lại sớm có nghe thấy. Mặc dù chỉ là bảng xếp hạng, lại bởi vì tính khác biệt, gây nên cạnh tranh kịch liệt cùng với chú ý rộng khắp nơi. Tất cả thiên kiêu trong đó đều là nhân kiệt thanh danh hiển hách, càng là nhân vật đỉnh phong tương lai của Thương Huyền, không phải tiếp quản hoàng tộc, thì chính là đứng hàng hạch tâm hoàng đạo. Bọn hắn đều rất kiêu ngạo, cũng tự nhiên không nguyện ý xếp phía dưới người khác. Không có lên bảng, điên cuồng biểu hiện hơn.
đang mong đợi có thể đứng trong đó. Cho nên thiên kiêu bảng được xưng tụng là bảng xếp hạng, thực lực quyền uy lớn nhất Thương Huyền. Khương Phàm rất bình tĩnh, không có hỏi nhiều, cũng không có vui mừng. Thiên kiêu bảng. Cái này không phải chính là anh hùng bảng sao? Là thứ hắn khai sáng kiếp trước. Có thể đứng hàng thiên kiêu bảng là vinh quang cực cao, có thể để ngươi vang danh thiên hạ, cũng là thân phận tượng trưng, có thể để ngươi được hoàng tộc nhân kiệt thiên hạ tôn trọng. Diêu Chính Lâm nhìn biểu tình bình tĩnh của Khương Phàm, vô cùng kỳ quái. Loại tính cách cường thế mạnh mẽ đâm tới giống như Khương Phàm, hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với thiên kiêu bảng, tại sao hắn lại không có phản ứng? Hắn có tư cách gì đứng hàng thiên kiêu bảng? Đường Minh Đạt từ đằng xa đi tới, đó là vinh dự hắn đã từng ước mơ tha thiết, cũng từng hy vọng Lãnh Văn Thanh có thể đứng hàng trong đó. Thế nhưng thiên kiêu bảng bài vị vô cùng khắc nghiệt, bốn đại thánh địa trung ương cũng chỉ có một mình Diêu Chính Lâm trèo lên bảng, là bởi vì hắn có khả năng trở thành người canh giữ tổ sơn tiếp theo. Lúc trước hắn không có tư cách, bây giờ không có ai nghi vấn. Diêu Chính Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì về việc dùng thiên kiêu bảng mua chuộc Khương Phàm nữa. Nếu như Khương Phàm chỉ là điên cuồng chạy trốn, chật vật tránh thoát vây bắt, hắn tại Bắc Bộ gây sự kiện chỉ có thể nói là đặc sắc, tuy nhiên cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Thế nhưng Khương Phàm gia nhập Xí Thiên Giới, nơi được danh xưng là Hoàng Đạo thứ 13, còn được giới chủ dung túng, cái này mang ý nghĩa Khương Phàm có thể tồn tại lâu dài cũng liền có lý do lên bảng. Bọn hắn vừa định tranh luận, Khương Phàm thì quay người về đến phòng, hắn đóng cửa phòng lại, chỉ để lại một câu. Nhàm chán. Sắc mặt Diêu Chính Lâm từ từ âm trầm xuống, hắn có lòng đến cho Khương Phàm một tin vui, thuận tiện quen biết một chút, kết quả là đổi lấy một câu như vậy. Đường Minh Đạt hừ lạnh. Phách lối, thật sự cho mình là nhân vật lớn sao? Quả nhiên có cá tính. Tất cả các đệ tử thánh địa nhìn mà lắc đầu. Giọng Diêu Chính Lâm vang dội. Khương Phàm trưởng lão, khó mà gặp mặt, chúng ta còn chưa có quen biết một chút. Hôm nào trò chuyện tiếp, hôm nay không tiện. Giọng Khương Phàm truyền ra từ trong phòng. Nhiều nhất 3 ngày, Hạo Thương Sinh, Thái Huyền Thánh Địa sắp đến lúc đó Thánh Địa Thương Huyền sẽ toàn thể tập kết, cùng nhau chờ đợi Tổ Sơn giáng lâm, bất kỳ người ngoài nào cũng đều không được ở lại. Ta không biết vì sao Tử Vi Thánh Địa để ngươi ở lại. Nhưng 3 ngày sau, ngươi hẳn là sẽ phải rời khỏi. Chúng ta hẹn thời gian trước lúc này. Diêu Chính Lâm rất cố chấp, phải hiểu rõ tính cách, làm người, cùng tình huống linh văn của Khương Phàm. Bởi vì đứng trong bảng 100 của Thiên Kiêu bảng, hắn đứng hàng thứ 91, chỉ cách Khương Phàm 5 người. Nếu như Khương Phàm lại nháo thêm mấy chuyện, hoặc là chính hắn mất đi tư cách người canh giữ Tổ Sơn, nói không chừng Khương Phàm sẽ muốn vượt qua hắn. Đối với bài vị tượng trưng cho vinh quang cùng địa vị này, hắn vô cùng coi trọng, chỉ hy vọng được bước lên phía trước, không hy vọng lại bị xuống hàng. Trước khi ta rời khỏi, Khương Phàm ở trong phòng đáp lại. Chờ lúc ngươi rời khỏi, ta tiễn ngươi. Diêu Chính Lâm hẹn xong, mang theo các đệ tử Vạn Sơ Thánh Địa rời khỏi. Sau khi vào đêm, nơi ở của Liên Minh Thánh Địa khác đều đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ nơi này lại rất an tĩnh. Bởi vì Vô Hồi Thánh Địa cùng Ly Hỏa Thánh Địa rất thân mật, không có gì đáng để khách sáo, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa càng không nhất định phải lôi kéo làm quen Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm gõ cửa phòng Vô Hồi Thánh Chủ. Thánh Chủ, ta lại cho ngài thêm phiền toái. Vô Hồi Thánh Chủ vừa tắm rửa xong, nàng mặc lên trường bào, tùy ý nằm ở nơi đó, con mắt đều không có mở ra. Ai chọc tới ngươi rồi? Ngài vẫn còn không biết rõ thì sẽ tốt hơn. Khương Phàm đi đến bên cạnh bàn, buông cái cẩm nang xuống. Đêm nay Tử Vi Thánh Địa sẽ xảy ra chuyện, ngài cái gì cũng đều không cần quản, cũng phải bảo vệ tốt bản thân, chờ sau khi người canh giữ Tổ Sơn giáng lâm, giao cái cẩm nang này cho hắn, các ngươi có thể thuận lợi trở lại Nam Bộ. Vô Hồi Thánh Chủ ngước nhìn Khương Phàm. Ngươi muốn làm gì, đừng làm chuyện điên rồ. Khương Phàm trịnh trọng nói. Ngài yên tâm, mặc kệ ta làm chuyện gì, đều có chừng mực. Cẩm nang này, ngài nhất định phải giữ thật kỹ. Người canh giữ Tổ Sơn chưa giáng lâm thì không nên mở ra, cũng nhất định phải tự tay giao cho hắn, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn. Vô Hồi Thánh Chủ chống người lên, quan sát sắc mặt Khương Phàm. Ngươi muốn làm gì, cần ta hỗ trợ không? Chính ta có thể ứng phó, tuy nhiên, ta cần mang Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ đi. Người đó,
rốt cuộc lúc nào mới có thể thẳng thắn tất cả mọi thứ về ngươi với ta. Ta vĩnh viễn tôn trọng ngài, cũng vĩnh viễn cảm kích ngài. Ta hy vọng ngày nào đó trong tương lai, ta có thể báo đáp ngài. Khương Phàm thi lễ một cái với Vô Hồi Thánh Chủ, sau đó lui ra khỏi gian phòng. Lão Ngụy, tới đây. Sau khi Khương Phàm rời khỏi một hồi, Vô Hồi Thánh Chủ lại quát lên với bên ngoài. Thánh Chủ! Ngụy Thiên Thu đi đến ngoài cửa phòng. Nhanh như vậy, có phải ngươi ở bên ngoài nhìn lén ta tắm rửa hay không? Thánh Chủ, chú ý dáng vẻ. Mang theo Lão Giang, đi ra xem một chút, tiểu tử Khương Phàm kia có thể đang muốn náo chuyện gì đó. Chúng ta sẽ đi. Chờ một chút, chú ý nấp kỹ. Có thể không bại lộ thì cũng đừng bại lộ. Khương Phàm đều thu Hàn Ngạo và Chu Thanh Thọ vào thanh đồng tiểu tháp, chui vào trong bóng tối. Nương tựa theo Sơn Hà cảm ứng, tránh khỏi trưởng lão tuần sát các nơi, rời khỏi Tử Vi Thánh Địa. Nửa đêm, Lãnh Văn Thành cũng lặng yên rời khỏi Tử Vi Thánh Địa. Vì có thể làm cho Khương Phàm buông lỏng cảnh giác, cũng vì bảo trụ bí mật, lần này nàng không mang theo Kim Viêm Thánh Tượng, không có mang theo thị vệ, lẻ loi một mình tiến về sâu trong rừng rậm. Chí ít, mặt ngoài là một mình nàng. Khương Phàm, người tới chưa? Đi ra. Lãnh Văn Thành đi đến nơi đã hẹn trước đó, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Khương Phàm. Còn chưa tới sao? Lãnh Văn Thành ngưng tụ khí vận, cảm nhận tung tích Khương Phàm. Ở phía trước, Lãnh Văn Thành đã nhận ra ba động quen thuộc, tại chỗ càng sâu trong rừng rậm, cách nơi này vô cùng xa. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao? Hôm nay xác thực Lãnh Văn Thành đều không có mang theo người nào cả, nhưng ở trước hôm nay, lại lặng lẽ an bài hai đại yêu sớm tiềm phục tại nơi này. Một con Kim Viêm Thánh Tượng, chôn giấu trong lòng đất. Một con Xích Huyết Lôi Báo tiềm phục sâu trong rừng rậm. Đều là mãnh thú cường đại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, đều đã vượt qua Túc Lão. Nếu như không phải phụ thân muốn đối phó với Vạn Sơ Thánh Chủ, ngụy trang, chứng cứ, hắn không liên quan gì tới việc Khương Phàm mất tích, nói không chừng đều muốn tự mình tới. Đuổi sao? Tâm tư Lãnh Văn Thanh nhanh quay ngược trở lại. Nếu như Khương Phàm thật sự đã phát hiện được gì, bây giờ hẳn là đang chạy trốn. Không phải muốn trốn đi, thì chính là muốn đường vòng chạy về Tử Vi Thánh Địa, tìm Vô Hồi Thánh Chủ nương tựa. Sau này muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ thật không có hy vọng. Trước đó Lãnh Văn Thanh còn có chút do dự, đang phân vân rốt cuộc có muốn thử hay không thử, bây giờ đột nhiên quyết định. Nhất định phải thử một chút. Để không tiếc nuối. Lãnh Văn Thanh thổi lên một cái huyết sáo, triệu hoán Kim Viêm Thánh Tượng cùng Xích Huyết Lôi Báo. Ầm ầm, đại địa oanh minh, thổ khí cuồn cuộn, Kim Viêm Thánh Tượng chôn sâu dưới mặt đất cuồng dã lao ra, giơ lên vòi voi huyết dài to rõ. Đường đường là thánh tượng, cao quý cường thế, lại bị chôn ở chỗ này, cái này khiến nó rất uất ức tức giận. Xích Huyết Lôi Báo xuất hiện ở núi cao phía xa, toàn thân nó đen kịt, trải rộng huyết văn, sôi trào lôi điện chói mắt. Lôi điện trắng kiện, giống như vô số xà mãng đang tán loạn xung quanh cơ thể, khí tức bạo ngược tràn ngập hoang dã. Đuổi theo, ngay phía trước. Lãnh Văn Thanh thả người nhảy đến trên thân Kim Viêm Thánh Tượng, cảm nhận được phương vị Khương Phàm. Kim Viêm Thánh Tượng là thuần huyết, cao hơn 50 mét, toàn thân kim hoàng, thiêu đốt lên liệt diễm cuồn cuộn, mạnh mẽ đâm tới vọt vào trong cánh rừng rậm thâm thúy. Tiếng đạp đất nặng nề vang vọng trong đêm tối. Xích Huyết Lôi Báo cao hơn 30 mét, khổng lồ lại mạnh mẽ, nó khống chế lôi chiều, cuồng dã xông vào rừng rậm. Bên ngoài hơn 50 dặm, Khương Phàm đã nhận ra ba động, thương sinh tạo hóa, của Lãnh Văn Thanh sinh ra, hắn lập tức đứng dậy rời khỏi, di chuyển về phía trước. Hắn chỉ có thể là rời xa Tử Vi Thánh Địa, để tránh kinh động nơi đó, cũng là để sau khi bắt lấy Lãnh Văn Thanh, tranh thủ đầy đủ thời gian cướp đoạt thương sinh tạo hóa. Khương Bân chuẩn bị sẵn sàng. Chu Thanh Thọ, chuẩn bị phối hợp. Giọng Khương Phàm truyền vào thanh đồng tiểu tháp. Quả nhiên hắn đang chạy trốn. Lãnh Văn Thanh liên tiếp cảm nhận tung tích Khương Phàm, thúc giục Kim Viêm Thánh Tượng mau chóng đuổi theo. Kim Tượng huyết dài, chân đạp liệt diễm, phóng lên tận trời. Xích Huyết Lôi Báo oanh minh lôi chiều, cắt đuôi Kim Tượng, tìm kiếm tung tích Khương Phàm. Hai con mãnh thú, sao động, trong đêm khuya, đánh thức yêu thú mãnh cầm hung hãn. Chỗ qua ven đường, rừng rậm nhanh chóng hỗn loạn. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Diệp Trục Thiên phát giác được có vấn đề trong rừng rậm, hắn liền mang theo người hầu đi theo.
Khương Phàm di chuyển khắp nơi, tiếp tục xâm nhập rừng rậm. Mấy chục dặm, 100 dặm, 300 dặm. Cho đến khi Tử Vi Thánh Địa trong tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, lúc này mới dừng lại, hắn đi tới một vách núi dốc đứng. Đêm nay muốn chúng ta làm gì? Chu Thanh Thọ cưỡi Khương Bân xông ra khỏi Thanh Đồng Tiểu Tháp. Toàn thân Khương Bân đen kịt, đầu rắn dữ tợn, góc cạnh bén nhọn, thân rắn trắng kiện dài đến hơn 50 mét, cánh thịt mở ra gần 100 mét, phần đuôi tách ra hai cái đuôi đao thương. Giống như một con đằng xà hai đuôi bốn cánh, lệ khí cực nặng. Bắt người, đào mệnh. Người nào? Chu Thanh Thọ nhìn qua rừng rậm đen kịt, nơi này có thể có người nào? Rất nhanh sẽ tới thôi. Chờ một lúc chạy trối chết, người phối hợp Khương Bân, có thể chạy bao nhanh thì chạy bao nhanh. Chúng ta vừa cùng ngươi rời nhà trốn đi, liền muốn liều mạng. Chờ một lúc thật đúng là liều mạng, trước tiên hãy chuẩn bị đan dược. Khương Phàm mặc niệm tâm quyết, đạt được quyền khống chế thân thể, bắt đầu định thần chờ đợi. Ầm ầm, xích huyết lôi báo giống như lôi chiều lao nhanh, phi nhanh trong rừng cây rậm rạp, phá hủy cây rừng, xuyên thủng núi cao. Tới. Khương Phàm tỉnh táo từ trong minh tưởng, ngưng tụ hỏa dực, nhảy vọt lên. Khương Bân mang theo Chu Thanh Thọ phóng tới sâu trong tầng mây, cùng Khương Phàm kéo ra khoảng cách đầy đủ. Giống. Xích huyết lôi báo giết tới trên vách đá, lệ khí cùng lôi chiều bạo động, cực kỳ hung hãn. Ánh mắt nó tàn nhẫn tiếp cận Khương Phàm, cũng tập trung vào cự thú màu đen như ẩn như hiện trong tầng mây nơi xa. Khương Phàm, nơi này giống như không phải nơi chúng ta đã hẹn. Lãnh Văn Thành cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng đi tới trên đỉnh vách núi, tuy nhiên cũng chú ý tới dị thú khổng lồ lại dữ tợn trong tầng mây kia. Rực long sao? Không phải. Giống như là cự mãng, lại có bốn cái cánh. Phần đuôi lại là binh khí. Đây là quái vật gì? Khương Phàm tìm đến giúp đỡ sao? Lãnh Văn Thanh, Khương Phàm muốn bắt Lãnh Văn Thanh. Chu Thanh Thọ đứng trên lưng Khương Bân, con mắt trừng căng tròn. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa, hắn lại muốn bắt thánh nữ của bọn họ. Lại còn là người trấn thủ Tổ Sơn tương lai. Bân Bân, chạy, nhanh nhanh, chạy mau. Hắn bị hóa điên, chúng ta cũng không thể bồi tiếp phát bệnh. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian thúc giục Khương Bân rời khỏi. Khương Phàm huy động hỏa dực, rơi xuống bên bờ vực, liếc mắt nhìn xích huyết lôi báo cùng Kim Viêm Thánh Tượng. Lãnh cô nương mang theo bọn chúng. Giống như không phải muốn nói thẳng bí mật nhỉ. Bí mật của ta. Lãnh Văn Thanh vừa muốn mở miệng, một loại ba động kỳ diệu khuấy động vách núi, ngưng kết thời gian. Mũi chân Khương Phàm rơi xuống trong chốc lát, bóp nát cấm nguyên châu trong tay, bổ nhào qua Lãnh Văn Thanh. Khoảng cách mấy trăm mét, đảo mắt liền tới. Toàn thân vặn vẹo, hài cốt giòn vang, Khương Phàm hóa thân thành chu tước khổng lồ, móng vuốt sắc bén đâm xuyên lồng ngực Lãnh Văn Thanh. Mang theo nàng phóng lên tận trời. Nếu đã làm quyết định, cũng không cần phải nói nhảm, càng không phải do dự. A, à, trong tầng mây, Chu Thanh Thọ kinh ngạc nhìn một màn này, dừng lại. Đây chính là cấm nguyên châu. Ngọa tào, thật ác độc. Nữ tử nũng nịu như vậy, trực tiếp liền đánh xuyên. Khương Phàm bắt lấy Lãnh Văn Thanh, bay thẳng lên trời, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới Khương Bân. Rời khỏi nơi này, nhanh. Khương Bân nối liền với Khương Phàm, bốn cái cánh mãnh liệt chấn kích, thân thể vận sức chờ phát động giống như mũi tên rời cung, phóng tới trời cao. Hiệu lực thời gian của Cấm Nguyên Châu trôi qua rất nhanh. Thời gian khôi phục bình thường, tiếp tục im ắng lưu chuyển. Kim Viêm Thánh Tượng, xích huyết lôi báo có chút hoảng hốt, bởi vì Khương Phàm ở trước mặt chúng nó đã biến mất không thấy đâu nữa. Rất đột ngột, không hiểu thấu liền hoàn toàn biến mất. Bọn chúng đều không có chú ý tới Lãnh Văn Thanh đã biến mất, mà không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa, con cự thú kia cũng đã biến mất, không, là chạy xa. Trước đó chính ở chỗ này, làm sao đột nhiên liền xuất bây giờ chỗ rất xa, từ từ biến mất bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Xích huyết lôi báo nhìn về phía Lãnh Văn Thanh, muốn nhìn phản ứng của nàng một chút, kết quả. Không có. Giống. Xích huyết lôi báo nhìn Kim Viêm Thánh Tượng sao động gào thét. Kim Viêm Thánh Tượng còn tưởng rằng nó đang gây hấn, lập tức nhìn xích huyết lôi báo, toàn thân dâng lên kim viêm mãnh liệt. Hống hống hống. Xích huyết lôi báo liên tiếp gào thét, dâng lên lôi chiều, phóng lên không, đuổi theo Khương Bân đang nơi xa. Kim Viêm Thánh Tượng sửng sốt mấy lần,
thế mới biết Lãnh Văn Thanh trên lưng đã không thấy đâu nữa, nó giơ vòi voi lên, gào thét to rõ, đạp trên liệt diễm ầm ầm ù ù phóng tới. Mặc dù Cấm Nguyên Châu chỉ cầm giữ vài giây đồng hồ, nhưng thời gian để hai con yêu thú ngẩn người đã qua hơn 20 giây. Đối với Khương Bân như trường thương bắn đi ra mà nói, đủ để kéo dài khoảng cách. A! À, tiếng đau đớn thét lên vang vọng bầu trời đêm. Lãnh Văn Thanh càng kinh sợ hơn. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng nàng đang ngồi trên lưng Kim Viêm Thánh Tượng, muốn cùng Khương Phàm giằng co, làm sao trong lúc bất chợt liền bị một con hung cầm bắt được, còn đâm xuyên qua lồng ngực. Khương Phàm, ngươi là Khương Phàm, ngươi dám làm tổn thương ta, không muốn sống sao? Lãnh Văn Thanh theo bản năng muốn bóp nát ngọc thạch trong tay, đó là bảo khí, có thể hình thành không gian bình chướng, càng có thể bảo vệ nàng. Thế nhưng, trong tay vậy mà lại trống rỗng. Không thấy ngọc thạch đâu nữa. Khương Phàm gắt gao bắt lấy Lãnh Văn Thanh. Cầm thú, thất thần làm gì, phối hợp Khương Bân. Ngươi thật sự muốn giết nàng. Chu Thanh Thọ hãi hùng khiếp vía, có cần phải kích thích như thế hay không, lão tử vừa theo ngươi lăn lộn, liền bị Thánh Địa Thiên Hạ truy sát. Nhanh! Khương Phàm nghiêm túc quát tháo. Siêu siêu siêu! Khương Bân tăng tốc, giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên mây mù, phóng về phía trước. Chu Thanh Thọ mắng lật trời trong lòng, nhưng trên tay không chút nào mập mờ, kích hoạt linh văn dẫn dắt ánh trăng đầy trời bao phủ bọn hắn. Oanh, oanh, oanh! Năm ngôi sao băng lớn rơi, ầm ầm ù ù, thanh thế to lớn, ánh sáng màu bạc bao phủ dãy núi. Khương Bân đối diện đụng vào một ngôi sao, trong chớp mắt đã xuất hiện ngôi sao thứ hai ở phía trước, va chạm mãnh liệt, lại biến mất, nó cứ như vậy tiếp tục vượt qua năm viên tinh thần. Năm viên tinh thần thay nhau xoay tròn, giao thế tiếp dẫn Khương Bân. Giữa mấy hơi ngắn ngủi như vậy, Chu Thanh Thọ mang theo Khương Bân xông ra hơn 20 dặm. Tốc độ của Khương Bân vẫn không giảm, nó tiếp tục cuồng xông. Hô hô hô! Sắc mặt Chu Thanh Thọ tái nhợt, cắn răng một cái, triệu ra tinh thần kiếm, chỉ xa phía trước. Sau khi tinh thần kiếm cùng hắn dung hợp, hình thái hoàn toàn do hắn mà định ra, không còn là cự kiếm trăm mét, mà là dài hơn một mét. Oanh! Kiếm thể như ngọc, tinh quang sáng chói bên trong, chiếu sáng rạng rỡ, giống như đang nắm một con sông sao nhỏ. Trong chớp mắt, khung trời rung chuyển, tinh quang vô tận giống như nhận dẫn dắt tràn ngập đất trời rơi xuống, tề tụ tinh thần kiếm. Một con đường tinh hà trải rộng ra ở phía trước, từng viên tinh thần giống như là vòng xoáy không gian đang dâng lên. Khương Bân vỗ cánh cuồng kích, đụng đầu tinh thần, liên tiếp vượt qua, phi nhanh về phía trước, tiếp cắt đuôi xích huyết lôi báo đang truy kích phía sau ra. Tràng diện thần bí hoa lệ, khiến cho Lãnh Văn Thanh khiếp sợ. Khương Phàm, thả ta ra, ta và ngươi không oán không thù, tại sao lại muốn bắt ta? Khương Phàm không rên một tiếng, móng vuốt khổng lồ gắt gao chế trụ Lãnh Văn Thanh. Thả ta ra, các ngươi trốn không thoát khỏi rừng thánh linh, các ngươi chết chắc. Lãnh Văn Thanh kịch liệt giãy giụa, kết quả động đến vết thương, máu tươi chảy ngang, đau đến mức suýt chút nữa đã hôn mê. Xích huyết lôi báo tức giận gào thét vang vọng bầu trời đêm, lo lắng đuổi theo cự thú đang đi xa. Thế nhưng, ưu thế tốc độ của Khương Bân là bẩm sinh, sau khi dung hợp cây giáo, càng là đạt tới cực hạn, lại phối hợp với Chu Thanh Thọ, nó tiếp tục kéo ra khoảng cách. Mặc dù khoảng cách kéo đến không phải rõ ràng như vậy, nhưng rừng rộng mênh mông, tung hoành vạn dặm, sau khi bọn hắn nhanh chóng phóng tới ngàn dặm sơn hà, rốt cuộc cũng biến mất trong tầm mắt xích huyết lôi báo. Đổi hướng di chuyển. Khương Phàm thét lên ra lệnh. Khương Bân nằm xuống lao xuống, chui vào trong rừng rậm. Chu Thanh Thọ mệt lả nằm nhoài trên người nó, miệng sùi bọt mép, con mắt trắng dã, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi, liền. Xích huyết lôi báo theo đuổi không bỏ, toàn thân lấp lóe huyết quang, lôi điện cuồng vũ, giống như là lôi vân màu máu đang lao nhanh giữa trời. Hống hống hống. Kim Viêm Thánh Tượng đứng tại đỉnh núi, táo bạo huyết dài. Nó không chỉ có mất dấu Lãnh Văn Thanh, ngay cả xích huyết lôi báo cũng đều mất dấu. Phụng mệnh bảo vệ Lãnh Văn Thanh, kết quả còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, ngay cả bóng dáng cũng bị mất. Giống. Kim Viêm Thánh Tượng bạo động liệt diễm, cuồn cuộn ngập trời, giống như là thủy triều màu vàng, một trọng tiếp lấy một trọng cuồng kích bầu trời đêm, hình thành liệt diễm cự tượng khổng lồ, cao tới 800 mét. Kim quang vô biên, chiếu thấu bầu trời, rừng rậm. Kim viêm sôi trào,
vặn vẹo lên không gian đất trời. Liệt diễm kim tượng khổng lồ nhanh chóng trở thành tiêu điểm trong phạm vi trăm dặm, ngay cả bên ngoài vài trăm dặm đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Kim viêm thánh tượng phát ra tiếng tượng minh to rõ, pháp lệnh lấy mãnh thú dãy núi. Là thánh thú bảo vệ Tử Vi thánh địa, bọn chúng có được địa vị siêu phàm tại cánh rừng thánh linh rộng lớn, ngoại trừ một ít bá chủ lãnh địa ra, mãnh thú linh cầm còn lại đều phải kính sợ bọn chúng. Đêm khuya rất nhanh sao động, số lượng lớn mãnh thú thức tỉnh, số lượng càng ngày càng nhiều, từ mấy ngàn đến mấy vạn, lại đến hơn 100 ngàn, còn có lít nha lít nhít linh điểu hung cầm bay lên không, tỏa ra các loại mê quang, bao trùm lấy bầu trời. Thú triều thành hình, mãnh thú linh cầm lao nhanh tứ tán, chấn động núi cao, san bằng rừng rậm, dẫn phát càng ngày càng nhiều oanh động. Đám người chấn thủ bên ngoài Tử Vi thánh địa rất nhanh đã phát hiện vấn đề, một bên sắp xếp người đi qua điều tra, một bên chạy về thánh địa bẩm báo. Khi mênh mông đất trời lâm vào thời khắc hắc ám nhất, trước tờ mờ sáng, thú triều bên trong rừng Bắc Bộ bạo động đã triệt để mất khống chế. Mãnh thú táo bạo, khí thế hung ác tràn ngập, đã dẫn phát khủng hoảng đáng sợ. Thú triều lao nhanh, phạm vi từ mấy chục dặm lan tràn đến vài trăm dặm, thậm chí muốn lan đến gần Tử Vi thánh địa. Đại địa lay động, bụi mù ngập trời, mãnh cầm linh điểu che khuất bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Các đệ tử và trưởng lão bên trong Tử Vi thánh địa nhao nhao ngắm nhìn phương Bắc. Kim viêm thánh tượng đã dẫn phát khủng hoảng, giống như đang truyền lại một loại tin tức nào đó. Người canh giữ đã điều ra và truyền đến tin tức đầu tiên. Văn Thành trở về rồi sao? Lãnh Thanh Phong cau mày, đột nhiên có dự cảm thật không tốt. Văn Thành không phải đang bế quan sao? Lãnh Văn Đạo kỳ quái hỏi. Mau đi xem một chút. Đúng vậy. Sau đó không lâu, Lãnh Văn Đạo trở về. Trong phòng không có ai. Hỏng. Trong lòng Lãnh Thanh Phong hơi hồi hộp một chút. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Lãnh Văn Đạo khẩn trương, Tổ Sơn sắp đến, muội muội không ở trong phòng còn có thể đi đâu. Lãnh Thanh Phong đột nhiên bay lên không, thanh âm hùng hậu truyền khắp năm tòa núi lớn. Xin mời trưởng lão Quy Ẩn toàn thể xuất quan, chủ trì sự vụ thánh địa. Toàn thể Túc lão, trưởng lão thánh địa, xâm nhập rừng thánh linh, nghĩ cách cứu viện Lãnh Văn Thanh, đuổi bắt. Khương Phàm. Năm tòa núi lớn nhanh chóng oanh động. Nghĩ cách cứu viện Lãnh Văn Thanh. Đuổi bắt Khương Phàm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão Quy Ẩn lần lượt xuất quan, mặc dù đều không hiểu thấu, nhưng vẫn nhanh chóng quy vị. Túc lão và trưởng lão ở các nơi liên tiếp bay lên không, tụ tập về hướng Lãnh Văn Phong. Vô Hồi thánh chủ ra khỏi phòng, ngóng nhìn phương Bắc. Quát con, cái người gọi là gây sự, chính là bắt Lãnh Văn Thanh. Ta mời người tới, là chứng kiến Lãnh Văn Thanh cường đại, người lại bắt đi. Thánh chủ, Khương Phàm đâu? Bọn người Khương Hồng Võ đều xông ra ngoài phòng. Đi. Vô Hồi thánh chủ hơi nhíu mày. Đi rồi, có ý gì? Hắn chạy đi đâu rồi? Bọn người Khương Hồng Võ hít vào một hơi, Khương Phàm bắt Lãnh Văn Thanh đi thật. Lần này lại là vì sao? Vô Hồi thánh chủ nhắc nhở. Mặc kệ ai đến hỏi, đều cắn một câu cho ta, Khương Phàm không có chút liên quan nào cùng chúng ta. Thiên Lân thánh địa, Vạn Sơ thánh địa và các thánh địa khác đều ngóng nhìn phương Bắc hỗn loạn, cảm thấy chấn kinh càng không dám tin. Khương Phàm làm sao lại dính líu tới Lãnh Văn Thanh rồi? Nghe ý tứ của Lãnh Thanh Phong, tựa như là Khương Phàm đã bắt Lãnh Văn Thanh đi. Làm sao hắn làm được, lại là đang nghĩ như thế nào? Tất cả thánh địa sắp đến đông đủ, chẳng mấy chốc Tổ Sơn sẽ giáng lâm, bây giờ Khương Phàm bắt Lãnh Văn Thanh, không phải muốn chết sao? Xuất động toàn thể kim viêm thánh tượng, đuổi thú triều đi, càn quét hướng bắc cho ta. Lãnh Thanh Phong tập kết toàn thể Túc lão trưởng lão, tự mình mang theo phóng tới phương bắc. Các Túc lão, trưởng lão mới biết, là Khương Phàm dẫn Lãnh Văn Thanh ra, còn bắt đi. Mặc dù nhìn ra được thánh chủ còn có điều đang giấu giếm, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể mất đi Lãnh Văn Thanh. Rầm rầm rầm, năng lượng nhấc lên, võ pháp phóng thích. Bọn hắn có khống chế vũ khí, có thi triển võ pháp, đều bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới phương Bắc. Kim viêm thánh tượng thức tỉnh thành đàn, chân đạp liệt diễm phóng về phía trước, xua tan lấy thú triều hình thành nên dòng lũ đáng sợ. Di chuyển phương hướng. Su su su. Khương Bân dán chặt lấy tán cây chập trùng, hướng về phương Bắc nhanh chóng hoành hành, tốc độ không có một khắc nào yếu bớt. Khương Phàm đã trở lại thân người,
bóp lấy cổ Lãnh Văn Thanh, định thần cảm nhận được Sơn Hà Đại Táng, tìm kiếm bí mật cướp đoạt. Nàng phải chết, chỉ khi nàng chết rồi, thế giới mới có thể lựa chọn người thừa kế lần nữa. Phương thức tiếp tục duy nhất là tại thời điểm nàng chết người nuốt linh hồn của nàng, để hệ thống thế giới cảm nhận được người tồn tại, đó là điều kiện đầu tiên cân nhắc ngươi. Giọng Đan Hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Chỉ có cách này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thả nàng rời khỏi? Nếu hạ sát ý, cũng đừng có lo lắng. Không để lại mầm tai họa. Khương Phàm bóp lấy Lãnh Văn Thanh cổ tay dùng sức siết chặt. Lãnh Văn Thanh mệt mỏi mở mắt ra. Khương Phàm, ngươi trốn không thoát, khoanh tay chờ bị bắt đi. Bây giờ dừng lại còn kịp, ta có thể đổi giọng, nói là tùy tiện đi cùng ngươi một chút. Nếu như chờ bọn họ ngăn ngươi lại, ngươi sẽ bị Thánh Địa Liên Hợp thẩm phán, không cần thông báo xí thiên giới, liền có thể xử tử ngươi. Tin tưởng ta, mệnh của ta so với ngươi còn quý giá hơn, chỉ cần ta còn sống, ngươi mới có thể sống. Khương Phàm không tiếp tục do dự, năm ngón tay phát lực, bỗng nhiên nắm nát cổ của nàng. Lãnh Văn Thanh bị mất mạng tại chỗ. Tay phải Khương Phàm dâng lên liệt diễm, bao phủ thân thể của nàng, cưỡng ép luyện hóa huyết nhục thần hồn, ý thức câu thông Sơn Hà Đại Táng. Cũng đang cố gắng kích ra linh hồn chu tước, triển hiện tiềm lực của mình. Đang tại thời khắc vi diệu này, không gian phía trước đột nhiên dâng lên một cái lỗ đen. Khương Phàm, các ngươi muốn đi đâu? Diệp Trục Thiên hất người hầu ra, chặn lại được phía trước Khương Phàm. Tốc độ Khương Bân cực nhanh, giống như thiểm điện đối diện đụng tới. Diệp Trục Thiên huy động hai tay, vận chuyển tinh thần đại táng. Trong chớp mắt, cảnh tượng thiên địa kịch biến. Không còn là rừng rậm mênh mông, mà là tinh không vô biên. Ánh sao lấp lóe, sáng chói thần bí. Ánh trăng ở phương xa tiếp tục phóng đại, giống như thế giới ánh sáng đang xông lại. Khương Bân né tránh không kịp, hãm sâu vào trong đó, tinh thần vô biên vô hạn, để nó mất phương hướng, ánh trăng khổng lồ vắt ngang ẩn núp, để nó sợ hãi. Mai táng, tà áo trắng của Diệp Trục Thiên phiêu đãng, phong thần như ngọc, giống như là thần tử đứng ngạo nghễ trong tinh hà. Một tiếng thét lên ra lệnh, đại táng pháp chỉ giáng lâm. Tinh không vô tận dung chuyển kịch liệt, uy lực và năng lượng vô thượng thức tỉnh, cuồn cuộn lao nhanh, cuồng dã bao phủ Khương Bân. Khổ đợi mấy tháng, rốt cuộc cũng đợi được cơ hội. Ra tay, không lưu tình chút nào. Nhưng, tinh hà đang tăng diệt, trong chốc lát, toàn thân Khương Bân bộc phát ra sát uy kinh thế. Bốn cánh nhanh chóng xoay tròn, thân thể phi nhanh giống như một đầu thương bạo kích. Mang theo uy lực phá trời xé mở tinh không mênh mông. Táng diệt trong chớp mắt, nó thoát thân lao ra. Nó là yêu thú, không nhận sinh tử cảnh kiềm chế, cái gọi là sinh tử cảnh đối với nó mà nói, chính là một cảnh giới cường đại phía trên áp đảo linh hồn cảnh. Thời khắc sống còn mãnh liệt bộc phát, cũng kích thích uy thế thần thương. Một thương phá trời, vạn pháp khó cản. Sắc mặt Diệp Trục Thiên hơi biến đổi, bị đánh xuyên. Cái này sao có thể? Khương Bân thoát thân, hất Khương Phàm ra, thân hình khổng lồ mãnh liệt xoay chuyển, cường thế giết tới Diệp Trục Thiên. Vĩ đạo căng cứng, phun trào liệt diễm cường thịnh, nhiệt độ cao cực nóng phảng phất long tức, dung thực không gian. Vĩ thương gào thét, tuyệt thế sát uy bao quanh đâm xuyên khung trời. Vạn đạo càn khôn, sắc mặt Diệp Trục Thiên lại biến đổi, khí thế này để hắn có phản ứng, hắn đưa tay chấn kích, uy lực ánh trăng cường thế bộc phát, sôi trào khí tức cực em mờ. Nghình kích Khương Bân. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng kinh thiên động địa. Diệp Trục Thiên bị bức lui, Khương Bân cũng bị tung bay. Đây là yêu thú nào? Gương mặt Diệp Trục Thiên có phản ứng, nó có thể chống đỡ được thế công của hắn. Khương Bân thì tức giận, lại bị một cửu trọng thiên gánh vác. Vô cùng nhục nhã. Nó tức giận rít gào, thiêu đốt huyết khí, kích thích uy thế thần thương, lần nữa lao thẳng đến Diệp Trục Thiên. Khương Phàm đã nhận ra nguy hiểm, nhưng thực sự không nên thức tỉnh, chỉ có thể phân ra ý thức, Dương Biện, Lý Dần, Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo bên trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, toàn bộ đều ném ra. Rầm rầm rầm, năm kiện thần binh xuất hiện, giữa lẫn nhau hình thành cộng minh, thức tỉnh toàn bộ. Một tay dâng lên khí tức sát lục vô tận, như địa ngục tái nhập, hắc ám càng thêm đen hơn, thiên địa trở nên lạnh hơn, lôi vô tận cuồng kích đất trời. Một người dâng lên thần hoa đầy trời, ngưng tụ mê ảnh như đại lục, khí thế nặng nề bao phủ dãy núi, núi cao vỡ nát, đại địa lún xuống. Một người dâng lên vô tinh không vô tận, giống như tinh hà lao nhanh,
nhấp nháy ánh sao thần bí đẹp đẽ, lại khuấy động ảo diệu vô hạn. Một người lại là dâng lên long uy ngập trời, cứ như cự long thức tỉnh, gào thét với sơn hà, tiếng long ngâm chân thực, long uy chân thực, hồi hộp vạn thú trên khắp dãy núi. Giết! Bốn người hét lớn, chấn thiên động địa. Chiến binh oanh minh, sát uy tuyệt thế. T. Toàn thân Khương Bân căng cứng, hóa thành trường thương bắn tới. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Gương mặt Diệp Trục Thiên nhiều lần có phản ứng, quả quyết ngưng tụ lỗ đen, thôn phệ chính mình, biến mất tại khu rừng này. Khương Bân rít gào, nó rất không cam tâm, nhưng vẫn quay đầu phóng tới Khương Phàm, chở hắn tiếp tục thoát khỏi. Đuổi theo. Bọn người Lý Dần sau khi cảnh giác xung quanh, cũng nhanh chóng đuổi theo Khương Bân. Diệp Trục Thiên xuất bây giờ bên ngoài mấy ngàn mét đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm trọng. Lại còn có vũ khí long đạo cùng loại với tinh thần kiếm. Khương Phàm lấy được từ chỗ nào? Quá ngoài ý muốn. Cũng quá vui mừng. Diệp Trục Thiên không có vội vã đuổi theo, hắn nhanh chóng rời khỏi, muốn đi tìm người hầu của hắn, liên thủ hành động. Bây giờ đã không lo được bí mật đại táng có thể bại lộ hay không. Trước tiên phải bắt lấy Khương Phàm lại nói, thuận tiện năm kiện thần binh toàn bộ bắt lấy. Đến lúc đó, cùng lắm thì phân cho người hầu một cái, để hắn im miệng không nói ra bí thuật truyền thừa. Nhưng, khi hắn tìm tới người hầu, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn khẩn trương. Hai lão nhân mặc áo bào đen, một trước một sau tập trung vào người hầu của hắn. Ngươi đi đâu? Người hầu nhìn thấy Diệp Trục Thiên, sắc mặt lạnh lùng, nhưng tiếp tục cảnh giác hai lão nhân đột nhiên ngăn hắn lại. Bọn họ là ai? Diệp Trục Thiên cũng cảnh giác, hai lão nhân này khí tức quá mạnh, lại tương xứng cùng người hầu của hắn. Bọn hắn không nói lời nào. Người hầu vô cùng cảnh giác. Bởi vì hai cái lão nhân không chỉ có thực lực quá mạnh, trong miệng còn giống như ngậm lấy thứ gì đó, tràn ngập uy thế cường đại nhiếp phách kinh hồn. Hai vị, tại sao lại muốn cản đường đi của chúng ta? Diệp Trục Thiên vuốt khế đầu ngón tay, sẵn sàng trận địa. Ngụy Thiên Thu cùng Giang Thành Tử đều không nói lời nào, chỉ là tản ra khí thế cường đại, uy hiếp lấy bọn hắn, nhất là thánh huyết trong miệng, tùy thời chuẩn bị kích phát. Lúc trước Kiều Vô Hối đưa thánh huyết cho thánh địa, thánh chủ không có độc chiếm, cũng chia sẻ cho bọn hắn rất nhiều. Bọn hắn cũng đều để lại mấy giọt, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Diệp Trục Thiên ra hiệu với người hầu, chuẩn bị dịch chuyển không? Gian! Nhưng, toàn thân Ngụy Thiên Thu dâng lên cơn khí lạnh mãnh liệt, đông kết mảnh không gian này, nghiêm cấm bọn hắn rút lui. Hai vị tiền bối, các ngươi có biết chúng ta là ai? Sắc mặt Diệp Trục Thiên trầm xuống. Bọn người Ngụy Thiên Thu vẫn không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm, tản mát ra khí thế cường đại, cũng kích hoạt lấy thánh uy của thánh huyết như vậy. Vô Hồi Thánh Địa. Diệp Trục Thiên đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Hẳn là Khương Phàm mời người của Vô Hồi Thánh Địa lo ở phía sau. Không sai, chỉ có thể là bọn hắn. Nếu như là Kiều Gia, hoặc là người của Ác Nhân Cốc đuổi tới liền không chỉ rằng co cùng bọn hắn, mà là trực tiếp ra tay. Khỏi. Xem ra hôm nay không đi được, chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn rời. Không cần khẩn trương, bọn hắn không dám làm gì chúng ta. Diệp Trục Thiên trầm tĩnh lại, mặc dù tiếc nuối, nhưng không có vội vàng sao động. Hai người này ngăn bọn hắn quá lâu không được, chỉ cần thủ triều Tử Vi Thánh Địa quét tới, bọn hắn liền phải rút lui. Su su su. Khương Bân huy động cánh, dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt. Khương Phàm ngồi ở trên lưng nó, hấp thu linh hồn Lãnh Văn Thanh, toàn lực kích thích linh hồn Chu Tước, triển hiện tiềm lực, chờ đợi thương sinh tạo hóa truyền thừa. Nhưng, chờ lại chờ, vẫn không có phản ứng. Vẻ mặt Khương Phàm dần trở nên nghiêm trọng, chẳng lẽ bỏ qua? Thương Thiên không có chọn hắn. Không phải nói ưu tiên cân nhắc sao? Nếu như không chiếm được tán thành, thương sinh tạo hóa sẽ chuyển rời đến trên thân những người khác, cũng chính là truyền nhân thánh địa khác. Ví dụ như Diêu Chính Lâm, ví dụ như thánh địa đại lục khác. Nếu thật là như thế, hắn bận rộn nửa ngày, chẳng phải làm áo cưới cho người khác sao? Tỉnh táo, không nên gấp gáp. Giọng Đan Hoàng xuất hiện hợp thời, an ủi Khương Phàm. Thương Thiên cảm ứng cần thời gian, quốc vận vạn ức của người hẳn là có thể mang theo truyền thừa. Khương Phàm bình phục tâm tình, tiếp tục kích ra linh hồn Chu Tước, triển hiện mình với Thương Thiên. Đan Hoàng lại nói, tận lực áp chế Sơn Hà Đại Táng,
để tránh sinh ra xung đột cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo. Khương Phàm lập tức làm theo, chặt đứt cảm ứng cùng Sơn Hà Đại Táng, cố gắng phóng thích huy lực chu tước, hồi tưởng đến thần triều kiếp trước, thử cảm ứng quốc vận đã bị phủ bụi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bọn người Dương Biện lần lượt ngăn chặn thần binh, rơi xuống trên thân Khương Bân, cảnh giác xung quanh dãy núi, cũng kỳ quái nhìn Khương Phàm. Khương Phàm đắm chìm bên trong cảm ngộ, giống như thời gian qua rất ngắn, lại hình như là chờ đợi dài dằng dặc, một cơn ba động kỳ diệu đột nhiên chợt hiện trong đầu. Ban đầu giống như là một chút giọt mưa, rơi vào ý thức hải bình tĩnh, tạo nên gợn sóng, nở rộ ánh sáng nhàn nhạt. Rất bình tĩnh, rất yếu ớt. Nhưng ngay sau đó, giọt mưa nở rộ, gợn sóng rung chuyển, gợn sóng nhanh chóng oanh minh, giống như sóng lớn lao nhanh không dứt. Ánh sáng nhạt tăng vọt, giống như mặt trời, rọi khắp nơi trên đại dương mênh mông. A! À, Khương Phàm ngẩng đầu gào lên đau đớn, ý thức hải kịch liệt rung chuyển, giống như là bị năng lượng nào đó triệt để lấp đầy. Trong lúc hỗn loạn, ở bên trong ánh sáng, nhiều loại bóng dáng thoáng hiện. Không phải mấy trăm mấy ngàn, mà là mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy ngàn vạn, thẳng tới hàng trăm triệu. Cái này còn chưa kết thúc, chục tỷ, trăm tỷ, hàng trăm triệu vạn. Những bóng dáng kia có rừng rậm vùng núi thợ săn, có quân tốt trấn thủ thành trì, có bề thương nhân bộn nhiều việc sinh kế, còn có tông chủ, thành chủ, quốc quân, thậm chí là thánh nhân ảnh hưởng một phương. Những bóng dáng kia có ruồi trùng suy nhược, có mãnh thú nóng nảy, có linh điều bay lượn. Có yêu tộc, ma tộc, linh tộc tuyệt đối của thế gian. Có dân chúng, tạo hóa vô tận, tại thời khắc này tuôn ra mà tới, chật ních ý thức Khương Phàm, đánh thẳng vào linh hồn Khương Phàm. Thương sinh tạo hóa, truyền thừa chính thức. Khương Phàm cố nén đau đớn, ngồi xếp bằng trên lưng Khương Bân, nhận lấy truyền thừa. Toàn thân hắn phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, ba đồng kỳ diệu xông ra ngoài thân thể, cuồn cuộn không dứt, giống như thủy triều, pháp phới giữa đất trời. Bọn người Dương Biện lộ kinh sợ, đây là thế nào? Muốn đột phá sao? Hô hấp Khương Phàm dồn dập, toàn thân căng cứng, tiếp nhận thương sinh tạo hóa truyền thừa, cũng nhận lấy năng lượng Vĩnh Hằng Lục Đạo mênh mông. Truyền thừa cuồn cuộn tại ý thức, năng lượng lại khuấy động toàn thân. Mặc dù Khương Phàm đang ở vào sinh tử cảnh nguy hiểm, nhưng huyết khí linh hồn lại không có vì vậy mà sao động, ngược lại càng bình ổn dung hợp năng lượng. Giống như đạt được dân chúng chúc phúc. Nhưng, Khương Phàm không nghĩ tới, Đan Hoàng cũng không nghĩ tới, thương thiên cảm ứng khảo nghiệm hắn mạnh mẽ, tàn khốc xa so với hắn tưởng tượng. Thương thiên đại đạo xác thực như Đan Hoàng suy đoán, sau khi Khương Phàm thôn phệ Lãnh Văn Thanh sẽ ưu tiên cân nhắc đến hắn. Nhưng, cân nhắc chính là kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường chính là xác minh. Chỗ dựa lớn nhất của Khương Phàm chính là thiên hậu cưỡng ép phong ấn quốc vận vạn ức. Thương thiên đại đạo, kiểm tra đo lường đến, cũng đánh thức. Trung vực, thượng thương cổ thành. Nơi này là cấm khu lớn nhất thương huyền đại lục, nơi truyền thuyết vẫn lạc qua vô số thần linh. Nơi này là đại thành thần bí nhất thương huyền đại lục, phong tồn lấy vô số bí mật. Nơi này cũng là nơi thiên hậu bí mật phong tồn quốc vận thần triều. Ngàn năm trước, thần hoàng chiến tử Đăng Thiên Kiều, Thiên Hậu, Tu La, chư vị vương hầu cùng tám đại quân đoàn tế hiến tính mạng của bọn hắn, tạo thành phong ấn chí cường, quốc vận vạn ức phong tiến xuyên qua ngọc tỷ, trấn áp đến nơi nào đó tại Thượng Thương Cổ Thành. Lấy năng lượng thần bí tại Thượng Thương Cổ Thành, ẩn giấu bí mật phong ấn, tránh cho hoàng đạo thương huyền dò xét. Chỉ có sau khi thần hoàng khôi phục, mới có thể lấy tinh huyết kim hoàng tỉnh lại. Nhưng khi thương thiên đại đạo chạm đến Khương Phàm, tìm kiếm bí mật của Khương Phàm, lại đánh thức ngọc tỷ truyền quốc đang yên lặng. Tại thời khắc hắc ám trước tờ mờ sáng, tại thời điểm thương huyền đại lục sắp nghênh đón ánh sáng một ngày mới, sâu trong địa tầng tại thượng thương cổ thành, bộc phát ra oanh minh kịch liệt. Cứ như cự thú hoang cổ thức tỉnh, cứ như thần linh đang ngủ say chợt gầm thét, lại như vạn ức sinh linh tập thể hò hét. Phong ấn bị chấn nứt ra tạo thành khe hở, lộ ra ánh sáng vô tận. Bao phủ mấy ngàn dặm thượng thương cổ thành mênh mông, càng dung chuyển lịch sử luân hồi. Ký ức của thời gian và không gian, giờ khắc này, giữa màn đêm của đất trời, lấm ta lấm tấm ánh sáng đang im ắng nở rộ, quét sạch từ mấy ngàn dặm mở rộng đến hơn vạn mét, cuối cùng đạt đến hơn 8 vạn dặm. Vô số thành trì, vô số núi rừng, vô số hoang mạc, vô số tông môn, đều đang say giấc nồng bỗng nhiên chợt thức tỉnh, bọn hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh. Người. Điểm điểm ánh sáng vẩy xuống,
ngưng tụ thành từng một bóng. Mông lung, mơ hồ, bọn hắn nhìn về đại địa trung ương xa xôi. Bọn hắn khom người quỳ ở đó, yên lặng nỉ non, khẽ cầu nguyện. Bọn hắn thành tín tiễn biệt cái gì đó. Quang ảnh kỳ diệu, cứ như mộng cảnh thần bí. Tiếng thì thầm thăm thẳm, như vượt qua thời gian và không gian mà đến chúc phúc. Mọi người vô cùng tò mò, cuối cùng là làm sao vậy, những người này là ai? Đang lúc có người muốn hoãn lại, muốn truy tìm, muốn điều tra, ánh dần dần biến mất trong ánh sáng sớm mai. Xuất hiện không một tiếng động, cũng biến mất không một tiếng động. Thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Nhưng, theo sáng sớm kéo đến, theo quốc vận thức tỉnh, các lão tổ đang ngủ say của 12 hoàng đạo thương huyền, toàn bộ từ trong tổ từ trong quan tài thủy tinh, mở hai mắt ra. Trong con người thâm thủy sáng tỏ của bọn hắn đều hiện lên vài tia mê mang. Bởi vì, bọn hắn giống như đã bị khơi gợi lại ký ức nào đó. Mơ tới vạn thế thần triều, mơ tới phần thiên thần hoàng. 12 hoàng đạo, 12 lão tổ, đi ra tổ từ, ngóng nhìn trung vực mênh mông, ánh mắt chiếu tới. Thượng thương cổ thành, đại địa trung nam, kiều vô hối, Khương Diễm đang lúc bế quan, toàn bộ từ bên trong minh tưởng thức tỉnh. Bọn hắn không hẹn mà cùng đi đến đỉnh núi, ngắm nhìn đại địa trung vực xa xôi. Kiều vô hối là huyết mạch hoàng tử, Khương Diễm là thân kim thai, đều cùng Khương Phàm có ngàn vạn cơ hội liên kết với, cũng đều có cảm ứng đối với phong ấn quốc vận vạn ức thần triều. Ngươi cảm thấy sao? Kiều vô hối nhắm mắt lại, không tự chủ được mà mở ra hai tay. Cuộc đời hắn cho đến nay, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được thần triều tồn tại, mênh mông như vậy, vĩ đại như vậy, thần bí như vậy, lại quen thuộc như vậy. Thần triều như đang phiêu phù ở trong dòng sông lịch sử đã từng, giống như mộng cảnh. Lại như gần ở ngay trước mắt của hắn, có thể đụng tay đến. Khương Diễm cảm thấy linh hồn xúc động, giống như có con dân vô tận, có vô số lời nỉ non, đang triệu hoán hắn. Loại cảm giác này phiêu miểu lại chân thực, càng mênh mông khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Hung linh hầu phủ. Triệu Thời Việt đẩy thạch điện nặng nề ra, đứng bên trong nắng sớm sáng rực, ngắm nhìn phương Bắc xa xôi. Một loại đại khí dân chúng vô hình giống như đại dương mênh mông tuôn ra, đụng chạm đến thân thể cường tráng của hắn, lung lay linh hồn hắn sao động. Triệu Thời Việt nhắm mắt lại, mở ra hai tay, yên lặng cảm nhận được cảm giác khuấy động huyết mạch đặc biệt này. Cứ như vô tận dân chúng đang vờn quanh ở xung quanh hắn, cứ như có hàng trăm triệu vạn dân chúng đang quỳ lạy ở trước mặt hắn. Loại cảm giác này, để hắn sao động, để hắn phấn chấn, để hắn hào tình vạn trượng. Răng rắc, xiềng xích trên người Triệu Thời Việt sụp ra vết nứt, sao động giết chóc đang nhấc lên trong người, giống như có năng lượng gì đó muốn thức tỉnh toàn diện. Phụ thân, Triệu Thế Hùng đi đến trong sân, kỳ quái nhìn bóng lưng phụ thân thẳng tắp. Dưới ánh nắng mặt trời, phụ thân lại cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Triệu Thời Việt mở hai mắt tinh hồng ra, quay đầu quan sát Triệu Thế Hùng, một câu không nói, kéo lấy xiềng xích nặng nề bay thẳng lên trời. Trong ngoài thạch điện, các nơi tại chiến quốc, thạch tượng quỷ yên lặng cũng hơi nhúc nhích thân thể, chìm vào trong đất. Sau đó không lâu, quân đoàn 30.000 thạch tượng quỷ nhanh chóng tập kết, hoành hành trong lòng đất, đi theo Triệu Thời Việt, thẳng đến phương Bắc. Đại lục Đông Bộ, Hỏa Dương Hoàng Triều. Đây là Hoàng Triều cường đại tọa lạc trong sa mạc, mặc dù không phải cấp bậc chí tôn, nhưng cũng truyền thừa đã lâu, có được lực ảnh hưởng cường đại. Hỏa Dương Hoàng Triều sáng tạo đến nay hơn 700 năm, vẫn luôn bị Lý Thị Hoàng thất khống chế. Nhưng ở 30 năm trước, một trận phản loạn đột nhiên bộc phát, Liệt Dương Hầu thay thế Lý Thị, trở thành chúa tể Hoàng Triều mới. Vốn liếng phản loạn lớn nhất của Liệt Dương Hầu Phủ, chính là tân gia chủ Khương Bá bọn hắn. Khương Bá phản loạn, cường thế xưng hoàng, tiếp quản Hỏa Dương Hoàng Triều. Trong vài năm ngắn ngủi, đồ sát hơn 200.000 người, uy lực sắt thép trấn nhiếp Hoàng Triều. Khi quốc vận thượng thương cổ thành tiêu tán, Khương Bá từ trong dung nham nóng hổi dưới mặt đất đi tới, thân thể cường tráng giống như sắt thép đổ bê tông, bộc lộ ra lực lượng cường đại, long hành hổ bộ, khí thế thịnh long. Thị vệ hai bên nhao nhao quỳ xuống. Ngô Hoàng! Khương Bá không nhìn đến thị nữ đang tiến lên đưa lên y phục, đi chân trần ra khỏi đám cháy dưới mặt đất, đón ánh nắng sáng sớm nhìn về phía phương Bắc. Nơi đó giống như có lực lượng thần bí gì đó đang triệu hoán hắn. Khi thì phiêu miểu, khi thì chân thực. Mãnh liệt lại càng mênh mông. Chạm đến huyết mạch,
linh hồn của hắn sao động. Đại lục Đông Bắc Bộ, Đọa Lạc Thiên Quốc. Nơi này có danh xưng là mảnh đất lưu vong lớn nhất Thương Huyền, bỏ vùng đất tội ác bị thần linh vứt bỏ. Nơi này chiếm cứ vô số những kẻ gây tội ác, có một số có danh tiếng, có một số bị ép đào vong. Trải qua hơn mấy ngàn vạn năm, nơi này cuối cùng biến thành tội ác quốc độ danh chấn Thương Huyền, ngăn cách cùng Đọa Lạc Thiên Quốc, cũng là thế lực hoàng tộc chí tôn hoàng triều Đông Bắc Bộ. Nơi này là cõi yên vui của tội ác, cũng là tội ác tỉnh thổ sau cùng tại Thương Huyền. Cho nên, mặc dù nơi này nội bộ hỗn loạn, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay, càng cấm chế hết thảy hoàng tộc thế lực tiến vào. Khi quốc vận vạn thế mở ra, khi ấn ký lịch sử tái hiện thần triều cầu nguyện, sâu trong vùng đất nguyên thủy ngập nước bên trong Đọa Lạc Thiên Quốc, một lão nhân chôn ở trong quan tài thức tỉnh. Răng rắc, toàn thân hắn chỉ còn mỗi cái đầu lâu, bạch cốt xâm xâm, vẫn còn sống. Hắn đẩy nắp quan tài ra, leo ra khỏi vũng bùn, ngóng nhìn phương xa. Một loại minh hỏa màu xanh đang cuồn cuộn khắp người, ngưng tụ hiện ra thành huyết nhục làn da. Ngoại trừ da thịt tái nhợt, còn người xanh đen, thì hắn cũng không khác gì so với người bình thường. Đông Nam Tân Hải. Bến tàu phồn hoa theo ánh nắng sáng sớm dần dần náo nhiệt, người người nhốn nháo, ồn ào liên miên. Hóa. Có người leo lên tàu thủy ra biển, có người vội vàng vận chuyển hàng. Giống. Một tiếng long ngâm to rõ từ hải vực mênh mông truyền đến, nương theo long uy cường thịnh, kinh hồn nhiếp phách. Biển người kinh động, kinh ngạc nhìn về phía hải dương. Một con ngựa đen thần tuấn đang đạp không trung phóng tới, những nơi đi qua, mây đen cuồn cuộn, lỗi chiều rơi xuống. Cơ thể nó thon dài, nhưng không mất đi vẻ tráng kiện, toàn thân bao trùm lấy vảy rồng cứng cỏi, bốn vó càng là tương tự kỳ lân. Long lân lỗi mã. Rất nhiều người nhận ra loại dị thú mạnh mẽ lại hiếm thấy này, càng khiếp sợ chính là trên lưng nó lại có một nam tử. Long lân lôi mã có thể phát ra tiếng long ngâm, phóng thích long uy cường đại, cũng giống như lôi long có thể cùng lôi điện giao hòa hoàn mỹ. Bọn chúng có được tốc độ kinh người, một ngày có thể đi vạn dặm, thậm chí hai vạn dặm, năm vạn dặm. Nhưng số lượng của bọn chúng thưa thớt, lại kiệt ngạo khó thuần, cho dù là bị khốn trụ, cũng thả chết chứ không chịu khuất phục. Trừ phi được tán thành, cho nên có rất ít người có thể hàng phục nó làm tọa kỵ. Một tên nam tử hùng tráng khối ngô cầm trọng đạo trong tay, cưỡi long lân lôi mã, vượt qua đại dương mênh mông, đăng nhập Thương Huyền. Hắn uy vũ bá khí, toàn thân phun trào uy lực cương mãnh cực hạn, như sấm như lửa. Phía trước, 570.000 dặm. Nam tử thét lên một tiếng ra lệnh, lôi mã thét dài, giống như lôi chiều tráng kiệt, trong nháy mắt biến mất giữa khung trời, xông về thiên địa đụng vào nhau. Đại La Sơn. Thiên hậu bừng tỉnh, đi ra khỏi thạch điện cứng cáp, ngóng nhìn trung vực. Phong ấn ngọc tỷ truyền quốc đã nứt ra. Hắn lại làm cái gì? Bây giờ còn không phải thời điểm đụng đến ngọc tỷ truyền quốc. Thiên hậu nhíu mày nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận được tình huống của ngọc tỷ truyền quốc. Một con kim hống từ trong thạch điện đi tới, toàn thân bao trùm bộ lông màu vàng óng thật dày, dữ tợn mà bàng bạc, hình thể cực lớn, khí thế hung ác ngập trời. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm giao dịch. Thiên hậu mở to mắt, ngóng nhìn trung vực, xem ra nàng muốn đích thân đi thượng thương cổ thành một chuyến. Nhân gian ngục, tử ngục. Tổ từ Thiệu gia. Một lão nhân tóc trắng xóa đang ngồi ở trên sàn nhà giá lạnh, yên lặng trông coi quan tài đá trên tế đàn. Tế đàn cao lớn, trên dưới đều khắc lấy hoa văn phức tạp, máu tươi chảy xuôi, không ngừng liên tục rót huyết khí vào trong quan tài đá. Xung quanh tế đàn phân tán 9 cái hố sâu, trong hố sâu là sền sệt máu tươi, tất cả đều là máu tươi mới của người. Khi ngọc tỷ truyền quốc thức tỉnh, khi phong ấn thượng thương cổ thành vỡ ra khe hở, một miếng ngọc thạch lơ lửng trên quan tài đá đột nhiên sáng lên. Lão nhân chống thân thể già nua lên, nhíu mày nhìn chằm chằm. Ngọc thạch đang lấp lóe. Sao nó lại sáng lên? Lão nhân có chút kỳ quái. Trên quan tài đá tổng cộng có 3 miếng ngọc thạch, một miếng huyết ngọc, một khối tử ngọc, một khối bạch ngọc. Trước khi tiên tổ ngủ say đã để lại di chiếu, huyết ngọc, tử ngọc toàn sáng, tỉnh lại nàng. Tiên tổ chính là Thiệu Thanh Duẫn, cũng chính là nữ tử ngủ say trong quan tài đá. Nàng phong ấn bản thân lâm vào ngủ say tại 200 năm trước. Ở trước đó, nàng tin tưởng vững chắc thần hoàng sẽ luân hồi trùng sinh, cũng vẫn luôn một mực bí mật quan sát, tìm kiếm khắp nơi. Bao gồm cả Kiều gia, Côn Lôn,
cũng bao gồm cả di tích thần triều. Nhưng dòng dã 800 năm, từ đầu đến cuối nàng đều không có phát hiện bất cứ vấn đề nào. Kiều gia cùng thần hoàng có liên quan chính là Kiều Hinh, thế nhưng sau khi Kiều Hinh bị bức tử, đời đời sinh sôi phía sau của Kiều gia đều rất bình thường. Côn Lôn nơi đó mặc dù hỗn loạn, nhưng thủy chung không có trở lại nhân gian, cũng vẫn luôn là Tu La đang chinh chiến. Di tích thần triều càng không có xuất hiện qua bất luận cái gì khác thường. Nàng còn đi khắp các nơi thương huyền, tìm kiếm Chu Tước Linh Văn, thậm chí đi đến hải vực, bước chân sang đại lục khác. Đều là không thu hoạch được gì. Mặc dù nàng tin tưởng vững chắc thần hoàng sẽ luân hồi, bởi vì bọn người thiên hậu biến mất rất không tầm thường. Nhưng, nàng không biết mình còn phải đợi bao lâu. Tuổi thọ không ngừng trôi qua đã không cho phép nàng tiếp tục chờ đợi. Cho nên, tại 200 năm trước nàng đã phong ấn mình, rơi vào trạng thái ngủ say. Để lại ba cái ngọc thạch cùng di ngôn, để tộc nhân giám sát. Huyết ngọc là một khối niết bàn thạch to lớn, dùng máu tươi thần hoàng chảy xuôi tại đăng thiên kiều thấm vào qua. Chỉ cần khắc ngọc thạch bị luyện hóa, dung nhập cơ thể thần hoàng luân hồi, nơi này sẽ sinh ra cảm ứng. Tử ngọc là, thạch phôi, đến từ vật liệu rèn đúc ngọc tỷ truyền quốc lúc trước. Nếu như thần hoàng luân hồi, nhất định tìm kiếm quốc vận thần triều. Chỉ cần quốc vận thức tỉnh, khối ngọc thạch này cũng sẽ có phản ứng. Về phần bạch ngọc, thì là xương ngón tay kiếp trước của Khương Phàm, bị nàng luyện thành, xá lợi. Nếu như thần hoàng thật sự luân hồi, liền có thể bằng vào cái này, cảm giác được vị trí của hắn. Nhưng, trước khi chết Thiệu Thanh Duẫn không giải thích nhiều cùng hậu nhân Thiệu gia, chỉ để lại di ngôn. Để tránh bọn hắn tùy tiện làm việc, xúc phạm hoàng đạo. Lão nhân không biết những bí mật kia, cũng chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt di ngôn. Hắn đi đến tế đàn, cầm tử ngọc lên, yên lặng cảm nhận, lại nhìn mắt tiên trong quan tài đá. Tiên tổ phỏng đoán, hẳn là huyết ngọc sáng lên trước nhất. Vì sao huyết ngọc không có phản ứng, tử ngọc lại sáng lên trước? Hắn rất muốn tỉnh lại tiên tổ hỏi một chút, thế nhưng trước khi tiên tổ ngủ say có nói qua, không có nắm chắc thì không cần tỉnh lại nàng. Bởi vì thọ nguyên còn sót lại của nàng rất ít đi, đại mộ bí thuật cũng chỉ mai táng nàng một lần. Nếu như tỉnh, liền sẽ ngủ lại không được nữa. Lão nhân thi lễ với quan tài đá, cầm tử ngọc rời khỏi thạch điện. Lão tổ, tộc trưởng Thiệu gia, Thiệu anh vệ sau khi thấy lão nhân liền vội vàng hành lễ. Mang theo khối ngọc thạch này, tìm kiếm đầu nguồn, bí mật hành động, không được kinh động bất cứ kẻ nào. Lão nhân giao tử ngọc cho Thiệu anh vệ. Thiệu anh vệ cung kính tiếp nhận ngọc thạch, lại có chút chần chờ. Lão tổ, chuyện này rất sốt ruột sao? Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị vây bắt Kiều gia, chỉ sợ rất khó rút người ra. Hôm nay liền lên đường, triệu tập tinh nhuệ Thiệu gia cho ta, do người tự mình dẫn đầu, bí mật hành động. Lấy điều tra làm chủ. Đừng rêu rao. Còn nữa, dù là ngươi chết, khối ngọc thạch này cũng phải được bảo đảm, tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm nào. Lão nhân không cho hắn bất cứ cơ hội nói chuyện nào, quay người rời khỏi. Thiệu anh vệ cung kính đưa tiễn lão nhân, lông mày nhăn lại. Bọn hắn đã điều tra đến nơi Kiều gia và ác nhân cốc ẩn thân, chỉ chờ thời hạn một tháng của Chu Thiên Thần Điện đi qua liền hành động toàn thể, loại thời điểm này hắn sao có thể rời khỏi. Thế nhưng... Lão tổ rất ít khi nghiêm túc phân phó một sự kiện như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Triệu hồi toàn bộ tinh nhuệ Thiệu gia đến cho ta. Thiệu anh vệ đi ra ngoài cửa điện, mệnh lệnh thị vệ phía ngoài. Bên trong rừng thánh linh, Khương Bân dùng tốc độ cao nhất mang theo Khương Phàm chạy trốn. Toàn thân Khương Phàm trong suốt, tỏa ra ánh sáng kỳ diệu. Lực lượng truyền thừa cường đại đến từ Vĩnh Hằng đánh thẳng vào huyết nhục thần hồn. Cùng Sơn Hà Đại Táng sinh ra cộng minh. Dưới lực lượng chúc phúc phi phàm, Khương Phàm lại không thể tưởng tượng nổi đã, mở ra thân thể bảo tàng. Linh hồn Chu Tước cùng huyết nhục dung hợp chiều sâu, lực lượng huyết mạch yên lặng lại mãnh liệt bộc phát. Chu Tước Bác Thiên Thuật, Chu Tước Quy Nguyên Thuật, Chu Tước Phục Thiên Thuật, Chu Tước Niết Bàn Thuật các loại, theo huyết mạch liên tiếp hiện ra. Không còn là hình thái ý thức lĩnh ngộ, mà là từ trong huyết mạch thả ra uy thế cường đại. Loại cường lực này mở ra đã mang cho Khương Phàm trùng kích cực lớn, giống như hoàn toàn hóa thân Chu Tước, tái hiện uy thế thần tổ vạn cầm. Mặc dù cuối cùng vẫn thất bại, nhưng loại mãnh liệt mở ra này, lẽ ra nên phát sinh ở tối hậu kỳ của sinh tử cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, Khương Phàm vô cùng có khả năng không cần chờ đợi 2 năm, nhiều nhất nửa năm,
thậm chí ngắn hơn liền có khả năng mở ra huyết mạch bảo tàng, vượt qua sinh tử cảnh. Nhưng, sau khi truyền thừa kết thúc, phần cảm ứng dân chúng mãnh liệt kia lại cũng không có kết thúc như vậy, ngược lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm quen thuộc. Đây là quốc vận thần triều. Khương Phàm ngóng nhìn phương Bắc, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, thậm chí càng trở nên mãnh liệt. Giống như biên giới rộng rãi đang rộng mở trước mặt, hàng trăm vạn dân chúng đang lễ bái ở phía trước. Như thần triều tái hiện, quốc vận vô tận chấn động thương huyền. Chẳng lẽ ta đã đánh thức Ngọc Tỷ truyền quốc? Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, càng nghĩ càng có khả năng, càng cảm nhận càng là mãnh liệt. Ông trời ơi, ông đang đùa giỡn với ta hay sao? Sắc mặt Khương Phàm âm trầm khó coi, Ngọc Tỷ truyền quốc bừng tỉnh, khẳng định sẽ gây nên những lão quái vật ngàn năm kia chú ý. Chỉ cần bọn hắn hơi có chút cảnh giác liền có thể sắp xếp người tiến đến điều tra. Nó ở đâu, thiên hậu nó giấu đi đâu rồi? Khương Phàm nhíu mày cảm nhận, rất nhanh nhìn về phía phương Bắc. Khương Bân, tiếp tục hướng Bắc, nhanh. Khương Bân không lo được mỏi mệt, huy động cánh dùng tốc độ cao nhất cuồng sông. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu? Lý Dần chú ý tới thể hiện của Khương Phàm vô cùng nghiêm túc. Hướng Bắc, khả năng mấy chục vạn dặm. Không có mục đích, đến liền biết. Khương Phàm chấn kinh, sau đó rất nhanh đã tỉnh táo lại. Lấy thực lực của thiên hậu, nếu phong ấn Ngọc Tỷ truyền quốc, liền khẳng định có vạn toàn nắm chắc. Cho dù là Ngọc Tỷ truyền quốc thức tỉnh, cũng không thể nào hoàn toàn lao ra. Chỉ cần hắn có thể kịp thời chữa trị phong ấn, có thể là trấn an Ngọc Tỷ truyền quốc, có lẽ còn có thể cứu được. Nhưng, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị bại lộ thân phận. Đáng chết! Trong lòng Khương Phàm yên lặng văng tục, vẻ mặt lại đột nhiên kiên định. Ẩn nấp có cách sống của ẩn nấp, bại lộ có đấu pháp của bại lộ. Mặc dù bây giờ là thời cơ tốt, nhưng, tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Thương Huyền, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị nghênh đón báo thù, nghênh đón chủ nhân đã từng của các ngươi. Bên trong tầng thứ ba của Thanh Đồng Tiểu Tháp, bọn người Dương Biện một lần nữa trở về, lần lượt bế quan, cảm ngộ năng lượng bên trong vũ khí, tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng, ai cũng không có chú ý tới, nữ tử đang ngủ say trong quan tài thủy tinh đang giật giật ngón tay, tầm mắt có chút đóng mở, ánh lửa màu vàng lấp lóe. Trên cái trán trơn bóng hiển hiện mê quang màu vàng nhỏ xíu, đồng thời nhanh chóng rõ ràng. Là một con kim vũ phượng hoàng quay quanh. Lông vũ màu vàng nhất là rõ ràng. Kim quang lượn lờ, kim vũ tung bay, giống như là sinh mệnh tươi sống. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Hoa lệ tôn quý. Còn tràn ngập uy thế cường đại. Kiều Hinh bắt đầu thức tỉnh. Ý thức đang khôi phục, ký ức đang thức tỉnh, linh văn cũng đang thức tỉnh, thực lực càng đang khôi phục. Cái này vốn hẳn nên là thời khắc cần có người làm bạn nhất, nhưng thời khắc này tinh lực của Khương Phàm cũng không ở đây. Rừng thánh linh bạo động càng ngày càng nghiêm trọng, khi kim viêm thánh tượng liên hợp đuổi đi, mấy triệu thú triều lao nhanh. Đưa mắt nhìn khắp rừng rậm, tất cả đều là mãnh thú, nhìn ra bầu trời xa xa. Vô tận mãnh cầm đang bay lượn. Chú ý điều tra, không được buông tha bất cứ chỗ nào. Tản ra, giữ tốt khoảng cách, mở rộng quy mô lùng bắt. Chỉ dẫn thú triều phía sau, đều cho ta đuổi theo. Lãnh Thanh Phong thét lên ra lệnh các túc lão và trưởng lão tiếp tục lùng bắt về hướng Bắc. Khương Phàm cùng Lãnh Văn Thanh hẹn nhau ở phương Bắc, ban đầu nơi kim viêm thánh tượng dẫn phát thú triều cũng ở phương Bắc. Chỉ cần bọn hắn có thể hình thành thủy triều lùng bắt đủ lớn, Khương Phàm cũng chỉ có thể kiên trì chạy về hướng Bắc. Nhưng, khi Lãnh Thanh Phong thật vất vả mới tìm tới xích huyết lôi báo lại sớm đã mất tung tích của Khương Phàm. Tốc độ của hắn thật nhanh, vô cùng nhanh. Không phải xích huyết lôi báo đang tìm lấy cớ cho mình, mà là nó thật sự phục tốc độ đám người Khương Phàm kia, vậy mà lại có thể nó bỏ rơi đến cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Thế nhưng nó chính là lôi báo cơ mà, lại còn là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Có khả năng Khương Phàm đã thay đổi phương hướng. Lãnh Thanh Phong cau mày. Nếu như tốc độ Khương Phàm có thể bỏ xa xích huyết lôi báo, khả năng bây giờ đã ở bên ngoài mấy trăm dặm, có đầy đủ khoảng cách an toàn thay đổi phương hướng. Xí thiên giới, không sai, Khương Phàm chỉ có thể chạy về xí thiên giới. Quay đầu cho ta, lùng bắt về phía nam, nghĩ cách chặn đường Khương Phàm. Lãnh Thanh Phong cao giọng thét lên ra lệnh các túc lão.
Bọn người Đường Minh Đạt cách rất xa trao đổi ánh mắt với nhau, không có vội vã quay đầu, mà là tụ tới phía Lãnh Thanh Phong. Thánh chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả chúng ta ngài cũng đều muốn giấu giếm sao? Chúng ta chỉ có biết kỹ càng mọi chuyện mới có thể đuổi bắt tốt hơn. Thánh chủ, chúng ta đều là người một nhà, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ lấy mặt mũi Tử Vi Thánh Địa làm trọng. Đám người Đường Nguyên cực quan tâm Lãnh Văn Thanh, nhưng bọn hắn căn bản không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Vừa sốt ruột lại mờ mịt, loại cảm giác này quá tệ. Khương Phàm chạy tới là vì Văn Thanh. Bây giờ Lãnh Thanh Phong hối hận không thôi. Sớm nghĩ đến điểm này, liền tận lực làm nhiều chuẩn bị chút. Hắn là đến bắt Văn Thanh. Ý của ngài là, hắn không phải đại biểu xí thiên giới đến hòa giải, hắn chính là đến bắt Lãnh Văn Thanh. Vì sao? Không có lý do gì mà. Hắn lấy ở đâu ra can đảm, không sợ gây tai họa cho xí thiên giới sao? Văn Thanh lấy được loại truyền thừa kia, hình như Khương Phàm cũng đã nhận được. Chúng ta muốn mang Khương Phàm theo ra bên ngoài, thử một chút có thể nuốt hắn hay không, thế nhưng... Bây giờ xem ra, Khương Phàm và chúng ta đều nghĩ như nhau, hắn càng hy vọng dẫn dụ Văn Thanh đi. Lãnh Thanh Phong liên tục lắc đầu, biết tính cách của Khương Phàm tàn nhẫn, nhưng vẫn không nghĩ tới Khương Phàm lại điên cuồng đến mức đi thẳng đến Tử Vi Thánh Địa tính toán bọn hắn như thế. Cái gọi là, hòa giải, chỉ là để che lấp, hắn tới đây chính là vì săn giết Lãnh Văn Thanh. Mục đích vô cùng thuần túy. Đám người Đường Nguyên cực hít vào một ngụm khí lạnh, đứa con của trời sao? Còn có thể là hai người. Khương Phàm có tài đức gì mà xứng với hai chữ của trời? Nhất định phải ngăn chặn Khương Phàm. Bây giờ Lãnh Thanh Phong còn ôm lấy một huyễn tưởng, chính là Khương Phàm bắt lấy Văn Thanh, nhưng không có đụng đến Văn Thanh. Bởi vì nơi này là rừng Thánh Linh, bây giờ Khương Phàm sẽ chỉ cắm đầu đào mệnh, muốn chờ sau khi an toàn lại thử thôn phệ. Mà, cái gọi là thôn phệ chỉ là mong muốn đơn phương của bọn hắn, chưa hẳn có thể thành công. Như thế Lãnh Văn Thanh liền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Nguyên cực nói. Tông chủ, ta thấy như vậy đi. Chúng ta tiếp tục đuổi theo Khương Phàm, ngài về Thánh Địa chờ tin tức. Chờ tin tức, ta không chờ được, ta muốn đích thân ngăn Khương Phàm lại. Không phải ta muốn ngài trở về nghỉ ngơi, mà là vì người canh giữ Tổ Sơn sắp đến. Bọn họ không rõ tình huống, sẽ không phối hợp chúng ta đuổi bắt, nhưng nếu như ngài nói Khương Phàm tham luyến sắc đẹp của Văn Thanh, ý đồ bất chính, sau khi bị phát hiện thì đã bắt Lãnh Văn Thanh chạy trốn. Người trấn thủ Tổ Sơn khẳng định sẽ giận dữ, sẽ còn tự mình lệnh tất cả thánh địa phối hợp chúng ta lùng bắt. Nhất là người canh giữ, hắn là thánh linh cảnh, chỉ cần tự mình lùng bắt, Khương Phàm liền chạy không được. Lãnh Thanh Phong nhíu mày suy tính một lát. Các ngươi tiếp tục lùng bắt, tận hết khả năng ngăn chặn Khương Phàm. Nhớ kỹ, nếu quả thật có thể ngăn chặn, bắt sống, giấu đi, đừng cho bất cứ kẻ nào biết. Đường Nguyên cực thấp giọng nói. Ta đã hiểu ý của ngài. Nơi này giao cho ta, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng. Lãnh Thanh Phong lập tức rời khỏi đội ngũ, chạy tới Tử Vi Thánh Địa. Bọn người Đường Nguyên cực mang theo trưởng lão nhanh chóng xuôi nam, thú triều dần dần đã được khống chế, thay đổi phương hướng oanh oanh liệt liệt xuôi nam lùng bắt. Khương Phàm dùng thủ đoạn ti tiện, dẫn dụ Lãnh Văn Thanh rời khỏi Thánh Địa, dục hành bất quỹ. Sau khi bị tộc nhân Thánh Địa ta phát hiện, hắn đã cuồng nộ giết người, cưỡng ép bắt Văn Thanh chạy trốn. Lãnh Thanh Phong trở lại Thánh Địa, trước tiên liền tuyên cáo tội ác của Khương Phàm, cũng lập tức đã dẫn phát tất cả Thánh Địa tức giận thảo phạt. Đồ hèn hạ vô sỉ, lừa gạt người nghiện sao? Hắn chẳng lẽ coi là Lãnh Văn Thanh cùng Kiều Gia là giống nhau sao? Quá ghê tởm, quá làm càn, hắn lại dám chạy đến Thánh Địa bắt người. Trên thịnh hội Thánh Địa Thương Huyền tề tụ. Bắt đi người canh giữ Tổ Sơn tương lai, cái này rõ ràng chính là đang nhục nhã chúng ta. Không thể tha thứ, nhất định phải nghiêm trị. Bắt trở lại, thẩm phán hắn. Không cần thông báo xí thiên giới, trực tiếp xử tử. Quần tình xúc động, tức giận, bầu không khí sao động. Vô hồi thánh chủ, người có cái gì muốn giải thích không? Đại diễn thánh chủ, Tổ Thiên Sóc nhìn về phía vô hồi thánh chủ vẫn đang bình tĩnh. Hắn tin tưởng Khương Phàm không đói khát đến mức như thế, nhưng Khương Phàm cuốn đi Lãnh Văn Thanh sợ là sự thật. Ta còn có liên quan cùng Khương Phàm sao? Ta là tôn chủ Nam Bộ, hắn là trưởng lão xí thiên giới, ta chỉ là tiện đường dẫn hắn tới mà thôi, chuyện của hắn, không liên quan gì tới ta. Vô hồi thánh chủ một mặt lạnh nhạt,
hoàn toàn là không muốn làm thái độ chút nào. Tô Thiên Sóc âm thầm lắc đầu, loại năng lực đứng trước núi lở mà mặt không đổi sắc như thế này thật sự là để cho người ta bội phục. Vô Hồi Thánh Chủ, có phải ngươi đã thông đồng cùng Khương Phàm hay không? Thiên Lân Thánh Chủ đột nhiên nhắm mục tiêu ngay Vô Hồi Thánh Chủ. Tất cả Thánh Chủ đồng loạt nhìn về phía nàng, ánh mắt lăng lệ, mang theo chất vấn. Lão Đầu Nhi, ngươi là Tôn Chủ Bắc Bộ, là đại nhân vật danh chấn một phương, cũng bởi vì trước đó Khương Phàm đã thương mấy đệ tử của ngươi, nên bây giờ biến thành chó dại rồi. Còn dám sủa inh ỏi, ta đánh rụng răng chó của ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt lại chợt hiện ý lạnh, giống như là lãnh đao quang tới. Thiên Lân Thánh Chủ giận dữ. Khương Phàm chính là do ngươi mang tới, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu nói với Ngụy Thiên Thu sớm đã trở về. Tìm cho ta cây côn, rắn chắc chút. Ngài muốn đánh chó. Vô Hồi Thánh Chủ. Các Thánh Chủ phương Bắc tức giận quát mắng, chưa từng thấy người nào dã man như thế. Trừng mắt cái gì, cho ta thấy mắt các ngươi to sao. Hai ta trừng mắt, liền có thể dọa ta sợ. Ngây thơ buồn cười. Một đám lão già, khoát lên túi da nam tử nhưng càng giống chim, không có khí khái nam tử chỉ còn dạng điểu. Lão nương ta xấu hổ khi làm bạn với các ngươi. Liên tiếp đáp lễ chanh chua, Thánh Chủ Bắc Bộ bị kích thích đến mặt đỏ tới mang tai, cũng làm cho đệ tử tinh anh toàn trường trợn mắt hốc mồm. Các ngươi lớn tuổi, trí nhớ đã kém, ta có thể hiểu được, ta lại giải thích cho các ngươi một lần nữa. Khương Phàm cùng ta, và Vô Hồi Thánh Địa ta, đã sớm không có chút liên quan nào. Ta dẫn hắn tới chỉ là tiện đường. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn toàn trường, vẻ mặt lạnh lẽo, tư thái cường thế giống như là đang hỏi ý kiến một đám tiểu bối. Còn có không có nghe rõ sao? Tất cả Thánh Chủ các Thánh Địa bị nàng ép liền trốn tránh ánh mắt, không dám đụng nhau. Vô Hồi Thánh Chủ, người quá phách lối. Có một đệ tử tuổi trẻ nhìn không được, cao giọng mắng mỏ. Đứng ở nơi này tất cả đều là Thánh Chủ các Thánh Địa. Người có tư cách gì tài trí hơn người? Tất cả đệ tử các thánh địa cũng nhao nhao đối mặt, cũng chờ rằng co cùng Vô Hồi Thánh Chủ. Nhưng, bọn hắn lại bị không nhìn đến. Vô Hồi Thánh Chủ đều không có hướng ánh mắt lướt qua nơi đó thoáng nhìn, chớ nói chi là để ý tới. Làm nhục như vậy, để bọn hắn tức giận đến không thể kiềm chế được, khí thế hung hăng bước mấy bước về phía trước. Giết! Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên thét lên ra lệnh một tiếng. Bọn người Ngụy Thiên Thu hành động trong nháy mắt, thẳng đến đám đệ tử thánh địa kia. Các đệ tử đang muốn rằng có bỗng nhiên biến sắc, lộn nhào trốn đến sau lưng tất cả thánh chủ, Túc lão. Dừng tay, các ngươi muốn tàn sát đệ tử thánh địa sao? Các thánh chủ và Túc lão đồng loạt tiến về phía trước một bước. Vô Hồi Thánh Chủ lạnh mặt, đe dọa nhìn những thánh chủ kia. Ta chẳng cần biết bọn họ là ai, thân phận gì, có thiên phú gì. Chỉ cần ta cảm nhận được uy hiếp, liền phải phản kích, sự phản kích của ta, chính là giết. Không muốn bên cạnh mình có nhiều hơn mấy bộ thi thể liền thành thành thật thật xem trọng mạng chó của mình cho ta. Nếu ai không phục, tự tay ta dạy hắn cái gì gọi là chịu phục. Lãnh Thanh Phong tự mình nhắc nhở. Vô Hồi Thánh Chủ, có chừng có mực, mọi người cùng là Thánh Chủ, phải gìn giữ tôn trọng. Vô Hồi Thánh Chủ cười lạnh. Tôn trọng. Ta còn thực sự xem thường những lão già này, thánh địa thiên hạ còn có mấy kẻ giữ được lòng dạ lúc ban đầu. Còn có mấy kẻ thật sự nguyện ý bảo vệ dân chúng. Có đông bộ thánh chủ quát tháo. Vô Hồi Thánh Chủ, lời này của ngươi thật quá mức, tất cả thánh chủ chúng ta đều giữ vững lòng dạ, không cần bởi vì tội nghiệt của Ly Hỏa Thánh Chủ liền chất vấn khắp thiên hạ. Bên cạnh ta có người, có thể nhìn trộm lòng người. Ta không để ý cấp hắn cho Tổ Sơn. Xin mời Tổ Sơn tới nhìn trộm một cái đối với tất cả thánh chủ Thương Huyền. Có đức hạnh, ở lại tiếp tục làm thánh chủ. Không có đức hạnh, sớm khiêm nhường bỏ vị. Vô Hồi Thánh Chủ lần nữa khiêu khích toàn trường. Dám sao? Đủ rồi, đủ rồi. Lãnh Thanh Phong giận dữ ngăn lại, nói. Trong trường hợp này Khương Phàm lại ngang nhiên bắt cóc Lãnh Văn Thanh, không chỉ là mạo phạm Tử Vi thánh địa chúng ta, còn có tất cả thánh địa Thương Huyền. Ta không muốn nhờ các ngươi phối hợp lùng bắt, chỉ hy vọng các ngươi có thể ở lại chỗ ở mình, kiên nhẫn chờ đợi tin tức, không cần gây thêm phiền phức. Cần chúng ta hỗ trợ không? Vô Hồi Thánh Chủ rất tức thời cho cái mặt mũi. Không cần. Lãnh Thanh Phong quả quyết từ chối, xin ngươi giúp một tay. Ta điên ư. Ta không thu phí ngoài định mức.
Ta, không cần. Chúc các ngươi may mắn. Vô hồi thánh chủ mang theo thánh địa Nam Bộ rời khỏi. Siêu Chính Lâm lắc đầu nói nhỏ. Thật là một nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh. Vạn Sơ thánh chủ, Diêu Hồng Cử nói. Nàng cũng không chỉ là nhanh nhẹn dũng mãnh, càng khôn khéo cay độc, người xem mấy người thánh địa Nam Bộ kia một chút, bị nàng thuần đến ngoan ngoãn. Mặc kệ trong lòng bọn hắn nghĩ như thế nào, chí ít thì ở trường hợp đông người như thế này cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch nào. Ngài cảm giác tại sao Khương Phàm lại muốn bắt Lãnh Văn Thanh đi? Khẳng định không phải là muốn mưu đồ bất chính, hắn có thể lăn lộn đến thiên kiêu bảng, không thể nào là một người lỗ mãng. Hẳn là có liên quan cùng truyền thừa của Lãnh Văn Thanh, nhưng về phần tại sao Khương Phàm lại muốn bắt nàng, cái này nghĩ không ra. Sứ giả Tổ Sơn hẳn là sắp đến, nếu như đến lúc đó còn không bắt được Khương Phàm, bọn họ có thể hạ lệnh chúng ta phối hợp lùng bắt hay không? Có khả năng sẽ làm như thế, nhưng càng có thể chính là trực tiếp tiếp xí thiên giới, để nơi đó ra mặt khiến cho Khương Phàm giao Lãnh Văn Thanh ra. Vị trí Tổ Sơn quá cao, hình tượng quá đặc thù. Bọn hắn làm việc nhất định phải thận trọng, không thể có mảy may chút lỗ mãng nào. Nếu Khương Phàm mạo hiểm bắt Lãnh Văn Thanh đi, hẳn là làm xong quyết định. Hắn, chưa chắc sẽ để lại người sống. Diêu Chính Lâm yên lặng chờ mong, nếu như Khương Phàm thật có thể xử tử Lãnh Văn Thanh, với hắn mà nói tương đương với nhất cử lưỡng tiện. Giết Lãnh Văn Thanh, Khương Phàm khẳng định đánh đổi mạng sống, hắn cũng không cần phải cảnh giác Khương Phàm mạnh hơn hắn trên thiên kiêu bảng. Mà Lãnh Văn Thanh chết rồi, là hắn có thể chính thức xác định là người canh giữ Tổ Sơn. Bằng vào Tổ Sơn tên, hắn trên thiên kiêu bảng địa vị liền có thể lại tiến mấy cái bài vị, thậm chí là 10 cái bài vị. Sáng ngày thứ hai, Thái Huyền, Hạo Thương hai đại thánh địa lần lượt đi đến. Tử Vi thánh địa vẫn không có phát hiện tung tích Khương Phàm. Kim Viêm thánh tượng tiếp tục khống chế thú triều trong rừng rậm lùng bắt, Đường Nguyên Cực và các tốc lão dẫn đội xuôi nam, chặn đường Khương Phàm. Buổi sáng ngày thứ ba, người canh giữ Tổ Sơn, Diêu Khải Minh rốt cuộc cũng giáng lâm đến Tử Vi Thánh Địa, đi theo còn có rất nhiều lão giả Tổ Sơn ẩn thế. Các thánh chủ đều mang theo đệ tử cung kính nghênh đón, dâng lên lời chúc phúc. Các đệ tử đều hiếu kỳ càng kính úy nhìn nam tử cường đại như thần linh giáng lâm. Thánh quang vờn quanh Diêu Khải Minh, uy thế thịnh long để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn trấn thủ Tổ Sơn, phụ trách duy trì danh uy Thánh Địa. Cũng tự nhiên mà nhận lấy sự chúc phúc của dân chúng. Loại năng lượng này nhìn rất phiêu miểu, nhưng bởi vì Tổ Sơn tình huống đặc biệt, tạo thành thực chất năng lượng, trợ giúp Diêu Khải Minh tu luyện. Lãnh Thanh Phong trước tiên thông báo Khương Phàm việc ác, cao giọng thỉnh nguyện. Xin mời Tổ Sơn chiêu cáo thiên hạ, Khương Phàm mạo phạm thánh địa, mưu hại, người canh giữ kế nhiệm, tội lỗi ngập trời, thật không thể tha. Tại sao Khương Phàm bắt đi Lãnh Văn Thanh? Giọng Diêu Khải Minh ù ù. Như thiên âm thật lớn, quanh quẩn núi cao, cũng chấn động thần hồn đám người. Các lão nhân Tổ Sơn đều trao đổi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Lãnh Văn Thanh là người mà bọn hắn khổ sở đợi chờ vài vạn năm, càng liên lụy đến bí mật đã phủ bụi. Bọn hắn không chỉ muốn bồi dưỡng Lãnh Văn Thanh, kích phát lực lượng thần bí kia, càng phải mượn nhờ Lãnh Văn Thanh, tập kết Thương Huyền, thậm chí lực lượng thánh địa đại lục khác. Thế nhưng, bị bắt đi rồi. Bị bắt đi ngay trong Tử Vi Thánh Địa. Lãnh Thanh Phong vậy mà lại phạm sai lầm ngây thơ như vậy. Tạm thời chúng ta còn không biết, chỉ biết là Khương Phàm dẫn dụ Lãnh Văn Thanh ra ngoài, thời điểm chúng ta phát hiện, đuổi theo đi ra, vừa hay nhìn thấy Khương Phàm có ý đồ bất chính. Trong ánh nhìn sáng tỏ soi mói của Diêu Khải Minh, Lãnh Thanh Phong toát ra mồ hôi lạnh, cặp mắt kia giống như có thể trực tiếp nhìn thấu nội tâm của hắn. Vì sao Khương Phàm lại đến Tử Vi Thánh Địa? Diêu Khải Minh lù lù như núi, trang nghiêm túc mục, mang cho tất cả mọi người áp bách cường đại. Đại biểu xí thiên giới, hòa giải với Tử Vi Thánh Địa. Tại sao ngươi giữ hắn lại? Ta, là, rất nhiều đệ tử Thánh Địa muốn lĩnh giáo thực lực của Khương Phàm, cho nên ta liền. Lãnh Thanh Phong đang muốn thử giải thích, Vô Hồi Thánh Chủ đi đến phía trước, đưa lên một cái cẩm nang. Đây là cái gì? Diêu Khải Minh nhìn thấy Vô Hồi Thánh Chủ liền khẽ nhíu mày, đau đầu. Khương Phàm để lại. Vô Hồi Thánh Chủ lui về. Khương Phàm để lại. Bọn người Lãnh Thanh Phong đồng loạt nhìn về phía Vô Hồi Thánh Chủ. Diêu Khải Minh nhìn Vô Hồi Thánh Chủ một chút, sau đó mới tháo cẩm nang, bên trong là một mảnh vải, trên đó viết mấy chữ nhỏ,
vĩnh hằng lục đạo, thương sinh tạo hóa, hiện thuộc về Khương phàm ta. Vẻ mặt Diêu Khải Minh run lên. Vĩnh hằng lục đạo, thương sinh tạo hóa. Làm sao Khương phàm lại biết cái này? Hắn sở hữu. Chẳng lẽ hắn muốn cướp đoạt truyền thừa của Lãnh Văn Thanh? Trước khi đi, Khương phàm còn nói qua cái gì? Diêu Khải Minh giao mảnh vải cho lão nhân bên cạnh. Đông đảo lão nhân nhìn thấy vải trước tiên cũng đều là thay đổi sắc mặt. Chuyện bí ẩn như vậy, làm sao Khương phàm lại biết? Ném tới trong phòng ta liền đi, chỉ nói giao cho ngươi. Không có nói thêm cái gì khác. Chúng ta không quen, không tiện nhiều lời. Các ngươi không quen. Trước kia quen qua, sau này thì không. Lãnh Thanh Phong sốt ruột. Phía trên viết cái gì? Diêu Khải Minh không để ý đến, mà là mang theo các trưởng lão Tổ Sơn đi đến bên cạnh. Các ngươi thấy thế nào? Một đám trưởng lão trao đổi ánh mắt. Chúng ta chưa thấy qua Khương phàm, nhưng từ chuyện hắn đã làm đến xem, tính mục đích và phong cách hành sự của hắn rất mạnh. Cho nên, hắn đến Tử Vi Thánh Địa rất có thể chính là đến bắt Lãnh Văn Thanh, cũng biết về truyền thừa của Lãnh Văn Thanh. Hắn nghe được tin tức liền biết Lãnh Văn Thanh có truyền thừa, chắc hẳn xác thực đã hiểu rõ vĩnh hằng lục đạo. Chúng ta một mực hoài nghi Khương phàm có thân phận đặc thù nào đó, nếu không thì hắn không thể nào phách lối như vậy, cửu thị hoàng tộc. Như thế, Khương phàm bắt Lãnh Văn Thanh đi, không ngoài hai khả năng. Đầu tiên là sớm tiêu trừ uy hiếp, để tránh thánh địa với hắn là địch. Thứ hai là cướp đoạt thương sinh tạo hóa, tự mình khống chế. Rốt cuộc thương sinh tạo hóa có thể di chuyển hay không, chúng ta còn không biết. Cho nên, ta đề nghị bắt lấy Khương phàm trước, kỹ càng kiểm tra. Ta cũng đề nghị trước bắt Khương phàm, nếu như hắn không có đạt được truyền thừa, lại giết Lãnh Văn Thanh, hắn chính là hủy đi người mà chúng ta khổ sở đợi chờ mấy vạn năm, chúng ta nhất định phải cho Thương Huyền Thánh Địa một cái công đạo. Nếu như Khương phàm đạt được truyền thừa, các trưởng lão Tổ Sơn nói, lông mày đều nhíu lại. Nếu như Khương phàm thật sự đạt được truyền thừa, bọn hắn nên làm như thế nào? Thương sinh tạo hóa đối với bọn hắn mà nói là quá quan trọng, không chỉ là khống chế khí vận Thương Huyền, còn có tất cả khí vận của Cửu Châu Thập Tam Hải, càng có thể làm cho Thánh Địa Thiên Hạ liên hợp toàn diện. Thế nhưng phong cách hành sự của Khương phàm này, giống như không hợp với Thánh Địa bọn hắn. Diêu Khải Minh nói, tìm được Khương phàm trước, nhìn tình huống mới quyết định. Các trưởng lão Tổ Sơn đồng ý. Chúng ta bái phỏng Xí Thiên Giới, cùng Khương phàm gặp mặt nói chuyện. Sau khi Diêu Khải Minh được toàn thể trưởng lão duy trì, liền nói với tất cả thánh chủ. Các ngươi tạm thời trở về, chờ tin tức. Chờ tin tức. Tất cả các thánh chủ đều hai mặt nhìn nhau, chờ tin tức gì, rốt cuộc Khương phàm đã để lại lời gì cho Tổ Sơn. Diêu Khải Minh nói với Lãnh Thanh Phong. Lãnh thánh chủ, xin mời rút đội ngũ lùng bắt về, Tổ Sơn chúng ta sẽ đích thân xử lý chuyện này. Chúng ta muốn đích thân bắt Khương phàm, không làm phiền Tổ Sơn ra tay. Vẻ mặt Lãnh Thanh Phong nghiêm trọng, hắn có một dự cảm không tốt. Đối với chuyện của Lãnh Văn Thanh, chúng ta rất tiếc nuối, nhưng xin mời thánh chủ hãy lấy đại cục làm trọng. Đại cục gì? Chờ chúng ta tìm tới Khương phàm, sẽ cho Tử Vi Thánh Địa, cho tất cả Thánh Địa Thương Huyền một cái công đạo. Trước đó nếu có ai ra tay một mình, Tổ Sơn sẽ không dễ dãi như thế. Đối với chuyện này, xin mời các vị thánh chủ không nên chất vấn quyết tâm của Tổ Sơn. Diêu Khải Minh đảo ánh mắt qua sáng tỏ tất cả các thánh chủ, dừng lại thêm một lát trên người Lãnh Thanh Phong, trong ánh mắt có thêm mấy phần cảnh cáo, lúc này mới mang theo các trưởng lão Tổ Sơn rời khỏi. Vô hồi thánh chủ, Khương phàm đã để lại lời gì cho Tổ Sơn? Thiên Lân thánh chủ lập tức truy vấn vô hồi thánh chủ. Ta đã liên tục nói rõ, ta và Khương phàm không quen. Không quen, không quen, ngươi tổng đuổi theo ta hỏi là có ý gì? Muốn bắt chuyện sao? Cái lão già xấu xa như ngươi, đều tuyệt tinh còn không thành thật. Vô hồi thánh chủ không chút khách khí đáp lễ một tiếng, trấn trụ các thánh chủ ở toàn trường. Ngay cả Tô Thiên Sóc đều bị sặc đến thẳng ho khan. Ngươi, ngươi! Thiên Lân thánh chủ suýt chút nữa đã ngất đi. Sắc đẹp của bản thánh chủ há lại có thể cho loại lão già như ngươi đây có thể thèm nhỏ dãi, ý nghĩ xấu xa của ngươi nghẹn trở về cho ta. Còn dám nuôi mù thông đồng, đánh chết ngươi. Vô hồi thánh chủ giơ tay lên một cái, thật đúng là bày ra cái tư thế quất người, sau đó mang theo thánh địa Nam Bộ rời khỏi nơi này. Hồn Thiên thánh chủ, Linh Kiếp thánh chủ, cố ý chậm mấy bước,
thoáng kéo dài khoảng cách, cho người khác thấy bọn hắn không phải quá quen. Nhưng, bọn hắn lại sợ vô hồi thánh chủ phát hiện mục đích của bọn hắn mà, giáo huấn bọn hắn, cho nên, khoảng cách không có kéo ra quá xa. Loại tư thái xoắn suýt lại bàng hoàng này, Tô Thiên Sóc và các tôn chủ nhìn mà lắc đầu lại bội phục. Có thể thuần hóa liên minh thành như thế này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Khá lắm nữ tử tinh minh. Siêu Chính Lâm nhìn thấy không chỉ là nhanh nhẹn dũng mãnh, mà còn là vô hồi thánh chủ hời hợt liền hóa giải nguy cơ cho mình. Nếu quả thật muốn giải thích, sẽ chỉ càng lún càng sâu, sẽ bị tất cả thánh chủ vây công. Nàng lại dùng nhanh nhẹn dũng mãnh phản kích rời lực chú ý của các phương đi, còn thoát khỏi các phương truy vấn nàng. Nữ tử này, thật không dễ chọc. Tại thời điểm lúc trước, vô hồi thánh chủ kéo lấy ly hỏa thánh chủ đại náo tổ sơn, Diêu Hồng Cử đã liền lĩnh giáo qua. Khương Phàm để lại cái gì cho tổ sơn? Diêu Chính Lâm lưu ý lấy Lãnh Thanh Phong nơi xa thay đổi sắc mặt. Diêu Hồng Cử lắc đầu nói. Hẳn là Khương Phàm bắt Lãnh Văn Thanh đi vì lực lượng. Tổ sơn giống như, muốn thỏa hiệp. Tâm tình Lãnh Thanh Phong rất tồi tệ, đều không có tâm tình tiễn biệt tất cả các thánh chủ. Hắn đã đoán được Khương Phàm ở lại, không ở ngoài chính là, ta cướp đi truyền thừa, các ngươi không thể nào giết ta, phải cung phụng ta. Chỉ có như thế, mới có thể để cho người trấn thủ tổ sơn, tỉnh táo, không còn truy sát, mà là đến xí thiên giới đàm phán. Nếu như Khương Phàm thật sự thành công, rất có thể tổ sơn sẽ bảo toàn Khương Phàm, thậm chí ủng hộ Khương Phàm. Nếu như Khương Phàm không thành công, tổ sơn cũng sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn có truyền thừa, giống như Lãnh Văn Thanh. Tổ sơn sẽ nghĩ cách điều hòa quan hệ của hai người, cùng nhau mang về tổ sơn. Không thể để cho Khương Phàm trở về tới xí thiên giới. Lãnh Thanh Phong đã quyết định, nhất định phải ngăn chặn Khương Phàm trước khi hắn trở về xí thiên giới. Thế nhưng, từ nơi này đến xí thiên giới phải tới 10 vạn dặm, đại địa mênh mông, Khương Phàm có thể lựa chọn các tuyến đường khác nhau để rời khỏi, làm như thế nào ngăn chặn hắn lại được đây? Lãnh Thanh Phong lo lắng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến thế lực, nhân gian ngục. Lãnh Thanh Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, thánh địa cao ngạo sao có thể hợp tác cùng sát thủ bóng đêm? Đây chính là vấn đề nguyên tắc. Nếu như bị người ta biết, rất có thể dẫn phát nguy cơ tín ngưỡng của tử vi thánh địa. Mà, nhân gian ngục không phải loại lương thiện, rất có thể sau khi bắt lấy, giao dịch hắc ám, này lại trên tử vi thánh địa bọn họ. Lãnh Thanh Phong lại bắt đầu nghĩ biện pháp, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kẻ duy nhất có năng lực ngăn Khương Phàm lại chỉ có nhân gian ngục. Ta không cần thiết phải trực tiếp liên hệ bọn hắn, chỉ cần thả tin tức về Khương Phàm ra. Nhân gian ngục liền sẽ giống đàn sói ngửi được mùi máu tươi. Chờ bọn hắn bắt được Khương Phàm, tự nhiên là sẽ xử tử. Mà Văn Thanh, bọn hắn khẳng định phải hầu hạ, xem như lễ vật kết giao, chủ động đưa tới. Cứ như vậy, Khương Phàm chết, Văn Thanh sống, ta cũng không cần mạo hiểm. Lãnh Thanh Phong đã quyết định, lập tức sắp xếp người đuổi theo bọn người đường nguyên cực, để bọn hắn tuân theo lệnh tổ sơn, rút về, sau đó bí mật giải tin tức. Thượng Thương Cổ Thành, Ngọc Tỷ truyền quốc bởi vì thức tỉnh sinh ra, ảo ảnh, chỉ là kéo dài rất thời gian ngắn, lại đánh thức Thượng Thương Cổ Thành yên lặng. Rất nhiều bí mật mai táng đều bởi vì trận khí vận ba động vô cùng mãnh liệt này mà thức tỉnh, sinh ra trình độ dung chuyển khác biệt. Bức tường Thượng Thương Cổ Thành biến mất đã vô cùng lâu, bây giờ cũng tái hiện lại ở nhân gian, kéo dài hơn 6.000 dặm, thủ vệ Cổ Thành. Thượng Thương Cổ Thành có dị động. Tường cổ thành tái hiện nhân gian. Hai tin tức nhanh chóng khuếch tán tại đại địa trung vực. Mặc dù không có nói dị động gì, nhưng chỉ là bốn chữ, Thượng Thương Cổ Thành, cũng đủ để kích thích lên vô số cường tông đại phái. Ai cũng biết nơi đó phong tồn lấy rất nhiều bí mật cổ lão, cũng đều biết nơi đó chôn giấu thần linh. Từ xưa đến nay, nên khai quật đều bị khám phá, không có bị khai quật đã nói rõ thứ càng thần bí càng cường đại mai táng càng sâu. Đột nhiên xuất hiện dị động, còn đánh thức tường cổ thành chưa từng xuất hiện qua, mang ý nghĩa có tuyệt thế bảo tàng sắp xuất thế. Nếu như có thể đạt được một hai cái cơ duyên, tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh. Lại nghĩ tới mê ảnh thần bí trước đó đột nhiên xuất hiện quét sạch mấy vạn dặm, càng khiến cho mọi người mơ màng suy đoán. Trong lúc nhất thời, đại địa trung vực lâm vào bạo động hiếm thấy. Mỗi một chỗ tin tức lan tràn đến, liền nhấc lên biến động. Hàng ngàn hàng vạn cường giả kéo nhau chạy tới Thượng Thương Cổ Thành. Khi tin tức xông ra ngoài đại địa trung vực,
truyền đến khu vực xung quanh, thế lực nơi đó bắt đầu sao động. Thương Huyền rất có xu thế diễn biến thành một trận quần hùng thịnh hội. Nhưng, cường giả các phương không ngừng liên tục kéo đến thượng thương cổ thành, lại không có bất cứ kẻ nào có thể vượt qua tường thành, đều vô tình bị chặn đường tại bên ngoài. Nó không chỉ có nguy nga cao ngất, còn vô cùng cứng rắn. Một chiếc tàu mở ra không gian, tạo nên tầng tầng gợn sóng, xuất hiện bầu trời gần thượng thương cổ thành. Bốn chữ Cửu Thiên Thần Giáo, lớn đón gió phấp phới, kinh động biển người đang tụ tập phía dưới, cũng để cho cường tộc trên bầu trời kinh sợ lui lại. Phía trước chính là thượng thương cổ thành. Một tên nam tử hùng tráng đi đến đầu thuyền, ngắm nhìn rừng rậm phương xa. Oa a, thật là đồ sộ. Lan Nguyệt ôm lấy Lan Can, gương mặt xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ nhìn qua tường thành nguy nga phía trước. Tường thành đột ngột nhảy lên 3 vạn mét, cao vút trong mây, cứ như cùng bầu trời đụng nhau. Bất cứ kẻ nào đứng ở trước mặt đều có thể cảm nhận được mình nhỏ bé và vô lực thật sâu. Từng luồng khí tức mênh mông lại hùng hậu tràn ngập khắp đất trời, giống như là thác nước, liên miên bất tuyệt lao nhanh rơi xuống. Bất luận là nhân tộc hay là mãnh thú đều bắt đầu sinh ra kính sợ từ trong lòng. Trên bong thuyền, nam tử nhìn lên tường thành. Thượng thương cổ thành đã bị mai táng tại thời đại viễn cổ, ngay cả một tòa cung điện, một chỗ phòng ốc, một viên gạch cũng không tìm thấy, bây giờ không phải là bị đánh thức, mà là mai táng đã quá lâu, tạo thành lực lượng giam cầm yếu bớt, hay là có năng lượng gì đánh thức bọn chúng, hay hoặc là cả hai đều có. Nghe nói thượng thương cổ thành là đại thành do các vị tổ tiên nhân tộc khai sáng lần đầu tiên. Một vị nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người đi đến bong thuyền, tóc dài như thác nước, da thịt trắng nõn như ngọc, dáng người cao gầy yêu kiều thướt tha, nàng giống như đóa hoa nở rộ trong sương mù, đẹp không sao tả xiết. Chính là Lan Nặc. Lan Nặc muội muội nói không sai, nơi này đúng là tòa thành đầu tiên do nhân tộc khai sáng. Nam tử nhìn Lan Nặc, trong ánh mắt không che giấu tình cảm ái mộ chút nào. Nhân tộc ban đầu chính là thức ăn của yêu ma. Sinh ra chính là bị bắt ăn. Cho đến sau này, tiên tổ nhân tộc bắt đầu học tập phương pháp tu luyện của yêu ma, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, đã thức tỉnh nhân thể bảo tàng, mới dần dần có thực lực chống lại yêu ma. Lại về sau, mấy vị tiên tổ nhân tộc bí mật kết hợp, tập kết bộ lạc mạnh nhất lúc ấy, xây dựng liên minh nhân tộc, kiến tạo thượng thương thành, mới có nơi sống yên ổn. Nghe nói thượng thương cổ thành đã tồn tại mấy chục vạn năm, thủy chung là pháo đài mạnh nhất của nhân tộc. Chịu đựng vô số ác chiến. Rất nhiều lãnh tụ nhân tộc oanh động một thời đại trong lịch sử, cũng đều sinh ra tại thượng thương cổ thành. Nhưng không biết ở thời đại nào, thượng thương cổ thành tượng trưng cho tinh thần đồ đằng của nhân tộc lại sụp đổ, triệt để mai táng trong phế tích. Con dân hậu thế lúc đầu còn có kính sợ đối với nơi đó, không có người nào dám bước chân vào. Cũng không qua bao lâu, thượng thương cổ thành liền thành bảo khố lớn nhất khắp trên thiên hạ, bất luận nhân tộc hay là yêu tộc đều chen chúc mà tới. Tìm kiếm cung điện mai táng, đào móc thần cốt, bảo khí, cho đến khi đào sạch sẽ. Chí ít mặt ngoài là sạch sẽ. Trên thực tế vẫn luôn có người có thể tại một thời đại nào đó, tại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một chút bảo bối, ví dụ như Linh Lung Tâm. Linh Lung Tâm lại là cái gì? Lan Giận Hầu ở bên cạnh Lan Nặc, rất cảnh giác đối với cái tên nam tử ngấp nghé muội muội của hắn này. Vạn năm trước đã xuất hiện, nghe nói là Đế Tâm. Đế Tâm, gương mặt Lan Nặc đều có phản ứng. Đế Tâm, trái tim đế quân, năm đó tin tức vừa ra, oanh động thiên hạ, cường tộc các châu tràn vào Thương Huyền. Tuy nhiên cái gì? Linh Lung Tâm đã biến mất. Là biến mất, hay là bị người khác cướp đi? Là biến mất, trận tranh đoạt Linh Lung Tâm kéo dài 37 năm, thế lực bị tác động đến diệt môn nhiều vô số kể, bao gồm cả hai hoàng đạo, bảy hoàng tộc. Lại về sau, nó rơi xuống một trong tay luyện binh sư. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, lại phá giải Linh Lung Tâm, tạo thành 100 cái giống nhau như đúc, ngay cả khí tức đều hoàn toàn giống Linh Lung Tâm, đổ về Cửu Châu Thập Tam Hải. Hắn còn lớn tiếng tuyên bố một cái Linh Lung Tâm trong 99 cái đều có đế huyết, chỉ có một cái phong tổn lấy đế tâm đế nguyên huyết hải chân chính. Từ đó về sau, khắp thiên hạ nhấc lên thủy triều tìm kiếm Linh Lung Tâm. Mỗi lần phát hiện đều sẽ gây nên tranh đoạt điên cuồng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm tới cái thật sự kia. Mà sau này lại có một số luyện binh sư thất đức, trắng trợn mô phỏng Linh Lung Tâm lừa gạt chú ý bán giá cao, trước sau trong hơn 10 năm nói ít đều tạo thành mấy vạn cái. Dần dần, ngay cả hoàng đạo đều mất kiên trì,
Linh Lung Tâm thật sự cứ như vậy mà biến mất. Lan Nặc lại hỏi, Linh Lung Tâm có thể đã bị thế lực nào đó đạt được rồi hay không? Đúng là có khả năng kia. Nam tử này tên Lan Đạo, là truyền nhân mạnh nhất được phe phái Lan Thị tại Cửu Thiên Thần Giáo toàn lực bồi dưỡng ra trước Lan Nặc. Sau khi nhìn thấy Lan Nặc, càng là triển khai điên cuồng theo đuổi. Phe phái Lan Thị cũng ủng hộ hắn theo đuổi, bất luận là từ khí chất hay là tư chất, Lan Nặc đều xứng với Lan Đạo của bọn hắn. Mà nếu Lan Đạo cùng Lan Nặc kết hợp, càng có khả năng sinh ra thiên văn mới, làm lớn mạnh phe phái Lan Thị. Linh Lung Tâm, Đế Tâm. Lan Nặc yên lặng nỉ non, vô hạn hướng tới. Nếu như có thể có được, chẳng phải liền có thể đạt được đế nguyên huyết hải. Dù là linh văn bị phế cũng có thể nghịch thiên trưởng thành, chạm đến cảnh giới thần linh. Lan Đạo lưu ý đến vẻ mặt Lan Nặc, cười nói. Linh Lung Tâm đã là bảo vật trong truyền thuyết. Coi như thật sự còn lưu lạc ở bên ngoài cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đừng hy vọng xa vời. Tuy nhiên Lan Nặc muội muội là hy vọng của gia tộc Lan Thị chúng ta, Lan gia hay thậm chí thần giáo đều sẽ dốc sức bồi dưỡng, đồ tốt không thiếu được.